Gương mặt mỹ nữ quát khẽ một tiếng, cả gương mặt vỡ vụn ra thành từng khúc, một lần nữa hóa thành vô số huyết văn bay trở về trong hư hoàng đình. Huyết quang trong đỉnh lóe lên, từ trong đó bay nhanh ra một đoàn hư ảnh, hào quang tụ lại, ngay sau lưng hàn lập một lần nữa hiện ra thân ảnh của huyết phách. Chẳng qua lúc này sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt, thần sắc mang theo một tia phức tạp liếc nhìn bóng lưng của hàn lập. Hàn lập thì căn bản mặc kệ mọi chuyện sau lưng, một tay đang bấm niệm pháp quyết, sau lưng lóe lên kim quang, pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng hiện lên. Sáu con mắt của pháp tướng đồng loạt mở ra, vài cánh tay mơ hồ rồi riêng phần mình đều duỗi ra một bàn tay đặt lên trên cự đỉnh. Trong tiếng vang cực lớn, mặt ngoài cự đỉnh nổi lên ánh sáng xanh lóa mắt, hầu như đã biến thành một vầng mặt trời màu xanh chói lóa. Màn sáng năm màu dường như hô ứng, mặt ngoài huyết văn tỏa sáng hào quang, đồng thời khí trắng bay ra càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, rốt cuộc sau một tiếng trầm đục, khắp phong ấn mở vụn ra thành từng khúc, hiện lên một cái thông đạo tối om. đi khuôn mặt Hàn Lập tỏ ra vui vẻ, miệng phân phó một tiếng, đem pháp tướng thu lại, rồi một ngón tay điểm lên trên cự đỉnh, phốc một tiếng, mặt ngoài cự đỉnh màu xanh thoáng cái bắn ra hai luồng hào quang, đem Hàn Lập và huyết phách đồng thời cuốn vào trong đó, sau một tiếng vang, liền biến thành một đoàn sáng xanh chui vào bên trong hắc động, oanh một tiếng, hầu như ngay khi ánh sáng màu xanh vừa chui vào hắc động, cửa vào lập tức hiện ra phủ văn năm màu toàn bộ phong ấn lại bắt đầu khép lại như cũ. Ngay lúc hào quang màu xanh vừa từ hắc động bay ra, Hàn Lập chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, cả người đang đứng trên một vùng đồng cỏ xanh biết có ánh nắng chó trang. Trong lòng Hàn Lập dùng mình, tay áo run lên, bên ngoài thân ánh sáng màu xanh lập tức thu về, hội tụ lại rồi một lần nữa biến thành một tiểu đỉnh màu xanh, đồng thời nắm lấy nó trong tay. Huyết phách lúc này cũng đã xuất hiện sau lưng, mười phần vui sướng đánh giá bốn phía đây là một không gian hầu như khác biệt hoàn toàn với bên ngoài nhìn về phía xa xa là núi non uốn lượt cây cối tốt tươi bốn phương tám hương đều không nhìn thấy đâu là điểm cuối hàn lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại hai đầu lông mày lóe lên tinh quang nhàn nhạt, nhạt đem thần niệm khổng lồ phóng ra kết quả là một lát sau khuôn mặt hắn tỏ ra giật mình hóa ra chỉ là ảo thuật mà thôi chật chật ảo thuật cao minh như thế ngay cả ta ban đầu cũng thiếu chút nữa tin là thật rồi đúng là hiếm thấy hàn lập tán thưởng một câu cánh tay khẽ động bỗng nhiên ngón cái vẽ ra một đường trong hư không. Lúc này, một đạo kiếm khí màu xanh nhạt bắn ra, chớp mắt đã biến thành lớn hơn trăm trượng, hời hợt chém xuống một nhát. Hư không phía trước vài dặm bỗng vặn vẹo lắc lư một hồi, mơ hồ một cái, cảnh vật xung quanh bỗng biến đổi lớn, thoáng cái hiện ra ban công của một loạt kiến trúc khổng lồ tạo thành hình dáng như một cung điện. Chỉ có chút quỷ dị là, ngay chính giữa những kiến trúc này, thình linh đứng sừng sững chẳng chịt những cây cột sáng phóng thẳng lên trời, mỗi một cây đều tỏa ra một màn sáng dày đặc, đem toàn bộ kiến trúc gần đó bao phủ bên trong, biến cả tòa cung điện thành hơn 100 khu vực khác nhau. Lam mang lóe lên trong hai mắt của Hàn Lập, sau đó hắn cũng đã hiểu rõ đại khái tình hình của những thứ bên trong màn sáng này. Hầu như mỗi khu vực đều có một tòa chủ điện, ngoài ra bên ngoài còn có hơn chục tòa kiến trúc lớn nhỏ không đều nhau, nhưng khi thần niệm hướng tới những kiến trúc này tìm tòi thì lại bị bắn ngược trở lại một cách không hề khách khí xem ra bản thân những kiến trúc này đã được thi triển một loại cấm chế ngăn cách thần niệm nào đó. Chẳng qua khi hắn nhanh chóng đem thần niệm quét qua, cũng đã phát hiện ra càng gần cung điện trung tâm, cột sáng trèo chống nó càng thô to, to, thần niệm muốn dò xét bên trong lại càng khó khăn hơn. Mà ở trung tâm mấy khu vực lớn nhất được bao bọc bởi màn sáng, thần niệm của Hàn Lập khi đi vào thậm chí chỉ có thể cảm ứng được hình dáng của một vài kiến trúc cực lớn mà thôi. Đây còn là kết quả của thần niệm vượt xa cùng dai, nếu là đại thừa bình thường thì chỉ sợ ngay cả màn sáng bên ngoài một vài khu vực cũng chẳng thể xuyên qua được. Xem ra bảo vật quan trọng nhất đều ở bên trong những khu vực kia rồi thần niệm của Hàn Lập vừa thu về, hắn như có điều suy nghĩ mà tự thì thảo nói. Đúng là như vậy, chẳng qua với tình hình cấm chế ở nơi đây thì càng đi vào trong sẽ càng nguy hiểm. Thần sắc huyết phách vẫn có vẻ tái nhợt, thần niệm vừa hơi tiếp xúc với những cấm chế vô hình đã lộ ra vẻ lo lắng nói. Nếu đã đến đây, tự nhiên không có khả năng tay không mà về, bảo vật bên ngoài quá nửa đã bị người ta vơ vét hết, hơn nữa bảo vật bình thường ta cũng chẳng để trong mắt, chỉ có thể trực tiếp đi vào bên trong nhìn thôi. Đúng rồi, huyết phách đạo hữu có từng cảm ứng được chỗ ở của bản thể không? Hàn lập xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên quay về huyết phách hỏi. Vãn bối tự nhiên đã sớm thi pháp cảm ứng qua, nhưng đáng tiếc cấm chế trong nội cung quá nhiều, xa một chút là đã không còn bao nhiêu hiệu quả. Huyết phách cười khổ trả lời, thì ra là thế, nhưng mà như vậy thì có chút phiền phức rồi, chỉ sợ người phải tìm một lượt từng nơi ở đây mới có thể phán đoán được nơi băng phách đạo hữu bị vây khốn. Thiên đỉnh cung chỉ mở ra ngắn ngủi một tháng, ta cũng không dám cam đoan có thể đi khắp một vòng tất cả cấm chế nơi đây được. Hàn lập nhướng mày, thần sắc ngưng trọng nói, bản thể của ta lúc trước tu vi cũng không kém, hơn nữa quả thực cũng có vài món dị bảo hộ thân, dù là đối mặt với tồn tại đại thừa cũng có một tia khả năng chạy thoát. Cho nên nếu như bị vây khốn tất nhiên là ở trong khu vực này nhưng để ngừa vạn nhất, vãn bối trước tiên sẽ đi ra bên ngoài tìm kiếm. Tiền bối mang theo một giọt máu huyết được ra chỉ bí thuật trên thân thể của thiếp thân trực tiếp đi vào khu vực bên trong. Nếu như bản thể bị nhốt gần đó, tự nhiên sẽ cảnh báo cho tiền bối. Như thế cũng sẽ không làm trễ nãi thời gian đại kế tầm bảo của tiền bối, đồng thời có thể trong thời gian ngắn mà tìm khắp toàn bộ thiên đỉnh cung. Huyết hồn lo nghĩ một chút, sau đó đề nghị, biện pháp này cũng không tệ, nhưng nếu nơi đây chỉ có hai người bọn ta thì còn có thể thực hiện chứ nếu một mình ngươi mà gặp phải những lão quái đại thừa có ác ý thì sao hàn lập lắc đầu nói tiền bối yên tâm vãn bối đã có và khôi lỗi hợp thể kỳ được tiền bối ban cho nên cũng có thể dây dưa với tồn tại đại thừa trong chốc lát đấy sắc mặt huyết phách hơi đổi nhưng lập tức cung kính nói nếu là đại thừa bình thường hai cỗ khôi lỗi hợp thể kỳ cai còn có chút tác dụng nhưng những tên đại thừa có thể đi vào đây đều có thần thông không phải chuyện đùa như vậy đi, ta sẽ để cho Kim Nhi đi theo ngươi. Hàn Lập suy nghĩ trong chốc lát, rốt cục đã có quyết định nói. chương 2351, mặt quỷ, cự hoa, khôi lỗi. Vừa dứt lời, tay áo của Hàn Lập run lên bắn ra một đoàn kim quang, nó xoay vòng quanh bỗng nhiên hóa thành một đứa trẻ màu vàng tím rực rỡ, hai mắt óng ánh nhưng không thấy đâu là lông mày lông mũi, chính là phệ kim trùng vương. Kim đồng, người hãy che chở cho huyết phách đạo hữu một thời gian ngắn, chớ để cho kẻ khác tổn thương nàng. Hàn Lập phân phó, đứa trẻ nghe thấy thế, khuôn mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng thân hình mơ hồ một cái đã thuấn di lên đầu huyết phách, lơ lửng trên đó không nhúc nhích. Đa tạ tiền bối, có kim tiền bối bảo vệ thì ở nội cung thiên đỉnh cung này vãn bối tuyệt không còn gì lo lắng nữa. Huyết phách tự nhiên đã chứng kiến sự lợi hại của kim đồng, lúc này quá đỗi vui mừng, mười phần cảm kích nói. Tiếp theo lấy ra từ trên người một bình ngọc trắng noán, hai tay giao cho Hàn Lập. Bên trong cái bình này, Tự nhiên chính là giọt máu huyết đã ra chỉ bí thuật của nàng. Có vài người còn tới sớm hơn cả chúng ta một chút, vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hãy chia nhau hành động ngay đi." Hàn Lập nhàn nhạt nói, Huyết Phách đáp ứng ngay một tiếng. Vì vậy, hai người bọn họ độn quang từ cùng một nơi, rồi mỗi người lại chọn cho mình một khu vực màn sáng mà bắn tới. Đứa trẻ màu vàng thì cứ vô thanh vô tức đi theo sau lưng Huyết Phách như hình với bóng, một tấc cũng không rời hàn lập nếu muốn tiến vào sâu trong thiên đỉnh cung mà không phá trừ một ít cấm chế trận ở phía trước thì là chuyện mơ cũng chớ nên mơ tới cho nên khi hắn chấp động xuất hiện ở trước mặt một màn sáng màu trắng không chút do dự hư không phất một bàn tay ra một thanh kiếm dài màu xanh lăng không hiện ra trong lòng bàn tay lóe lên đã hung hăng chảm lên trên màn sáng oanh một tiếng màn sáng màu trắng giống như đồ sành sứ vậy thoáng cái đã nứt vỡ ra hàn lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ Toàn bộ cơ thể thoáng chốc xuất hiện trên một con đường nhỏ bên trong một khu rừng bí mật. Hai bên là cây cối cao tới 7, 8 trượng màu xanh lá mạ, trông có vẻ không có gì khác thường, nhưng quan sát cẩn thận thì sẽ thấy mặt ngoài những cái cây này đều có từng đoàn từng đoàn phù văn. Phù văn này lần lượt là những gương mặt vặn vẹo nhắm nghiền hai mắt, nam nữ già trẻ đều có, vẻ mặt của tất cả đều biểu lộ hạnh phúc tới mức quỷ dị, dường như tất cả đều đang lâm vào giấc ngủ say bình thường. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại, đúng lúc này từng làn hương hoa từ một nơi khác trên con đường nhỏ thổi đến hơi hít vào một chút đã khiến cho tâm thần cảm thấy say mê một cách quỷ dị thần niệm của hàn lập vốn cường đại dù hít một hơi sâu cũng chỉ hơi có cảm giác không khỏe đôi chút chứ không tạo thêm ảnh hưởng gì lớn hàn lập mỉm cười biết rõ rằng đã lâm vào trong một cấm chế huyền diệu lúc này không nói hai lời mà cứ bước dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước nhưng chỉ vừa đi được vài chục bước những gương mặt trên cây cối ở hai phía xung quanh đồng loạt mở trợn đôi mắt ra âm thanh xùy xùi vang lên, vô số tia sáng màu đen chẳng chỉ từ những gương mặt này bắn ra, mỗi một tia đều vô cùng sắc bén, và còn tản mát ra chấn động cực kỳ quỷ dị. Hàn lập không làm bất cứ hành động to tát nào, chẳng qua bên ngoài thân hắn chỉ cuồn cuộn tỏa ra một tầng ánh sáng màu xám hộ thể, hóa thành một tầng màn sáng mờ mịt bảo hộ toàn thân hắn bên trong. Những tia sáng màu đen này bắn lên trên màn sáng, lập tức phát ra những tiếng nổ lốp đốp như mưa rào, tùy theo hào quang lóe lên, chúng đã quỷ dị chui vào bên trong mà không thể tiếp tục tạo ra bất kỳ tiếng vang nào. Cùng lúc đó, bước chân của hắn căn bản không hề dừng lại chút nào, không chút hoang mang, cứ bước dọc theo con đường nhỏ mà đi. Cử động của Hàn Lập dường như thoáng chốc đã kích thích những khuôn mặt quái dị phía trên cây cối, không biết từ đâu bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tất cả gương mặt thoáng chốc trợn trừng hai mắt, há miệng phun ra từng tia lửa xanh lục, vô cùng tanh hôi, đem cả con đường nhỏ biến thành như một biển lửa vậy. Hàn lập cười nhạt một tiếng, bộ pháp không hề ngừng, màn sáng màu xám bên ngoài lưu chuyển một tầng oáng ánh, đem những đám lửa xanh này khẽ hút vào trong. Hơn nữa những nơi hàn lập đi qua, màn sáng màu xám vang lên tiếng xé gió, vô số tia sáng màu xám óng ánh bắn ra, mỗi một tia đều vô cùng chuẩn xác xuyên thủng qua khuôn mặt quái dị trên cây cối xung quanh. Những khuôn mặt quái dị gào thét một tiếng, nhao nhao hóa thành làn khói xanh biến mất trên những cái cây. Những cây cối vốn đang xanh tươi khi toàn bộ khuôn mặt tiêu tán hết, bỗng trở nên khô vàng héo rũ như mất hết sức sống, không còn phát ra bất cứ dấu hiệu sự sống nào. Tới khi Hàn Lập đi được chừng hơn trăm trượng thì rốt cuộc cũng đi ra khỏi rừng rập, nhưng trước mặt lại xuất hiện một vườn hoa đủ mọi màu sắc, từng bồn hoa hình tròn lẳng lặng đứng vững phía trên đồng cỏ, bên trong là những cây hoa của đủ loại hoa khác nhau nhưng đều cao tới hơn một trượng, mỗi cây đều đã kết một đóa hoa cực lớn. Những bông cừ hoa này có hình dạng và màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều kiều diễm ướt át và chính đang ở vào thời điểm nở rộ nhất khi nãy hương hoa mà hắn hít vào chính là từ vườn hoa này truyền ra ánh mắt hàn lập lóe lên thần niệm khẽ quét qua những nơi này sắc mặt hơi động một chút liền cứ tiếp tục chậm rãi tiến lên phía trước khi thân hình hắn đi qua bên cạnh một bồn hoa cự hoa gần đó bỗng lay động rồi nhao nhao hóa thành đầu quỷ mặt xanh nanh vàng cười lên những tiếng quái dị rồi bay nhào đến phía hàn lập chỉ là vài con ma đầu cấp thấp mà cũng muốn tới gần ta đúng là tự tìm đường chết hàn lập hư một tiếng hai tay bỗng nhiên trà sát sau đó mỗi tay dương lên hai bên. Oanh long long hai tiếng sét đánh giữa trời quang, hai đạo kim hồ lớn cỡ miệng chén bắn ra, chấp động một cái hóa thành một con lôi dao long dài mấy trăm trượng, bổ nhào tới khắp nơi trong vườn hoa. Những quỷ đầu gần đó mỗi khi bị lôi dao long quét chúng hoặc tiến sát đến thì đều nhao nhao phát ra tiếng kêu quái dị rồi tan thành mây khói. Những cự hoa ở trong các bồn hoa xa hơn, trông thấy điện quang màu vàng sắp đảo qua thì đều hóa thành quỷ đầu rồi nhao nhao chạy thuộc mạng khắp nơi vườn hoa vốn đang nắng ấm đầy trời, thoáng chốc biến thành ma khí cuồn cuộn, quần ma loạn vũ, trông như một cái ma vực vậy. Với pháp lực của Hàn Lập, cộng thêm ít tà thần lôi có công hiệu khắc chế, những con ma đầu cấp thấp này sao có thể chạy thoát được. Hàn Lập chẳng qua chỉ khẽ thúc dục pháp quyết, hai con lôi dao long liền nổ tung thành vô số tia điện bắn xuống tứ phía, hóa thành hai tấm lưới màu vàng, đem trọn cả vườn hoa bao lại ở phía dưới. Điện quang chẳng chịt chấp động, tất cả ma đầu đều bị thần lôi bổ xuống tiêu diệt một tên cũng không thoát, ma khí trong vườn hoa dưới tiếng lôi minh một lần nữa tiêu tán, vườn hoa lại thanh minh như cũ. Lúc này, Hàn Lập đã phong kinh vân đạp, nhẹ nhàng tiêu sái bước ra khỏi vườn hoa, đi tới trước mặt một hồ nước nhỏ màu đỏ thẫm. Chấm chấm, thật là tà môn, những vật này chẳng những giết không chết mà còn một mực dây dưa không thôi. Tiêu huynh, nếu như người không nghĩ biện pháp, lão thân sẽ vận dụng thủ đoạn trực tiếp thu hết bọn chúng lại. Vạn hoa phu nhân giận dữ nói, giờ phút này, nàng cùng với tiêu minh và thanh bình đạo nhân ba người đang đứng đang đứng ở một không gian mênh mông cắt vàng. Từng con khôi lỗi màu vàng đất cao lớn, thỉnh thoảng lại từ lòng đất chui ra, sau đó trong tay lại biến ảo ra hoặc là trường thương đao kiếm, hoặc cung mạnh nỏ cứng, hung hãn không sợ chết, không ngừng phát động công kích về phía ba người. Tuy rằng những công kích này không tạo thành uy hiếp đối với ba gã đại thừa, hơn nữa những khôi lỗi này chỉ cần một kích tiện tay là có thể diệt hết, nhưng bất kể có đánh chết bao nhiêu, một lát sau sẽ lại có thêm càng nhiều khôi lỗi hiện lên ở gần đó. Ba người từ khi gia nhập khu vực này, số lượng khôi lỗi bị họ đánh chết cũng hơn 10 vạn rồi, vậy mà chẳng thấy có dấu hiệu giảm bớt nào. Vì tiết kiệm pháp lực, lúc này ba người dứt khoát chỉ thả ra một hai kiện bảo vật hộ thân chứ không chủ động ra tay công kích nữa. Vạn hoa đạo hữu cứ yên tâm chớ vội, tiêu mỗ sắp nhanh chóng tìm thấy mắt trận rồi. Dù cho người có đem tất cả bọn chúng thu lại, thì chúng lại cũng sẽ tiếp tục xuất hiện như cũ nói ra thì những thứ này cũng đâu phải là khôi lỗi thực sự chẳng qua chỉ là dựa vào lực lượng cấm chế biến ảo ra mà thôi rời khỏi nơi đây chúng sẽ lập tức biến mất thu nó rồi cũng chẳng sử dụng được tiêu minh nâng trong tay một trận bàn bạch ngọc lấp lánh đang tìm kiếm khắp nơi một cái gì đó nghe vạn hoa phu nhân nói cũng không hề quay lại mà chỉ trả lời một câu đạo hữu đã tìm thấy mắt trận rồi hắc hắc lão thân không phải lo lắng đi ra ngoài chậm mà chỉ lo cấm chế trung tâm của thiên đỉnh cung sẽ rơi vào tay kẻ khác thôi Vạn hoa phu nhân nghe vậy vui vẻ, cười hắc hắc một tiếng nói. Yên tâm đi, đã có thanh bình đạo hữu chỉ điểm, chúng ta đã chọn con đường ngắn nhất trực tiếp đi tới trung tâm của thiên đỉnh cung, chỉ cần đi qua ba tòa phân cung là có thể trực tiếp tới nơi đó rồi. Những kẻ khác dù có thủ đoạn cao minh cũng không có khả năng đến trước chúng ta được. Tiêu Minh đã tính trước nói, hy vọng thật sự như thế, nhưng thần thông của tên tiểu tử nhân tộc tới từ phong nguyên đại lục kia thực sự sâu không lường được, nói không chừng còn có thủ đoạn bài trừ cấm chế đấy, Chúng ta không thể chủ quan được, nếu có thể vẫn nên tận lực nhanh chóng đi tới điểm đầu mối thì hơn." Thần sắc Vạn Hoa phu nhân khẽ buông lỏng, nhưng vẫn kiên trì nói. Vạn Hoa đạo hữu nói có lý, Tiêu huynh, bần đạo cũng tình nguyện tổn thất chút nguyên khí, chúng ta vẫn nên sớm tới Nội Cung Thiên đỉnh cung thì tốt hơn Thanh Bình đạo nhân ở một bên cũng đồng ý. "Được rồi, nếu hai vị đạo hữu đã kiên trì như thế, tại hạ sẽ vận dụng thủ đoạn cứng rắn trực tiếp tìm ra mắt trận vậy." Tiêu Minh nhíu mày một cái, sau đó cũng gật đầu tiếp theo chỉ thấy một tay hắn bấm niệm pháp quyết sau lưng hiện ra huyết quang hư ảnh cửu mục huyết tiềm chợt hiện ra đồng thời thân thể cũng tăng lên thành cao hơn vài chục trường khí tức trên người lập tức trở nên mạnh mẽ đi hư ảnh cực lớn sau lưng tiêu minh quát khẽ một tiếng khẽ đảo tay ném trận bàn đi phun lên nó mấy đoàn tinh khí trận bàn vang lên ông ông vô số phù văn màu trắng sữa trôi nổi bay ra thoáng chốc biến thành một cái quang trận loại nhỏ hào quang bên trong lóe lên bắn ra một cột sáng vừa thô vừa to đánh vào một chỗ trong hư không hư không nơi đó vặn vẹo run rẩy một hồi nhưng lát sau liền vô thanh vô tức khôi phục lại như lúc ban đầu không phải chỗ này thử nơi khác một chút vậy tiêu minh nhà nhà nói một câu một ngón tay điểm về quang trận trong hư không lập tức quang trận này chuyển động nhắm vào một chỗ khác trong hư không bạch quang lóe lên đồng dạng bắn ra một cây cột sáng thô to đánh lên trên hư không lúc này hư không bên đó lắc lư kịch liệt một hồi bỗng nhiên chấn động, từ trong hư không thoáng hiện ra một cái phù văn màu bạc cực lớn. Phù văn lớn cỡ một căn phòng, bề ngoài lập lòe ánh sáng bạc. Vận khí không tệ, tìm được nó rồi. Khóe miệng tiêu minh nổi lên vẻ tươi cười. Tiếp theo hắn quát lên một tiếng, đột nhiên thúc giục bí thuật. Lúc này chín con mắt màu vàng trên đỉnh đầu hư ảnh cự thiềm sau lưng bỗng nhiên đồng loạt khai mở, đồng thời nhìn ngay về phía phù văn cực lớn. Sau một tiếng nổ vang, cửu mục huyết thiềm phun ra một sợi tơ mỏng màu vàng rực rỡ, lóe lên một cái đã xuyên thủng qua ngân văn, chấp động một cái đã đem nó cắt ra thành nhiều mảnh. chương 2352, huyết ảnh cùng xích lôi. Sau khi đem tất cả ký hiệu màu bạc đánh tan hoàn toàn, cảnh sắc bốn phía kể cả những lớp dày đặc khôi lối tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Hư không phía trước trở nên mơ hồ vặn vẹo, từng dãy nhà liên tiếp nhau liền xuất hiện ở phía trước. Phá, thật tốt quá, thủ đoạn tiêu huynh thật là cao minh, vạn hoa phu nhân thấy vậy tình trạng mừng rỡ nói nơi này cấm chế có chút huyền diệu nói không chừng chưa có ai tới đây nếu không phải chúng ta cần đi gấp không chừng ta cũng muốn ở lại lục soát một chút tiêu minh thở dài nói ha ha tiêu huynh không cần cảm thấy đáng tiếc ở đây chỉ là khu vực ngoại vi cho dù có chút bảo vật nhưng đối với chúng ta mà nói cũng không phải là vật cần thiết đợi đến lúc vào khu vực trung tâm kiểm soát được cấm chế lúc này những bảo vật ở trong cung không phải mặc cho chúng ta lấy sao thanh bình đạo nhân cười nói đạo lý này sao ta lại không biết chứ nhưng mắt thấy bảo vật ở gần trong gang tấc mà không có thể lấy, trong lòng vẫn còn có chút tiếc hận thôi. Tiêu Minh mỉm cười trả lời, ba người độn quang cùng nhau, dọc theo một con đường nhỏ ở bên cạnh những tòa nhà, thẳng đến khu vực có quầng sáng ở phía bên kia mà bay tới. Ở bên trong một khu ngoại vi khác bên ngoài thiên đỉnh cung, cẩm y đại hán đang lạnh lùng nhìn chừng chừng vào một cự viên hai đầu cao trăm trượng, xung quanh là hàng trăm tên đệ tử đang tạo thành một cái huyền diệu pháp trận, đem quái thú này vây lại bên trong. Lúc này pháp khí trong tay của các đệ tử được thúc giục nhanh hơn, làm cho uy năng của tòa pháp trận lên tới cực hạn, hơn nữa vòng vậy càng lúc càng siết chặt, từng đợt vô hình cự lực liều mạng hướng song đầu cự viên khổng lồ mà bắn tới, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng rát, rát nổ lớn. Sau khi bị cự lực bốn phía ép tới làm cho thân thể cự viên không thể nhúc nhích, ngay tại thời điểm đó, tay áo của Cẩm Y Đại Hán mới run lên, bắn ra một đạo cầu vòng màu bạc thẳng tới, vây quanh thân thể khổng lồ của cự viên lại, thân thể cự viên lập tức liền bị chém làm hai đoạn hư không bốn phía trở nên mờ nhạt, do từng đoạn thân thể của cự viên bị đánh nát tạo thành. Ở bên trong một đầm lầy thuộc một khu vực ngoại vi khác, một cái màu lam sáng chói đang quấn tròn lại rõ ràng là một con rết khổng lồ, một cái to lớn hạt tử đầy hắc khi đang bay lượn, cùng với một đầu dẹp cự mảng hiếm thấy, tất cả đang ở cùng một chỗ, đang đấu với nhau đá loạn xạ. Ở một nơi khác, trên đỉnh đầu của một cự trùng ba đầu, đang ngồi xếp bằng một gã có khuôn mặt xấu xí, chính là một lão già khô gầy trong đầm lầy chẳng những có đầy đủ hổ lan xài báo mà còn có một chút mãnh thú biến dị kỳ quái tất cả đều có thực lực của yêu thú cấp thấp đang vây xung quanh cự trùng ba đầu liều mạng cắn xé lớp này chết thì lớp khác trào lên liên miên không dứt tuy nhiên lão giả vẫn ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu cự trùng ba đầu không nhúc nhích đối với tất cả mọi thứ ở bốn phía xem như không thấy gì bên ngoài ngũ sắc phong ấn có năm tên thanh niên ăn mặc giống nhau đang ngồi xếp bằng ở giữa không trung trên mặt không có chút nào biểu hiện, giống như là đang chờ đợi vật gì. Đột nhiên trên không trở nên dao động mạnh, một cái cái huyệt động đen kỳ to lớn hiện ra. Tiếng gió rít lên, một luồng huyết quang từ chính giữa bay ra, sau khi lượn một vòng, liền biến thành một bóng người mờ nhạt huyết ảnh, trên gương mặt ẩn hiện hai con mắt màu xanh biếc, trên người đầy sát khí, một cảm giác tà đạo không thể diễn tả bằng lời. Năm tên thanh niên đang ngồi xếp bằng thấy cảnh này, liền lập tức ra tay, phóng ra 12 tia sáng màu bạc bạch cốt phi kiếm, mặt ngoài bao phủ từng cái mờ nhạt màu xanh biếc của lửa lân tinh chấp động không ngừng. Huyết hợp ngũ tử, các người động thủ với bổn tọa sao? Một cái mờ nhạt huyết ảnh vừa thấy năm tên thanh niên này ra tay, cảm thấy có chút ngoài ý muốn nói. Chúng ta ra đi gấp gáp, nên cũng không có mang theo chìa khóa để giải trừ phong ấn, nên chỉ có thể từ trên người đạo hữu hỏi mượn thôi. Bất luận các hạ là ai, đem chìa khóa giao ra đây, chúng ta sẽ để cho các hạ rời đi. Một gã thanh niên đứng ở giữa, lạnh lùng nói, ha, ha, khẩu khí thật lớn, huyết ảnh tử của ta cũng đang cần máu huyết để bồi bổ thân thể này. Vậy thì lấy máu huyết của các ngươi đi, huyết ảnh nghe vậy cười lớn một tiếng, thân thể trở nên mờ ảo, biến hóa ra năm luồng huyết quang bay thẳng đến huyết hợp ngũ tử. Huyết ảnh công pháp tuy rằng bá đạo, nhưng không phải không có cách phá giải. Gã thanh niên đứng ở giữa cười lạnh một tiếng nói, đột nhiên bên ngoài thân xuất hiện bạch quang lóe lên, rõ ràng bảo vật đã được xuất ra hóa thành từng vòng sáng cuồn cuộn bảo vệ toàn thân đón lấy luồng huyết quang đang bay tới mặt khác bốn gã thanh niên còn lại hình dạng trở nên mơ hồ đồng thời biến vào trong hư không không thấy bóng dáng ngay sau đó trong hư không nổi lên cuồn cuồn huyết quang âm thanh gầm gú không dứt một cuộc chiến ngang tài ngang sức đang diễn ra quyết liệt phía bên ngoài cánh cửa lớn đang tụ tập gần ngàn người tu luyện giả cấp cao đa phần là luyện hư hợp thể cấp bậc cũng có hơn 30 người đang thả ra bảo vật kết hợp với vô số lôi hỏa chi lực, điên cuồng tấn công vào cánh cửa lớn. Những ký hiệu kim ngân trên cánh cửa chấp động không ngừng, tuy nhiên cánh cửa vẫn không có một chút hư hại nào. Những người còn lại thì đứng cách đó không xa, lạnh lùng quan sát, giống như không có ý quấy rối hành động của họ. Một đám phế vật, chút ấy bản lĩnh mà cũng muốn tiến vào thiên đỉnh cung, tất cả đều cút hết cho ta. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn như sét đánh, làm cho hai lỗ tai những người ở đây trở nên ông ông, những người có tu vi thấp thân mình trở nên mềm nhùng, trực tiếp rơi từ trên cao xuống dưới. Oanh ních một tiếng, một luồng lôi quang đỏ đậm to gần một mẫu xé rách hư không xuất hiện, cũng từ trên cao đánh xuống, trực tiếp đánh lên bên trên cánh cửa lớn. Trong khoảng khắc, từng đạo lôi hồ đỏ đậm thô to bằng miệng chén đang quấn lấy cánh cửa lớn, tiếp theo một cỗ sóng kinh người hướng bốn phương tám hướng tràn tới. Có mười mấy tên tu luyện giả ở gần, ngay lập tức sắc mặt đại biến, tất cả đều bay nhanh về phía sau để tránh. Có vài tên tránh né không kịp, liền bị sóng cuốn tới, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng ngay lập tức ngừng lại, giống như là đã chết ở trong đó. Những tia lôi hồ đỏ đậm cũng nhanh chóng tán loạn, một lần nữa co rút lại thành một đoàn bắn thẳng vào bên trong cánh cửa lớn, thì không thấy bóng dáng. Cánh cửa lớn nổ vang lên một tiếng, sau đó thì từ từ đóng lại. Xích lôi lão tổ, người vừa rồi chắc chắn là xích lôi lão tổ. Không biết là ai hoảng sợ thốt lên. Những cao giai tu luyện giả đứng ngoài quan sát nghe vậy, chỉ biết bất lực nhìn nhau. So sánh với lần trước Thiên đỉnh cung mở ra, tiến vào bên trong đa phần là hợp thể kỳ, nhưng lần này thì rõ ràng đại thừa kỳ lão tổ tới đây nhiều hơn rồi. Xem ra Thiên đỉnh cung chìa khóa đã lưu lạc ra ngoài, hấp dẫn các lão quái vật chạy tới đây. Ba ngày sau, bên trong Thiên đỉnh cung, Hàn Lập đang ở đầu của một hành lang dài, nhưng trước mắt rõ ràng có một vàng, một bạc kim cương khôi lỗi chắn ngang đường. Hai khôi lỗi này cao chừng 7, 8 trượng trong tay cầm hai thanh cự trùy to lớn, trên người vết thương trồng chất, giống như nhiều năm trước đây đã từng cùng người chiến đấu kịch liệt. Hàn Lập thản nhiên liếc mắt nhìn hai khôi lỗi một cái, liền đem ánh mắt hướng về cánh cửa gỗ màu đỏ đậm ở phía sau hai con khôi lỗi, sau đó từng bước đi tới. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, ngay khi Hàn Lập vừa tới gần, Kim Ngân khôi lỗi cùng lúc ra tay, bốn thanh cự trùy liền mang theo âm thanh vù vù đập mạnh tới. Thanh quang chợt lóe, vô số thanh ti từ trên người Hàn Lập bay ra, hai cái khôi lỗi bao gồm cả bốn thanh cự trùy trong chớp mắt bị cắt thành các mảnh nhỏ rất xuống bóng hàn lập lóe lên liền xuất hiện ở phía trước cánh cửa gỗ màu đỏ tay áo nhẹ nhàng run lên một cổ vô hình lực ẩn chứa ở bên trong bay ra đem cánh cửa mở bung ra bên trong đại sảnh rõ ràng là từng dãy đá hình chữ nhật mặt trên bao phủ đầy đủ các loại pháp khí có cái hào quang chói mắt có cái ảm đạm tà khí ước chừng có hơn cả ngàn kiện pháp khí hàn lập mỉm cười đi nhanh vào bên trong cùng một thời gian trên một cái mặt biển xanh thẳm minh mông vô bờ bến, Vạn Hoa phu nhân cùng với Thanh Bình đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi đang trôi nổi ở giữa không trung. Cách hai người một khoảng không xa, Tiêu Minh đang ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền lại, một tay nâng trận bàn, một tay thì các ngón tay đang nhẹ nhẹ rung, giống như là đang chuẩn bị làm một cái gì đó. Không nghĩ tới lại có đệ nhị cung, hiển nhiên cũng có ảo cảnh lợi hại như vậy, chúng ta bị vây ở chỗ này chắc cũng đã hai ngày rồi. Vạn Hoa phu nhân bỗng nhiên hướng Thanh Bình đạo nhân nói một câu. Chính xác, Bần đạo cũng không nghĩ tới khu vực này lại có ảo thuật cấm chế lợi hại như vậy, ngay cả tiêu huynh trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể bài trừ được. Nhưng cũng không có gì kỳ quái, mặc dù đối với chúng ta mà nói chính là đệ nhị cung, cũng bởi vì lựa chọn tuyến đường duyên cớ, nên ở đây cũng có thể coi là ở bên trong Thiên đỉnh cung, chỉ cần bài trừ được cấm chế ở đây thì khoảng cách tới khu vực trung tâm cũng không xa. Thanh Bình đạo nhân nhướng mày nói, mong rằng như thế, sắc mặt Vạn Hoa phu nhân có chút không quá tin tưởng nói. Lúc này đây tiêu minh vẫn đang ngồi xếp bằng không có nhúc nhích, giống như đối với ngoại vật hết thảy đều không biết đến. Bảy ngày sau, ở lối vào cửa chính của khu vực thiên đỉnh cung, huyết phách đang ở bên trong từ từ đi ra, trên mặt tràn đầy vẽ suy tư, trông bộ dạng giống như là không có thu hoạch gì đáng kể. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một luồng lôi quang đỏ đậm bay thẳng tới, như một ngọn lửa lập lè sáng chói sau đó liền biến ảo thành một gã cao lớn, mặc trường bào màu đỏ đậm, trên mặt ẩn hiện lôi văn màu vàng kỳ dị huyết phách nhất thời cả kinh, gần như không lưỡng lửa tay áo run lên, hai luồng thanh quang từ trong bay ra, đồng thời hóa thành hai gã giáp sĩ khôi lỗi chắn ngang ở phía trước. Một gã khôi lỗi mặc chiến giáp màu xanh, trong tay cầm một cái cửa cung để ngang người. Một gã khôi lỗi mặc một bộ chiến giáp màu xám, hai tay đang nắm một thanh trường thương sắt lạnh. Di, hợp thể khôi lỗi, rất là hiếm thấy, tiểu nha đầu, mau nói tên ra, người vào đây chung với ai. Lão giả cao lớn ánh mắt đảo qua hai cổ khôi lỗi, trên mặt lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, nhưng lập tức lớn tiếng quát hỏi. Vãn Bối là huyết phách, đích thực tiến vào đây cùng với một vị tiền bối họ Hàn, tiền bối có phải cũng? Huyết phách liếc thấy đối phương có thể là một gã đại thừa lão tổ, trong lòng liền run sợ, không có chút nào quanh co. Họ Hàn, chưa nghe nói qua có đại thừa nào họ này, chẳng lẽ là gần đây tiến giai đạo hữu hay sao? Quên đi, mặc kệ là ai thì cũng giống nhau, người đem cái chìa khóa hay là bên trong đích thu hoạch tất cả đều giao ra đây đi không cần muốn dùng lời nói khoa trương lừa gạt lão phu, nếu không lão phu dùng siêu hồn thuật tra ra đều như nhau cả. Lão giả cao lớn trên mặt màu vàng hiện lên vẽ dữ tợn nhưng lại không có chút khách khí hướng huyết phách nói. Vãn bối thực sự không có tìm được cái gì ở bên trong, về phần cái chìa khóa lại ở trên người của tiền bối đã mang ta vào đây. Tiền bối làm như thế, không phải có phần thái quá sao. Huyết phách vừa nghe đối phương thật sự muốn làm cứng, tự nhiên trong lòng sợ hãi, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẽ tươi cười nói không đưa ra, lão phu đành phải tự mình đến lấy vậy. Lão giả cao lớn nghe vậy cười lên sặc sụa, lập tức từng bước một, bước về phía trước. chương 2353, huyết mang xà. Sao huyết mang xà, rắn dâu đỏ, chỉ thấy nhoáng lên một cái, thân ảnh lão giả đã tiến lên hơn 10 trượng xuất hiện trước mặt huyết phách. Huyết phách cả kinh, thân hình vội vàng bắn ngược ra ngoài. Hai con khôi lỗi hợp thể kỳ ngay lập tức hành động, một con dương cung lên, thanh âm suy suy vang lên liên tục, vô số kim mang theo đó được bắn ra. Con khôi lỗi còn lại tay cũng vùng trường thương chấp loáng, đầu thương tỏa ra một đóa hoa lam to gần một trượng, hướng về phía lão giả chụp tới. Hoa thương trông có vẻ óng ánh dị thường, nhưng vừa mới đè xuống, một luồng khí cực lạnh bộc phát ra, làm cho không gian bên cạnh lão giả ngưng tụ lại, cảm giác như muốn đóng băng cả hư không, cùng lúc đó những kim mang kia theo bốn phương tám hướng ác liệt bắn tới. Hai con khôi lỗi phối hợp, tấn công không tạo ra một chút kẽ hở nào cho đối phương lão giả cao lớn hừ lạnh một tiếng, trên thân chấp lên quang điện đỏ thấm, ngay lập tức đem hàn khí xung quanh nghiền nát, kim mang trông lợi hại vô cùng nhưng khi bắn tới gần đấy, cũng đồng dạng bị quang điện phản xạ ra ngoài. Lão giả cũng đồng thời đánh một chảo vào hư không chụp lấy cự hoa màu lam. Phanh một tiếng, cự hoa màu lam bỗng nhiên biến mất, đầu thương màu lam bị năm ngón tay của lão giả như móc câu dễ dàng chộp vào trong lòng bàn tay. Hai tay khôi lối cầm thương run lên, muốn rút mũi thương thoát khỏi bàn tay lão giả, nhưng nó lại như mọc rễ tại chỗ, hoàn toàn không thể lay động. Ngược lại khôi lối cầm cung trong mắt tinh quang chấp động, toàn thân bộc phát ra khí thức kinh người, thanh cung trong tay hào quang đại phóng, một giải kinh hồng kim sắc phát ra tiếng rít bén nhọn nhằm thẳng lão giả bắn tới. Lão giả cao lớn cười ha hả, khẽ thổi một hơi về phía kinh hồng bay tới, một đoàn lôi hỏa màu đỏ thẫm nhanh chóng được hình thành phình ra xung quanh như hình cái chậu, trực tiếp bay ra đón đỡ. Ầm vang một tiếng khủng khiếp nổ ra sau khi chúng va chạm với nhau điện quang đỏ thấm bỗng nhiên phình ra đem kim mang cắn nuốt bên trong hơn nữa lại tách ra một tia cuồn cuộn bắn chính xác tới phía con khôi lối biến nó thành cho tàn về phần khôi lối cầm thương cũng bị một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ trên không chụp chúng hóa thành một đống phế liệu ngay tức khắc thân hình lão giả cao lớn lay động một cái ngay lập tức xuất hiện ngay gần huyết phách cũng nhằm vào huyết phách chụp ra một chảo tiểu nha đầu ngay lập tức đem chìa khóa cùng với bảo vật sao ra đây ta còn để cho người một chút thống khoái bằng không thì hắc hắc lão giả cao lớn mặt mày đanh ác nói tiền bối có thể đi vào nơi này khẳng định trên người cũng có chìa khóa thiên đỉnh cung hà tất phải tham vật trên thân vãn bối huyết phách sắc mặt tái nhợt dị thường vừa thụt lùi từng bước vừa nói hư người nghĩ là ta không biết chắc bên trong thiên đỉnh cung có một số địa phương đặc thù phải cần chìa khóa thích hợp mới có thể đi vào bản lão tổ trên thân chỉ có một cái chìa khóa phòng chế tất nhiên là muốn vơ vét thêm chìa khóa để dự phòng Ngươi đã không muốn chủ động giao ra đây, cũng đừng có oán trách bản lão tổ ra tay ác độc. Lão giả cao lớn vừa thấy huyết phách vẫn không chịu khuất phục, lập tức hừ lạnh một tiếng, thò bàn tay vỗ một trường, năm ngón tay khổng lồ chụp tới huyết phách. Nhìn như một chảo rất bình thường lại làm cho huyết phách cảm thấy năm ngón tay đã bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh nàng, không thể tránh né được, trong lòng thật sự hoảng hốt. Đúng lúc năm ngón tay muốn bắt lấy vai nàng, mảng hư không trên đầu nàng bỗng trở nên chấn động. Một đạo tinh quang từ hư không hiện ra, như sấm xét chụp thẳng xuống đầu lão giả. Công kích này hoàn toàn không có một dấu hiệu báo trước, mặc dù lão giả cao lớn là lão quái đại thừa đã vô số năm kinh nghiệm, cũng thất kinh không kịp tránh né. Phốc một tiếng, một cánh tay của lão giả bị tinh quang cắt phụt, ngay sau đó phân ra làm bảy tám đoạn rồi nổ tung tại chỗ. Nhưng thân hình lão giả mơ hồ một chút, lại xuất hiện trong hư không cách đó mười trượng, hai mắt phóng hỏa nhìn chăm chú vào vùng hư không phía trên huyết phách quát một tiếng chói tai. Vị đạo hữu nào đang ẩn nấp quanh đây, sao lại thi triển thủ đoạn để ám toán lão phu. Cùng lúc đang nói chuyện, chỗ tay cụt của lão giả đột nhiên phun ra một cỗ huyết vụ, vô số tơ máu nhung nhúc tuôn ra, một cánh tay trắng nõn theo đó lại được hình thành. Loại thủ đoạn tái sinh thân thể, đối với tu luyện giả huyết thiên đại lục dùng công pháp huyết đạo làm chủ mà nói, tự nhiên là một chuyện dễ dàng. Nhưng sau khi lão giả này quát hỏi một phen, mọi nơi trong hư không vẫn chìm vào trong yên lặng, cũng không có người hiện thân đi ra, chỉ có huyết phách vẻ mặt khôi phục lại một chút chân tĩnh, từ từ lui lại phía sau một chút. Lão giả cao lớn gặp tình hình này, mặt mày lập tức âm trầm như nước, dùng một ánh mắt cay độc liếc về phía sau huyết phách, cánh tay vừa lành lại khẽ nhấc bắn một trường cực nhanh về phía nàng. Một tiếng âm trầm vang lên, một tia xích mang bén nhọn theo chỗ đầu ngón tay bắn ra, ngay sau đó chấp lên, chui vào trong hư không không thấy tung tích. Sau một khắc, cách trước ma huyết phách một trường, một tiếng ầm vang lên, xích mang hiện ra từ hư không, hóa thành một con thoi ngắn đỏ thẫm dài nửa thước bắn thẳng vào ngực nàng tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ là một thoáng ý niệm đã hiện ra trước mắt. Với tu vi của huyết phách, cho dù là tế gia bảo vật phòng ngự hay muốn né tránh cũng không thể nào kịp. Cho dù từ trước đến giờ nàng là người vô cùng bình tĩnh thì lúc này mặt mày cũng trở nên tái mét. Nhưng đúng lúc này, một luồng kim quang chấp lên xuất hiện trước người nàng, một tiểu nhân màu vàng chỉ cao một thước từ từ hiện rõ, nó thoáng vung lên một cánh tay ngay đã lập tức đập nát đoàn thoi. Đúng là kim đồng vệ kim trùng vương xuất hiện, lão giả cao lớn vừa thấy cảnh này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại đồng thời trên mặt thoáng lộ ra một tia nghi ngờ các hạ là ai cùng tiểu nha đầu này có quan hệ gì lão giả đảo mắt bỗng nhiên hỏi kim đồng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào lão giả sắc mặt đờ đẫn không có ý tứ trả lời nhưng một bàn tay nhỏ bé liền xuất một chảo ngay lập tức tiếng suy suy vang lên trong hư không một kim ti tia sáng vàng mảnh như tơ xuất hiện trong hư không rồi tỏa ra thành một mạng lưới khổng lồ bao phủ toàn bộ khoảng không xung quanh lão giả Lão giả cao lớn thấy vậy, trong lòng giận dữ. Nếu đạo hữu một lòng muốn chiến, lão phu sẽ phụng bồi xem thần thông các hạ to lớn đến nhường nào. Vừa dứt lời, lão giả một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lập tức bắn ra vô số xích ngân, lại há miệng, một mảng ánh sáng màu bạc bắn ra, hào quang thu lại, hiện rõ là một cái kính cổ. Cổ kính vừa mới hiện ra, ngay lập tức ánh sáng chấp lên, tuôn ra vô số phù văn màu bạc, ẩm ẩm tụ lại hóa thành từng đoàn lôi quang. Đi, lão giả cao lớn quát khẽ một tiếng, tay áo hướng phía đối diện run lên lập tức xích ngân sen lẫn với lôi quang hóa thành một đoàn lôi vân cực đại bao kín cả một dặm hùng hổ lao tới kim đồng thấy vậy mặt không một chút biểu cảm khẽ nhấc bàn tay nhỏ bé hướng phía trước điểm nhẹ một cái tiếng xé gió nổi lên vô số kim ti hóa thành một trận mưa bắn tới lôi vân chỉ thấy ở trung tâm lôi vân vang lên âm thanh lốp ba lốp bốp vô số tinh quang ở trong đó như ẩn như hiện trong khoảnh khắc liền bị xuyên thủng lở loét thành hàng trăm hàng ngàn lỗ, thất thoát linh lực mà co rút lại. Lão giả cao lớn hầu như không thể tin tưởng vào hai mắt của mình, một kích lúc trước cho dù không phải thủ đoạn áp dương, nhưng tuyệt đối cũng là một trong những đại thần thông lợi hại nhất của lão. Cổ kính màu bạc này trông thế nhưng lại chính là một kiện huyền thiên tàn bảo, kết hợp xích lôi của bản thân tu luyện, uy năng to lớn không biết làm cho bao nhiêu đối thủ mới nghe đã sợ mất mật, nhưng bây giờ lại bị đối phương phá vỡ một cách hời hợt như vậy. Kim ti biến ảo của đối phương không biết là vật gì, không ngờ quá sắc bén, lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của lôi điện một chút nào. Nhưng lập tức trong lúc lão giả đang hoảng sợ, kim đồng đã trực tiếp vung cả 10 ngón tay, thanh âm suy suy tụ lại một chỗ. Lão giả cao lớn chỉ cảm thấy vùng hư không xung quanh phát lạnh, chi chít kiếm khí vô ảnh bén nhọn từ hư không hiện ra bắn thẳng đến lão. Lão giả sắc mặt đại biến, tay áo không lưỡng lự run lên, một trường màu xanh to như cái chén phát ra, vòng một cái đã bay lên đỉnh đầu, lại tiếp tục bay vòng về phía sau, biến thành một quang cháo màu xanh bao bọc toàn thân hắn lại. Đồng thời cánh tay còn lại của lão giả bắt pháp quyết, sau lưng lóe lôi quang, hiện ra một đầu cự dao lôi ảnh đỏ thấm. Dao ảnh vừa hiện thân, lập tức dương nanh múa vuốt há to miệng điên cuồng bắn ra một mảng lôi hồ đỏ thấm, cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng mà tuôn ra. Phốc phốc không trung vang lên một tiếng động khủng bố, tất cả lôi hồ vừa mới tiếp xúc với kiếm khí vô ảnh đều bị chém nát như gỗ mục vậy. Ngược lại tầng quang cháo màu xanh kia không biết có huyền cơ gì, ấy thế mà lại có thể đẩy kiếm khí vô ảnh ác liệt như vậy bắn lệch ra bên ngoài. Nhưng cho dù như vậy, lão giả cao lớn cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vung tay rút ra từ trong túi chữ vật một thanh quái kiếm đỏ như máu uốn lượn dị thường. Lão giả một tay nắm chặt kiếm, lại há miệng phun vào nó một đoàn tinh huyết, tinh huyết vừa tiếp xúc, lập tức bị thanh kiếm hút không còn một mảnh. Quái kiếm mơ hồ kêu một tiếng, lại thoáng cái vặn vẹo sống lại, hóa thành một huyết xà không rõ tên. Lão giả cao lớn cười một tiếng âm hiểm, ném huyết xà trong tay ra. Chỉ nghe vù một tiếng, quái xà lăn mình, thoáng cái chui vào trong hư không không thấy tung tích. Mà sau một khắc, gần chỗ kim đồng, bất thình lình một cỗ huyết vụ tuôn ra từ hư không. Hai mắt kim đồng lạnh lẽo chấp lên, lập tức tuôn ra hai đạo tinh mang, trực tiếp xuyên thủng huyết vụ, nhưng bên trong lại là một mảng trống rỗng, dường như thật sự không hề tồn tại vật gì cả. Đang lúc kim đồng khẽ giật mình, huyết vụ trước mắt lại bỗng nhiên cuồn cuộn ngưng tụ, xuất kỳ bất ý biến ảo lại thành quái xà huyết sắc kia. Thân thể quái xà này chỉ một thoáng mơ hồ, đã mở miệng hung hăng cắn vào vai kim đồng. Lão giả từ xa trông thấy, ngẩng đầu cười như điên, tiểu bối, người nhất định phải chết. Quái xà này chính là huyết mang xà, một trong thập đại độc trùng của huyết thiên đại lục, cho dù người có kim cương bất hoại thân thể, một lát sau cũng sẽ chỉ còn là một vũng máu đen. Thập đại độc trùng, ăn có ngon không, Kim Đồng nhìn thoáng qua quái xà ở trên vai, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái, lần đầu tiên mở miệng. Thanh âm lanh lảnh dị thường, làm cho người ta nghe xong, lại cảm thấy toàn thân phát lạnh một cách quỷ dị. Lão giả cao lớn được nghe lời ấy, không khỏi khẽ giật mình, nhưng lập tức một màn xuất hiện làm cho lão cực kỳ sợ hãi. Kim Đồng khẽ động cánh tay, bắt gọn tại chỗ con huyết mang xà bảy tấc, rút mạnh nó khỏi đầu vai bị cắn rách, rồi há miệng một cái nuốt chừng con rắn chương 2354, Vệ Linh Chỉ Uy. Mà cái gọi là miệng đó rõ ràng là một cái khe dài đầy răng nanh nhọn hoắt được mở ra trên khuôn mặt trống không của kim đồng. Thân hình huyết mang xà không đầu điên cuồng vặn vẹo trong miệng kim đồng, máu độc đen tuyền từ miệng vết thương phun ra xa đến vài thước. Ngoài thân kim đồng tỏa ra một vầng tinh quang bao bọc toàn bộ cơ thể lại, tất cả máu độc đều bị một loại lực lượng vô hình ngăn cản lại không thể chạm vào người nó. Lão giả cao lớn chứng kiến hết thảy mọi việc này, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Nhưng còn chưa cho lão có thể nghĩ được bất cứ điều gì thì hai mắt kim đồng đã lóe lên hàn quang, lạnh lùng liếc mắt về phía lão giả phía xa một cái. Chỉ một thoáng chốc như vậy mà làm cho toàn thân lão giả không lạnh mà phát run, hai đạo kiếm quang gần như trong suốt hiện ra giữa hư không ngay sát lão giả. Hai đạo kiếm quang nhìn như bình thường không có gì đặc biệt cả, nhưng sau khi phát động, tức thì lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém lên trên quầng sáng bảo vệ của lão giả. Phanh một tiếng vang giòn vang lên. Quần sáng xanh bảo vệ lão già vừa tiếp xúc với kiếm quang, bề mặt kịch liệt chấn động, rồi hoàn toàn bị xé toang ra kèm theo tiếng nứt vỡ. Hai đạo tinh sắc kiếm quang chợt lóe lên lần nữa, lão giả chỉ cảm thấy một tia hàn ý lóe lên trên mặt mình làm lão vô cùng kinh hãi, không còn có ý định lưu thủ một chút nào nữa, trên trán lão già đột nhiên hiện ra một vầng hào quang ngũ sắc rồi ngưng tụ lại biến hóa thành một tấm thuẫn năm màu. Tấm thuẫn vừa hiện ra tiếp tục đón gió phình ra thành một cự thuẫn to đến vài trượng, đem toàn bộ thân hình lão giả đứng phía sau bảo hộ lại. Trải khắp bề mặt cự thuẫn là tầng tầng lớp lớp linh văn tinh xảo, vô số phù văn như ẩn như hiện trông vô cũng diễm lệ tuyệt đẹp. Sau hai tiếng phốc phốc, hai đạo tinh sắc kiếm quang một trước một sau cùng chém lên trên cự thuẫn. Rốt cuộc khi đạo kiếm quang thứ nhất cùng cự thuẫn vừa tiếp xúc với nhau, chúng tỏa ra hào quang chói mắt cùng với dao động kịch liệt. Đạo kiếm quang thứ nhất tuy rằng tán loạn biến mất trong hư không, nhưng cự thuẫn cũng xuất hiện một vết rách to khủng bố đạo kiếm quang thứ hai ngay lập tức chém tới đúng vị trí vừa rồi, cự thuẫn ngũ sắc không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, ngay lập tức bị chém thành hai mảnh. Đạo kiếm quang thứ hai không gì có thể ngăn cản, lập tức một đường chém xuống phía dưới. Tất cả chuyện này trông có vẻ phức tạp, trên thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Lão giả cao lớn chỉ cảm thấy mình mới vừa tế ra ngũ sắc cự thuẫn, liền bị phân thành hai mảnh sau một tiếng nỗ lớn. Tiếp theo sau đó trước mặt lóe lên một tia hàn quang, hai mắt hắn bỗng trở nên tối sầm lại. Mà người ngoài chứng kiến chỉ có thể thấy lão giả bị một đạo tinh quang quấn một vòng quanh cổ, cái đầu liền đổ ầm rơi xuống. Cơ hồ ngay lúc ấy, hư ảnh cự giao sau lưng lão giả cũng bạo liệt nổ tung, lôi quang từ đó điên cuồng đánh ra bốn phương tám hướng trong hư không. Vù một tiếng, một quang cầu màu đỏ thấm từ trong thân hình lão giả không đầu theo đó xông ra, hoàn toàn không có điểm thu hút nào trà trộn vào trong vô số lôi quang chạy nhanh về một hướng khác. Một tiếng trầm đục vang lên, kim đồng lóe lên một cái liền biến mất khỏi vị trí cũ ngay lập tức liền xuất hiện trở lại, đứng chắn ngay đằng trước quang cầu đỏ thấm kia. Nó chỉ khẽ nâng cánh tay đã cứng rắn đánh quang cầu từ không trung nện thẳng xuống mặt đất. Giữa cái hố nhỏ vừa tạo thành, quang cầu màu đỏ thấm chỉ chớp lên được một cái rồi chợt tắt ngúm. Một cái nguyên anh cũng chỉ cao bằng kim đồng từ từ hiện ra, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, nhưng hơn phân nửa trong đó là sự sợ hãi. Nguyên anh này nghiến răng, đôi bàn tay nhỏ bé liền bấm pháp quyết, vô số huyết phụ cuồn cuộn tuôn ra từ cơ thể nó, hồ quang đỏ thấm lượn lờ xung quanh có vẻ như sắp sửa thi triển một loại bí thuật nào đó nhưng đúng lúc này một đạo kiếm quang trong suốt thô to không một chút dấu hiệu hiện ra phía sau lưng nguyên anh bộc phát hào quang chém thẳng vào nó phốc một tiếng huyết phụ bị tách làm đôi nguyên anh lão già bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc không thể tin được rồi hét thảm một tiếng thân hình bị trẻ đôi làm hai phần hóa thành từng điểm linh quang bay tán loạn rồi diệt phong chỉ đơn giản như vậy mà xích lôi lão tổ một vị đại thừa tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng đã vong mạng trong tay phệ kim trùng vương kim đồng. Lúc này, huyết phách đã lui ra xa từ trước mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm, tiến lên vài bước, thi lễ với kim đồng, sắc mặt vui vẻ nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp, nếu không lần này thiếp thân khó có thể thoát khỏi độc thủ của người này rồi. Ta cũng chỉ làm việc theo lệnh của chủ nhân mà thôi. Tốt lắm, người cứ tiếp tục làm tiếp việc của mình đi, ta sẽ âm thầm theo sau bảo hộ kim đồng sau khi nói một câu an ủi, Nâng tay nhẹ thu lấy túi chữ vật từ trên thi thể của lão giả, rồi thân hình khẽ động, mơ hồ biến mất. Rõ ràng so với khi vừa mới hóa hình, linh trí của Kim Đồng đã phát triển hơn rất nhiều. Huyết Phách hướng tới chỗ Kim Đồng vừa biến mất hành lễ thêm một lần nữa, lại tiếc hận quay sang nhìn xác hai con khôi lỗi hợp thể kỳ rồi mới phiêu phiêu nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây. Mặc dù nàng vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng được những cấm chế lợi hại được thiết kế trong các kiến trúc ở gần đó, nhưng cho đến giờ vẫn không xuất hiện bất cứ phản ứng gì khẳng định bản thể không bị nhốt ở khu vực này, tất nhiên là muốn rời khỏi đây tìm một nơi khác. Sau khi được chứng kiến thực lực khủng bố của Kim Đồng, nàng đã có thêm đảm lược để tiến sâu vào thăm dò khu vực bên trong. Mười ngày sau, bên ngoài đại môn gần khu vực Vạn Nguyệt Sơn Mạch, vốn dĩ tụ tập hàng ngàn cao giai tu luyện giả, chẳng biết toàn bộ đã lui về sau hơn 10 dặm từ lúc nào. Cũng có một số người chỉ trỏ về phía đại môn, nghị luận với nhau điều gì đó không biết. Gần thung lũng, chỉ có khoảng 5-600 người còn ở lại, rõ ràng đều là người cùng thuộc thế lực nào đó của huyết thiên đại lục đang cùng nhau bố trí một tòa siêu cấp pháp trận cực lớn, bao phủ trọn vẹn cả thung lũng vào trong đó. Những người này đều cùng mặc một loại trang phục, cổ tay áo có chung một loại ấn ký, có thể thấy rõ ràng đều là cao giai đệ tử của huyết cốt môn. Ở phía trước những người này, có hai gã mặc trang phục, một đen, một trắng. Một người là lão giả mặc vũ y màu trắng, mắt sâu mũi ưng. Một người khác là một phụ nhân cực kỳ xấu xí, dáng người ục ịch dị thường, trên hai má hẳn rõ linh văn màu đen. Khí tức trên người hai người này khủng bố dị thường, đúng là hai gã đại thừa tu vi sâu không lường được. Lúc này hai người vừa giám sát đệ tử huyết cốt môn không ngừng bố trí pháp trận, lại vừa thấp giọng trò chuyện với nhau. Hừ, ta biết ngay tiêu lão quái tỏa trấn tại huyết hạc thành nhiều năm như vậy không chịu rời đi, khẳng định là có vấn đề mà. Quả nhiên đúng vậy, hắn chiếm được chìa khóa vào thiên đỉnh cung mà lại không tiết lộ một chút nào cho ta biết. Nếu không nghe được tin tức từ môn hạ của vạn hoa phu nhân, chỉ sợ ta và ngươi đến nay vẫn còn bị giấu giếm mà không biết lão giả mũi ưng nhìn phụ nhân hử nhẹ nói. Hắc hắc, điều này cũng không trách được tiêu lão quái. Tuy rằng là đồng môn, nhưng chúng ta cũng không có nhiều giao tình. Nếu ta và ngươi có được chìa khóa thiên đỉnh cung chỉ sợ cũng sẽ giấu giếm không cho lão biết. Dù sao có bao nhiêu bảo vật đi nữa, nhưng một người độc chiếm so với ba người chia nhau cũng hoàn toàn khác nhau phụ nhân kia trông số xí tục tằng như vậy, thế nhưng âm thanh lại ngọt ngào lạ thường, giống hệt như cô gái 17-18 tuổi hai người này rõ ràng là hai gã thái thượng trưởng lão đại thừa kỳ khác của huyết cốt môn điều này cũng đúng nghe nói trong thiên đỉnh cung có dấu công pháp chân truyền của thiên đỉnh chân nhân ta và ngươi nếu như biết chắc chắn sẽ không cho hắn một mình tiến vào thiên đỉnh cung nhưng nghe nói chìa khóa thiên đỉnh cung không chỉ có một cái cho dù chúng ta không làm gì thì chắc chắn cũng sẽ có lão đại thừa khác nhúng tay việc này tiêu lão quái giấu giếm việc này lâu như vậy thực không phải là cử chỉ sáng suốt lão giả mũi ưng cười lạnh một tiếng trả lời được rồi, nói lời đó còn có tác dụng gì nữa ta và ngươi tuy rằng có được tin tức, nhưng dù sao cũng đến chậm một bước, những người có được chìa khóa cũng đã tiến vào bên trong nhiều ngày rồi. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể ở nơi này thiết lập pháp trận, đợi bọn chúng đi ra đòi hỏi một chút bảo vật mà thôi phụ nhân thản nhiên nói. Dựa vào kinh nghiệm trước kia, địa điểm mà những người này thoát ra là hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể xuất hiện ở chỗ này có lẽ không nhiều quá 2 đến 3 phần, còn lại chắc chắn sẽ truyền tống hết đi nơi khác lão giả mũi ưng suy nghĩ một chút nói hai ba phần là tốt nhất rồi nếu thật sự là toàn bộ người đi vào xuất hiện ở đây kể cả có pháp trận phụ trợ chỉ sợ ta và ngươi cũng không có sức mà đối địch với nhiều người như vậy dù sao những người đi vào lúc trước phần lớn đều là tồn tại cùng dai thần thông không hề kém ta với ngươi chỉ có ít người một chút hai người bọn ta mới nắm chắc khả năng cướp được một ít bảo vật cấm chế pháp trận này đến lúc đó hơn phân nửa cũng không cần dùng đến chỉ có thể coi là một lợi thế lớn của chúng ta mà thôi phụ nhân đã tính toán trước trả lời thì ra là đạo hữu đã tính kỹ đến vậy rồi, làm ta cứ tự hỏi vì sao phải mang theo nhiều môn hạ đến như vậy, đây quả là mưu kế tuyệt diệu. Lão giả mũi ưng vỗ tay cười rộ lên, một tiếng nổ kinh thiên động địa, bức tường thủy tinh bị hàn lập đã hóa thân thành cự viên đánh cho một kích vỡ tan tành. Cự viên nhanh chóng đi vào, bước lên một tòa truyền tống trận vốn dĩ trước đó bị bức tường thủy tinh che khuất, rồi mơ hồ một cái biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, cự viên do hàn lập biến thân chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên trước mặt, rõ ràng là đang ở trên khoảng không của một đỉnh núi cao hơn ngàn trượng, ngay tức khắc quang trận truyền tống lâm thời dưới chân bỗng phanh một tiếng rồi hoàn toàn tiêu thất. Sau khi hai mắt cự viên như điện xẹt quét qua bốn phía, tình hình xung quanh đã được thu hết vào trong tầm mắt. Núi này tuy không phải là rất cao, nhưng diện tích lại vô cùng lớn, có bảy tám nơi ngay sát cạnh ngọn núi lại bị các quầng sáng bao phủ cách ly. Trong đó có một chỗ đúng là nơi hắn vừa mới bài trừ cấm chế để rời khỏi hàn lập mặt lộ vẻ do dự nhìn ra xa muốn phân biệt rõ từng khu vực rồi dường như có quyết định cuối cùng thân hình vừa động bay tới một nơi nào đó nhưng vào lúc này bỗng nhiên vùng không gian xung quanh cùng một lúc trở nên dao động một cái quang trận hiện lên giữa không gian cách đó gần trăm dặm tiếp theo là ba đạo nhân ảnh theo đó hiện ra giữa trung tâm quầng sáng của pháp trận hàn lập thấy rõ ràng tướng mạo ba người này ánh mắt bỗng ngưng tụ lại mà sau khi quang trận ở dưới chân ba người này cũng lóe lên tiêu biến tự nhiên cũng thấy được Hàn Lập biến thành cự viên, sau khi truyền âm với nhau, ngay lập tức cùng bay đến chỗ Hàn Lập. Khí tức cả ba người bỗng nhiên dâng lên, không một chút che giấu định ý của mình. Hai mắt cự viên bỗng lóe lên một cái, thân hình lui về sau một chút, bỗng nhiên giơ cánh tay lên, không nói hai lời liền đem một cự trưởng khổng lồ bổ thắng về phía ba người kia. Oanh sau đó là một tiếng vang khung khiếp, một luồng sức mạnh vô hình chợt hóa thành một cổ cuồng phong cuốn tới ba người này. Các hạ vậy là có ý gì? Tưởng rằng có thể cùng một lúc động thủ với cả ba người chúng ta hay sao?" Ba lão giả khô gầy chỉ chớp lên một cái, ngay lập tức phân ra làm ba nơi tránh được cuồng phong, đồng thời một người sắc mặt dữ tợn quát hỏi. "Chương 2355, tụ tập cùng trùng hợp." Cần gì phải có ý tứ gì, tất nhiên là ra tay trước để giành lấy lợi thế rồi cử viên mở miệng oang oang trả lời, hai tay quơ vào hư không một cái, lập tức có hai luồng ánh sáng xanh đen ngưng tụ lại rồi biến thành hai quả núi nhỏ cao mấy trượng hai cánh tay của cử viên khẽ động hung hăng ném cả hai ngọn núi về phía trước sau tiếng nổ kinh khủng liền hóa thành hai quả cầu ánh sáng khổng lồ đánh thẳng về phía hai trong ba lão giả cùng lúc ấy trên đỉnh đầu cử viên lóe lên một ánh tinh quang toàn núi nhỏ thứ ba đột nhiên xuất hiện giữa hư không sau khi vang lên tiếng suy suy xung quanh lão giả thứ ba hiện ra chi chít tia kiếm khí vô hình chém tới cùng một lúc vẻ mặt của cả ba lão giả gầy đét đều trở nên đại biến hai trong ba lão giả đó cùng hét lên một tiếng sau lưng cả hai hiện lên hư ảnh một con rết và một con bọ cạp khổng lồ. Mỗi lão già đều hung hăng nhằm vào hướng ngọn núi nhỏ đang lao tới phía mình đánh ra một trường. Trong nháy mắt bốn cánh tay trông như bình thường đều đã xuất thủ, hai cánh tay lập tức mọc ra vô số lân phiến màu lam, đồng thời từng đạo quang điện hiện ra lượn lờ xung quanh. Bên ngoài của hai cánh tay còn lại cũng trở nên đen thui bóng loáng, rồi bỗng chốc điên cuồng to ra như được thổi hơi vào vậy, 10 cái gai nhọn màu xanh biết được sinh ra từ 10 đầu ngón tay cũng cuồn cuộn phát ra khí đen hôi thối không chịu được. Còn lão già thứ ba khi vừa trông thấy bản thân bị vô số kiếm khí vô hình bao phủ xung quanh thì khẽ lật một bàn tay lại. Trong tay liền có thêm một pho tượng thân người đầu cáo cao nửa thước, rồi ném nó ra trước mặt. Pho tượng này phát ra một tiếng thanh minh, sau khi toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngay lập tức biến thành một con khôi lỗi cáo đỏ năm đuôi mấy cái đuôi của con cáo đỏ này bỗng nhiên quét qua lập tức biến ra một tầng ánh sáng màu đỏ thẫm bao phủ cả vùng hư không phía dưới nó lại ngay sau đó bốn cánh tay kia mạnh mẽ đánh tới hai quầng sáng do hai tòa núi nhỏ biến thành hai tiếng nổ long trời lở đất vang lên một trận giao động kịch liệt làm cho cả vùng hư không xung quanh đó dường như trở nên mơ hồ ấy vậy mà lại có thể làm cho hai quang cầu rung động một cái rồi ngừng lại hiện ra hình dáng thật sự là hai ngọn núi nhỏ nhưng sau khi ra tay, mặt mày cả hai lão già đều biến sắc. Ngay lập tức thân hình cả hai lão đều chấn động một cái rồi bay thẳng về phía sau. Cách xa chỗ ấy 10 trượng, thân hình của hai lão già nhanh chóng ổn định vững vàng trở lại nhưng nét mặt cực kỳ hoảng sợ. Sau khi nhấc bốn cánh tay lên thì thấy rõ ràng đã bị chảy máu đầm đìa, da thịt giống như bị xé ra nát vụn, không còn một chỗ nào có thể giữ nguyên hình dáng nữa. Hơn nữa rõ ràng là 10 ngón tay trực tiếp bị bẻ gãy cùng lúc đó kiếm khí vô hình cũng đã cuồn cuộn chém lên màn ánh sáng đỏ thẫm đang bao phủ lão già thứ ba còn lại. tức thì màn ánh sáng này liên tục chấp động không ngừng, chỉ trong giây lát từng vết rách nhỏ bé hết sức mảnh mai hiện rõ trên màn sáng. lão già thứ ba hơi kinh ngạc, lập tức há miệng phun ra một đoàn tinh khí chìm vào pho tượng trong tay, tiếp tục thúc giục pháp quyết. một tầng ánh sáng màu vàng xuất hiện từ đỉnh đầu bao phủ toàn thân nó, năm cái đuôi dài đang biến thành màn sáng cũng biến sắc thành màu vàng kim nhạt những vết rách ở mặt ngoài cũng nhanh chóng khép lại y như lúc ban đầu, mạnh mẽ ngăn cản toàn bộ đợt kiếm khí vô hình này lại. Nhưng đợt giao thủ vừa rồi Hàn Lập lấy một địch ba, rõ ràng là vẫn chiếm hoàn toàn ưu thế. Điều này làm cho ba lão giả vốn đang hùng hùng hổ hổ xông tới không khỏi trở nên lưỡng lự dừng lại tại chỗ. Nhưng sau khi cả ba người âm trầm nét mặt nói chuyện với nhau, lại chậm rãi tiến lại gần Hàn Lập đang biến thân thành cự viên. Xem ra là ba vị đại thừa lão quái này vẫn muốn lấy đông hiếp ít để đánh một trận cùng với hắn hàn lập thấy vậy trong lòng cười lạnh một tiếng hai tay cự viên tự nhiên đấm vào ngực một cái ngẩng đầu lên trời hét dài một tiếng tiếp theo phạm thánh pháp tướng khổng lồ chợt lóe lên một cái hiện ra phía sau lưng rồi đột nhiên nhập thẳng vào người cự viên khiến cả hai hòa thành một thể tức thì ánh sáng từ kim đại phóng bao phủ toàn thân cự viên thân hình hơi khom lại hai vai cùng với hai bên xương sườn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim đồng thời mọc ra hai cái đầu cùng với bốn cánh tay dài đầy lông vàng óng Hàn Lập thoáng cái lại thi triển cùng một lúc kinh chập quyết cùng phạm thánh chân ma công. Lúc này mức độ mạnh mẽ của cơ thể hắn chỉ thấp hơn khi ở trạng thái niết bàn thánh thể. Hiển nhiên khi phải đối mặt cùng một lúc với ba dối thủ cùng giai, Hàn Lập cũng không dám quá khinh suất. Ngay khi bốn người chuẩn bị vận dụng đại thần thông để chiến đấu, thì đột nhiên trong hư không cách đó trăm trượng lại trở nên chấn động, lại một tòa pháp trận hiện ra giữa hư không. Ba đạo nhân ảnh cao thấp khác nhau loáng lên một cái hiện ra từ giữa màn ánh sáng. Ba lão già đang định lao tới phía Hàn Lập chợt dùng mình, cùng dừng lại một lúc. Ba cái đầu của cự viên ba đầu sáu tay do Hàn Lập biến thân thành cũng đều quay sang, sáu ánh mắt như điện cùng quét qua một chỗ. Ba người này là một lão phụ, một gã đạo sĩ và một gã nam tử đeo mặt nạ, đúng là đám người tiêu minh, vạn hoa phu nhân. Ba người này vừa truyền tống xong, đều kinh ngạc khi nhìn thấy ba lão già cùng với cự viên ba đầu sáu tay do Hàn Lập biến thân thành, không nén nổi phải liếc mắt nhìn nhau. Thì ra là tiêu huynh, thật là khéo quá đi, chúng ta đi vào như vậy thế mà lại tụ lại cùng một chỗ. Cụ viên cười lớn một tiếng, rồi kim quang bên ngoài thân chợt tắt, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc khôi phục lại bản thể. Tại hạ cũng không ngờ rằng có thể gặp được hàn đạo hữu ở nơi này, đúng là may mắn vô cùng. Ánh mắt của tiêu minh lóe lên khi thấy hàn lập khôi phục lại diện mạo vốn có, miễn cưỡng cười một tiếng. Vạn hoa phu nhân cùng thanh bình đạo nhân thì trong lòng không khỏi cười khổ. Về phần ba lão già gầy đét kia, Trông thấy tình hình như thế này lại càng không dám hành động một cách thiếu suy nghĩ, chỉ dùng ánh mắt âm trầm để đánh giá ba người vừa mới đến. Sau khi Tiêu Minh nhìn thoáng qua ba lão già gầy đét, hình như nghĩ ra cái gì liền hỏi một câu. Khuôn mặt của ba vị rất xa lạ, chẳng lẽ là đạo hữu ẩn cư tại vùng rừng rậm Hắc Yên phía Tây Bắc? Hừ, không ngờ kiến thức của các hạ thật rộng rãi, liếc mắt một cái mà đã nhận ra lai lịch của bọn ta. Không sai, chúng ta là Vu Linh Tam Thánh vẫn ẩn cư trong Hắc Yên. Lão già điều khiển khôi lối cáo đỏ hư một tiếng trả lời, trong giọng nói rõ ràng tràn ngập vài phần địch ý. Vu Linh Tam Thánh, nói như vậy ba vị đạo hiếu tu luyện chính là vô đạo thần thông, nhưng không biết đã có gì va chạm với Hàn Huynh mà lại cùng nhau động thủ tại đây. Ánh mắt tiêu minh chấp động liền hỏi, mặc dù hắn không được chứng kiến tình hình Hàn Lập cùng ba lão già giao thủ lúc trước, nhưng từ bộ dáng rằng co giữa hai bên cùng với chấn động còn lưu lại trong hư không, tất nhiên là nhìn ra được có một cuộc chiến mới diễn ra. Thiên địa bảo vật vốn chính là cường giả giành được, đã tiến vào trong thiên đỉnh cung này, tất nhiên bất cứ kẻ nào cũng là đối thủ của ba người bọn ta, cần gì phải có lý do gì. Lão già không cần suy nghĩ mở miệng trả lời. Nói như vậy, ba vị đạo hiếu cũng coi ba người tiêu mỗ là địch thủ. Hàn huynh, người thấy thế nào? Giọng nói tiêu minh bỗng chốc lạnh hơn ba phần, nhưng quay đầu, hướng tới Hàn Lập hỏi một câu. Sao cũng được, thích thì chiến. Hàn Lập ngẩng đầu cười khẩy một cái, bộ dáng không quan tâm cho lắm tiêu minh thấy vậy trong lòng càng trở nên kiêng kỵ thêm hai phần lại quay sang nhìn vu linh tam thánh lông mày nhíu lại thêm một chút vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu của hắn lúc này hắn đã sớm vào được tới trung tâm của thiên đỉnh cung hoặc là đã tìm ra được khu cấm chế trung tâm mới phải nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới lúc tiến vào khu vực cấm chế thứ hai lại là cấm chế phi thường huyền diệu vượt xa tưởng tượng của bọn họ đem cả ba người vây khốn đến tận bây giờ mới có thể phá trận thoát ra ngoài mà vừa thoát khỏi được cấm chế liền đụng phải hàn lập cùng vu linh tam thánh thực lực của cả hai bên đều không thể coi thường vậy nên càng thêm đau đầu nếu có thể thì tất nhiên là hắn muốn hai bên đánh nhau thừa sống thiếu chết để cho bọn họ ngư ông đắc lợi trực tiếp tiến vào đường đến khu trung tâm cuối cùng nhưng sau khi bọn họ xuất hiện hàn lập cùng vu linh tam thánh đều không phải là người không có đầu óc suy nghĩ tất nhiên là không để xảy ra chuyện như vậy còn nếu mà cứ rằng coi như vậy tại chỗ này đối với hắn cũng không phải là một chuyện tốt không phải là chỉ có hắn cùng đám người này là tồn tại đại thừa tiến vào đây biết đâu cứ chậm trễ thêm một chút nữa lại có thêm những người khác tìm đến thì sao nghĩ vậy tiêu minh thần sắc nghiêm trang mở miệng nói bốn vị đạo hiếu chúng ta tiến vào nơi đây chỉ là cầu bảo mà thôi bảo vật còn chưa tìm được sao đã vội tranh chấp rồi trọng bảo chắc chắn là ở đằng sau những khu vực này thay vì tranh đấu không bằng cùng nhau hợp sức tìm kiếm ở những khu vực phía sau đi đã nếu cấm chế phía trước mà cũng khó phá thế này thì dùng hết thời gian còn lại, chưa chắc đã có ai tìm được bảo vật mà quay về. Ta thì không có vấn đề gì hết, chỉ cần không có ai chủ động gây chuyện với ta trước thì ta cũng chẳng muốn động thủ làm gì. Hàn lập sau khi chớp mắt, nửa cười nửa không trả lời. Tốt lắm, nếu tiêu huynh đã nói như vậy, trước hết bỏ qua trận chiến này đi đã. Đi thôi, sau khi lão già sử dụng khôi lối cáo đỏ nghe vậy, suy ngẫm một chút, hai mắt chấp lên một cái rồi cũng gật đầu, Ba lão già tiếp tục truyền âm với nhau vài câu nữa rồi mới thực sự nhằm một nơi gần ấy bay đi. Tiêu Minh hơi ngẩn ra khi thấy phương hướng mà ba lão già vừa bay tới nhưng ngay lập tức liền trở lại như bình thường, quay sang cười nhẹ với Hàn Lập Hàn Huynh chắc cũng đã có mục tiêu riêng của mình, hoặc nếu mà còn chưa lựa chọn xong, ba người chúng ta xin đi trước một bước. Cần gì phải lựa chọn cái gì, Hàn Mỗ phải đi. Qua thử chỗ kia thăm dò trước một lượt đi, Hàn Lập tùy ý lắc đầu, chỉ tay về một phương hướng nào đó, nhưng đúng lúc ấy, hai con người bỗng nhiên có rút lại đầu ngón tay lệch đi một chút chỉ thẳng về một nơi nào đó khác hẳn phương hướng lúc ban đầu vốn dĩ vạn hoa phu nhân cùng thanh bình đạo nhân không có mở miệng nhưng khi vừa thấy hàn lập chọn phải nơi ấy sắc mặt lập tức trở nên đại biến mà lúc này hàn lập cũng đã hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi sau khi chấp lên vài cái liền lao thẳng vào bên trong màn ánh sáng màu lam nhạt bên trong tức thì ánh sáng chấp động từng trận âm thanh sấm xét từ trong đó mơ hồ truyền ra làm thế nào bây giờ tiểu tử ở phong nguyên đại lục này vậy mà lại chọn cùng một khu vực giống chúng ta chẳng lẽ hắn cũng biết trung tâm của thiên đình cung vạn hoa phu nhân hét lên vội vã chắc là không phải đâu năm đó thiên đình tổ sư chỉ truyền lại y bát cho người kế thừa nhất mạch chúng ta trước giờ ngoại trừ ta ra thì trên thế gian này không còn ai có thể biết được chính xác vị trí cùng phương pháp khống chế cả thanh bình đạo nhân nói mà vẻ mặt trông cực kỳ khó coi nếu đúng như vậy thì hắn chỉ vô tình chọn đúng khu vực này nhưng nhìn biểu hiện vừa xong của hắn hoàn toàn không giống như vậy. Ánh mắt của Tiêu Minh càng trở nên âm trầm đồng thời trong lòng không khỏi tưởng tượng lại cảnh Hàn Lập bỗng nhiên thay đổi phương hướng khi chỉ khu vực lúc nãy. Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ, không lẽ lại phải chọn một khu vực khác? Vạn Hoa phu nhân vừa căm hận vừa nói, chương 2356, huyết ngục, giờ mà đi đến khu vực khác chưa chắc đã có đường tiến thẳng đến khu trung tâm, tuyệt đối không thể được. Không còn cách nào nữa rồi chúng ta đợi một chút rồi cũng đi luôn vào trong đó thôi. Cẩn thận kẻo lại bị phát hiện đấy. Sau khi vào trong, chỉ cần thừa lúc hắn đang tìm tòi bảo vật ở khu vực này, chúng ta vẫn có thể đi vào khu trung tâm trước một bước. Tiêu Minh suy nghĩ một chút rồi mới chậm rãi nói, cũng đành phải vậy chứ sao. Nhưng mà khu vực là lúc nãy Vu Linh Tam Thánh lựa chọn cũng không phải là tầm thường, hình như chính là huyết ngục mà thiên đình chân nhân dùng để trấn áp cường địch năm đó thì phải. Sau khi Thanh Bình Đạo Nhân gật gật đầu lại có một chút lo lắng nói tất nhiên là ta biết, nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể dành thời gian cho việc khác được nữa, cũng chỉ có thể mặc kệ bọn chúng tiến vào đấy thôi. Tuy rằng cũng có thể có trọng bảo do các cường giả trước kia lưu lại trong huyết ngục, nhưng không thể so sánh được với việc nhanh chóng chiếm lấy quyền điều khiển khu trung tâm, tiêu minh nhíu mày nói. Thật sự là quá đáng tiếc, theo như điển tịch mà bần đạo được kế thừa nói, trong huyết ngục quả thực là lúc đầu có chân áp vài tên thượng cổ cường giả bản lĩnh thần thông chỉ dưới thiên đỉnh chân nhân mà thôi. Đã nhiều năm như vậy thì cho dù bọn hắn có chết hết rồi nhưng bảo vật truyền thừa lại cũng không phải là thứ tầm thường đâu. Thanh Bình quay mình lại đáng tiếc nói. Chúng ta vốn dĩ đã chọn huyết ngục làm nơi thứ hai để hành động, vậy mà. Thanh Bình đạo hiểu, Phu Linh Tam Thánh vừa tới đã đi thẳng đến nơi đó, không biết là có chuyện gì ở huyết ngục nữa. Vạn Hoa Phu Nhân sắc mặt âm trầm hỏi lại, việc này cũng khó nói, mặc dù chỉ có một mình ta nhận được truyền thừa của thiên đỉnh chân nhân, nhưng cũng không thể đảm bảo được những cường giả cũng thời với thiên đỉnh chân nhân ngày trước cũng có lưu lại manh mối gì hay không. Tiếng tăm của huyết ngục vào thời điểm đó cực kỳ hiền hách, đã từng uy chấn cả huyết thiên đại lục ấy chứ. Khuôn mặt thanh bình đạo nhân hiện lên vẻ vô cùng lưỡng lự. Thôi bỏ đi, nếu đã không thể để ý được đến sự tình của huyết ngục thì không cần phải đứng đây mà nghi ngờ cái gì hết. Cũng không phải là sớm nữa rồi, chúng ta đi vào thôi. Tiêu Minh liếc mắt nhìn một chút về phía lúc nãy Hàn Lập đi vào ngay sau đó tựa như cảm giác được có tiếng gầm rú truyền vào trong lòng mình, nghiêm túc nói: "Vạn Hoa phu nhân cùng Thanh Bình đạo nhân tất nhiên là không có gì phản đối cả." Vì vậy ba người cũng cùng nhau độn quang đi thẳng vào màn ánh sáng màu lam đang bao phủ cả khu vực này, chỉ có điều tất nhiên là chỗ đó cách vị trí Hàn Lập đi vào khá xa. Lạnh, thật là lạnh đến chết người. Hàn Lập đang đứng lơ lửng trên một dòng sông băng bị một phiến tuyết màu lam bao phủ bên trên, mặt lộ ra vẻ quái dị cảm giác cả bốn phía đều phát ra hàn khí cực lạnh thậm chí quầng sáng hộ thể quanh người có chỗ còn bị hàn khí trực tiếp xuyên thủng ngưng tụ thành một ít băng xương màu lam trong suốt từ sau khi phạm thánh chân ma công của hắn tu luyện đại thành đến giờ cái cảm giác bị khí lạnh đến thấu xương như vậy cực kỳ ít xảy ra xem ra khu vực có thể biến hóa thành hoàn cảnh lạnh lẽo như vậy thì chắc chắn cấm chế phải lợi hại hơn nhiều những khu vực lúc nãy đã đi qua sau khi hàn lập lẳng lặng lơ lửng tại chỗ một lúc cơ thể chợt phốc suy một tiếng một tầng hỏa diễm màu bạc lập tức hiện ra làm cho cái rét thấu xương vừa rồi chợt biến mất như chưa từng xuất hiện. Hàn lập động thân hình từ từ tiến lên phía trước, nhưng sau khi mới bay được vài dặm, bỗng nhiên ở bốn phương tám hướng nổi lên gió lốc ầm ầm. Vô số bông tuyết ngưng tụ lại với nhau hóa thành mấy ngàn con băng tước màu lam. Hai cánh bọn chúng xòe rộng, điên cuồng bắn ra từng viên cầu ánh sáng màu lam. Thần niệm của Hàn Lập cảm nhận được uy lực của những viên cầu ánh sáng này sắc mặt hơi đổi, một tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, ngân diễm bên ngoài thân chợt đại thịt, ngừng tụ lại gấp mấy lần so với lúc nãy. Ngay tức khắc vô số viên cầu ánh sáng điên cuồng đánh lên trên ngân diễm, hai màu lam bạc nổ tung lẫn lộn vào với nhau, tạo thành một vòi rồng cực lớn phóng thẳng lên bầu trời. Chấm chấm, tại một phiến khu vực đầy băng tuyết khác, ba người tiêu minh đang cùng nhau xuất ra mười mấy bảo vật chiến đấu kịch liệt cùng với hơn mười con cự nhân màu lam trông như cả chục quả núi nhỏ vậy hơn người con cự nhân này đều có thể sử dụng băng tuyết để biến hóa ra thành áo giáp cùng các loại vũ khí vô cùng to lớn hơn nữa lại còn chẳng sợ bị thương chút nào chỉ cần còn sót lại một chút tàn thi là có thể sử dụng băng tuyết vô tận nơi này để tái tạo lại thân thể nếu đem ra so sánh với bất diệt chi thể bình thường thì còn biến thái hơn rất nhiều cứ như vậy thế nên ngay cả khi thực lực của ba người tiêu minh vượt xa đám cự nhân này nhưng nhất thời cũng bị cứng rắn níu chân một chỗ chấm chấm trong một cung điện lớn bố trí cực nhiều các cây trụ lớn màu máu Phu Linh Tam Thánh đang khống chế ba con linh trùng cực lớn tiến về phía trước, đi thẳng về phía mấy cây trụ phía đằng xa. Nhìn từ xa thì trụ máu trông có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sát vào thì thấy bên ngoài nó có vô số đầu lâu đẫm máu được khảm vào, thỉnh thoảng còn có máu chảy từ trên xuống dưới. Dư đạo hiểu, nơi này có đúng là nơi tiến vào huyết ngục không? Chúng ta không đi nhầm đường rồi chứ? Một lão giả đang ngồi khoanh chân trên con rết khổng lồ hỏi lão giả bên cạnh một câu, có thể thấy được sự bất an trong giọng nói của lão. Ngô huynh yên tâm đi, chính ngươi cũng tận mắt chứng kiến lúc nãy chỉ cần dễ dàng cũng có thể phá tan màn cấm chế bên ngoài rồi. Dựa vào điểm này cũng thấy được những gì ghi lại trong tấm bia đá cổ kia hơn nửa không phải là giả, chắc chắn đây là nơi mà Thiên Đình chân nhân dùng để trấn áp cường địch trước kia. Hắc hắc, thời điểm đó người mạnh nhất trong vô đạo nhất mạch chúng ta là Thiên Vô Đại nhân từng đại chiến 7 ngày 7 đêm với Thiên Đình chân nhân, chỉ vì thua mất một chiêu nên mới bị giam trong huyết mục này. Nếu không phải vậy thì bằng vào tư chất với thần thông của đại nhân chắc hẳn cũng đã thuận lợi phi thăng rồi. Lão giả có tấm bia đá cổ ngồi trên đầu bỏ cạp đen nói. Nơi này đúng thật là có chút quỷ dị, chẳng trách ngô huynh cảm thấy bất an. Nhưng chúng ta chính là những người tu luyện thần thông vô đạo, cùng với những công pháp bình thường không thể hòa hợp được, công pháp chân truyền của thiên đỉnh chân nhân cũng không có nhiều tác dụng với chúng ta cho lắm. Nhưng nếu tìm được vô pháp của thiên vô đại nhân trong huyết mục này thì quả thật là vô cùng có ích nói không chừng cũng có thể phi thăng được lên tiên giới cho nên mặc dù huyết mục này có nhiều nguy hiểm thì cũng phải cắn răng xông vào thôi lão già cuối cùng thản nhiên nói đúng là như thế chỉ tiếc là không biết bia đá kia đã trải qua chuyện gì mà giờ chỉ còn lại một nửa ghi lại phương pháp phá giải cấm chế bên ngoài kia nếu như có luôn phương pháp phá giải cấm chế bên trong thì chúng ta thật sự thoải mái rồi lão già họ dư thở dài nói một câu hắc hắc có thể biết chính xác vị trí của huyết mục đã là cơ duyên rất lớn rồi cho dù cấm chế bên trong có lợi hại thế nào đi nữa thì bằng vào ba người chúng ta liên thủ chẳng lẽ không phá được sao lão già họ ngô thì cười hắc hắc nói đúng vậy đã đến nơi này rồi thì chắc chắn là không thể quay đầu trở lại nhưng lúc nãy gặp phải tiểu tử biến thân thành cử viên ở bên ngoài kia bản lĩnh thần thông của hắn thực sự không kém nếu không phải có bọn người tiêu lão quái chen vào ta đúng là muốn bắt hắn để luyện hóa thành huyết nhục khôi lỗi Lão giả họ dư gật gật đầu rồi ngay lập tức chuyển đề tài về đám người Hàn lập lúc nãy gặp được. Thân thể của người biến thân thành cự viên kia quả thật là quá mức cường đại mạnh mẽ, lần thứ hai biến thân thì ta lại thấy giống thần thông của ma đạo hơn. Cho dù ba người chúng ta liên thủ lại thì cũng không phải trong thời gian ngắn mà có thể đánh bại được hắn. Sở dĩ chúng ta phải giả vờ ác đấu một lúc chỉ cốt cho đối phương biết khó mà không theo sau chúng ta vào huyết ngục. Chúng ta làm ra bộ dáng ngang ngược như vậy thì những người khác tất nhiên là cũng sẽ không muốn tiếp tục xảy ra chuyện mất mặt." Lão già họ Ngô cười lạnh một tiếng nói, "Đây là biện pháp tốt nhất mà chúng ta đã bàn rồi, nhất định là có vài phần hiệu quả. Không cần quan tâm đến những người khác nữa, trong Thiên đỉnh cung bây giờ chỉ có nhóm ba người Tiêu Minh là còn có thể thực sự uy hiếp được đến chúng ta." Tiêu Minh cũng không phải là lão tổ đại thừa bình thường, trước đây hắn còn có danh xưng là cuồng ma, ngoài ra còn có vạn hoa phu nhân cùng thanh bình đạo nhân bên cạnh hỗ trợ nếu mà thực sự phải chiến đấu thì chúng ta cũng không có nắm chắc phần thắng lão già cuối cùng chớp chớp mắt nói nhớ để ý ở đằng sau xem có dấu hiệu gì không nếu như bọn tiêu minh còn chưa cùng nhau xuống dưới này vậy chắc là bọn chúng có mục tiêu khác rồi được như vậy là tốt nhất chúng ta sẽ có thể đem toàn bộ tâm trí đặt vào huyết mục này lão già họ ngô âm trầm cười nói nhưng khi một lão già khác vừa định trả lời bà con cự trùng đang đang đi tới bỗng nhiên cùng kêu lên một tiếng quái dị rồi dừng lại ngay tại chỗ thân hình chúng khom lại làm thành tư thế cảnh giác. Vẻ mặt của ba lão giả trở nên cực kỳ nghiêm trọng, quanh thân thể mỗi người phát ra một màn ánh sáng, các bảo vật vừa được ném ra đều bay lượn xung quanh tạo thành màn bảo hộ các lão giả ở bên trong. Cả sáu ánh mắt của ba lão già như tinh mang chấp động đều tập trung nhìn về phía trước. Mà bọn họ lại không phát hiện ra rằng, dòng huyết thủy chảy xuôi trên các cột trụ phía trong cung điện kia đang dần dần biến chất trở nên đặc sệt lại, đồng thời cũng biến dần thành màu đỏ sẫm từ phía trước truyền lại thanh âm xào xạc, chỉ sau một chút thời gian, vùng hư không phía trước bỗng nhiên trở nên u ám rồi hiện ra từng ánh lửa xanh, theo sau đó là từng con bướm quái dị chỉ nhỏ như đầu ngón tay cái ùn ùn hiện ra. Ngoài thân những con quái điệp này là xương trắng như ngọc lại có ánh lửa xanh chấp động liên tục, trông cực kỳ quỷ dị. Số lượng lại càng khủng bố, trông phải đến hơn vạn con chen chúc nhau. Nguy hiểm, là thôn cốt điệp, mau lùi lại ngay. Lão già họ ngô vừa trông thấy bộ dạng thật sự của loài bướm ngay lập tức kêu lên thất thanh. Mặt mày của hai lão già còn lại cũng trở nên tái nhợt. Ba người gần như là ngay lập tức thúc cự trùng dưới chân quay đầu bỏ chạy thục mạng. Mà đàn cốt điệp kia thì vô thanh vô tức đuổi sát theo sau ba người. Chỉ trong một chút khoảnh khắc, bọn họ gần như tăng tốc gấp cả trăm lần lúc nãy trốn ra xa mấy trăm trường. Cạc cạc một trận cười quái dị từ đâu truyền đến cột trụ huyết sắc vốn đang lẳng lặng đứng yên thì đột nhiên toàn bộ máu huyết bỗng ngưng tụ lại rồi sau đó tuôn ra cuồn cuộn khí đen rồi từ trong đó bay ra từng cái đầu lâu đầy máu đầu lâu đầy máu này vừa mới bay ra ngay lập tức như diều gặp gió mà bành trướng lên hóa thành từng bánh xe khổng lồ phát ra tiếng kêu quái dị rồi lao thẳng về phía ba lão giả chặn đường bọn họ đây là huyết linh là máu của cường giả ngày trước đã chết trong huyết ngục biến thành huyết linh dư huynh mau thi triển khu linh đại pháp hai người bọn ta sẽ tạm thời ngăn chặn đám cốt điệp với huyết linh này trong chốc lạt để hộ pháp cho ngươi. Lão già họ ngô gặp phải chuyện này, sắc mặt tuy cái mét nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói. Được rồi, trông cậy vào hai người vậy. Lão già họ dư cũng là một người quyết đoán, nghe xong liền đáp ứng ngay tức khắc, bắt con giết dừng lại rồi vung hai tay áo lên khoanh chân ngồi xuống. Ngay lập tức từng cái lệnh bài bằng ngọc màu xanh đen từ trong cơ thể lão già bay ra, hợp lại tạo thành một cái pháp trận kỳ dị nâng thân hình lão lên cao chương 2357, thần thông vu đạo. Cùng lúc đó, miệng lão già lẩm bẩm vài câu, trên mặt chợt lóe sáng. Một chùm linh văn màu xanh đen bất chợt hiện ra rồi nhanh chóng lan khắp toàn thân với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Sau khi vừa bao phủ kín thân thể lão già chúng liền chạy náo loạn lên, hệt như là có sinh mạng vậy. Từ xa nhìn lại, cơ thể lão già như là bị vô số con trùng dài màu xanh quấn quanh, cảm giác cực kỳ quỷ dị. Lúc này, một trong hai lão già còn lại liền thả ra một cái chiêng đồng đỏ như máu đập vang lên một tiếng lập tức tóc bạc trên đầu bóng dựng đứng cả lên rồi sau đó dạn nứt hóa thành vô số phi xà có cánh phải bạc nhanh chóng đuổi theo thôn cốt điệp lão già còn lại thì giơ tay lên xuất ra một cái hồ lô trắng tinh dốc ngược tuôn ra cuồn cuộn khí đen rồi nhanh chóng ngưng tụ lại hóa thành một thủ trưởng màu đen ở giữa thủ trưởng lại sinh ra thêm một cái miệng đen ngòm thét lên từng tiếng thảm thiết rồi lao thẳng về phía huyết sắc đầu lâu bốn loại sinh vật quái dị đến từ ngoại giới vừa tiếp xúc đã lập tức cắn xé lẫn nhau phốc phốc hàng loạt tiếng rơi rụng xuống mặt đất vang lên thủ trưởng màu đen cùng bạch lân phi xà nhìn trông có vẻ hung ác vô cùng thế nhưng hoàn toàn không chống lại nổi huyết sắc khô lâu và những con thôn cốt điệp kia hai lão già này một người miệng phun máu tươi một người cuồn cuộn thả ra ngọn lửa màu xanh rơi ào ào từ trên không xuống không bao lâu sau đã tiêu diệt được hơn một nửa lực lượng đối phương mấy chục huyết linh cùng thôn cốt điệp vừa mới xông vào vây công đã bị diệt ngay lập tức. Nhưng mỗi một thủ trưởng màu đen cùng với phi xà bị tiêu diệt thì đều làm cho vẻ mặt hai lão già trở nên nhăn nhó và vô cùng tiếc nuối. Nhưng khi họ thấy thủ trưởng cùng phi xà đều bị tiêu diệt gần hết mà đám huyết linh cùng thôn cốt điệp lại vẫn cứ ảo ảo lao tới, lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Hai lão già liếc nhìn nhau một cái, một lão hét lớn một tiếng. Phía sau lập tức hiện lên hư ảnh một con quái trùng thật lớn bộ dáng như con bạch tuột bổ nhào lên người hắn, tức thì vang lên từng tiếng suy suy, hơn 10 cái xúc tu từ từ mọc ra từ trên người hắn. Mỗi cái xúc tu đều dài hơn chục trượng, trên bề mặt phủ đầy những phù văn màu xanh, ngay lập tức mạnh mẽ đánh bay tất cả huyết linh đang lao tới. Lão già bên kia đối phó với đám thôn cốt điệp, móng tay bỗng nhiên dài ra mấy tấc, trông như một thanh đao nhỏ chém lên vai mình một cái. Máu phun xối xả, một cánh tay rơi ra rồi ngay lập tức nổ tung thành một đống thịt nát ở trước mặt. Tiếp theo cánh tay còn lại của lão phất một cái, xé rách áo trên người mình, lập tức lộ ra trước ngực là bảy, tám hình xăm cự trùng hung ác. Cũng không biết lão già này thi triển loại bí pháp gì, những hình xăm này lập tức sáng lên, rồi ào ào phóng ra khỏi cơ thể lão biến thành từng con trùng lớn hơn 10 trượng đem máu thịt của cánh tay kia cắn nuốt sạch sẽ. Trong mắt lão già lóe lên tia sáng lạnh, bỗng nhiên thức dục một loại bí thuật. Tức thời đám trùng lớn này vặn vẹo cơ thể, bên ngoài mọc ra từng cái gai nhọn màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt giống như thân thể đã biến thành kim cương vậy, sau đó quay về đám thôn cốt điệp phát ra từng tiếng tê tê kỳ dị, xông vào cắn nuốt. Bên kia, mỗi lần xúc tu vung lên, những phù văn bên trên cũng chấp động không ngừng, phát ra từng trận tiếng sấm ầm ầm, dường như có thể đem hư không đánh cho nát vụn vậy. Hiển nhiên đây chính là loại thủ đoạn phòng thân cuối cùng của hai lão già này rồi, lúc này đành phải lấy ra dùng để chống lại đám huyết linh cùng thôn cốt điệp. Cùng lúc đó, sư lão giả được hai người hộ pháp, hoa văn màu xanh thẫm ở trên người bỗng nhiên ngưng tụ lại biến hóa thành một ma vật tám cánh tay có hoa văn cổ quái che phủ toàn thân trông như là lớp da màu xanh ma quỷ khiến người ta cá cảm giác kinh hồn bạt vía bỗng nhiên lão già này hét lớn rồi từ trên người tuôn ra vô số sợi tơ màu lục bao bọc lão vào bên trong trông như là một cái kén lớn đang sống vậy tiếp theo cái kén điên cuồng chuyển động cự kén ngay lập tức nổi lên tiếng gào thét thảm thiết cái pháp trận ở phía dưới kia cũng bắt đầu nổi lên tiếng vù vù liên tục không ngừng một tiếng phanh vang lên cửa kén nổ tung ầm ầm phun ra khí màu xanh, một con ma vật tám tay mặt xanh răng vàng từ từ hiện ra từ đó. Ma vật này cao lớn khác thường, gương mặt cực kỳ độc ác, da thịt xanh lét. Hai mắt vốn đang nhắm nghiền bỗng từ từ mở ra, hai con mắt âm trầm liếc nhìn về phía trước, hai lão già còn lại có vẻ như không thể chống cự lại được sự tấn công của huyết linh và thôn cốt điệp nữa. Hơn một nửa xúc tu với đám trùng lớn bị huyết linh xâm nhiễm hóa thành máu loãng và bị thôn cốt điệp điên cuồng cắn xé. Nhưng ngay khi hai lão già trông thấy ma vật tám tay xuất hiện thì đều cực kỳ vui mừng, thu hồi bí thuật cùng tất cả cự trùng còn sót lại rồi chạy thật nhanh đến bên cạnh nó. Huyết linh cùng thôn cốt điệp mất đi đối thủ tất nhiên không khách khí chia làm hai đường lao tới, dự định vây chặt cả ba lão già lại. Đến giây phút cực kỳ nguy hiểm này thì ma vật bắt đầu hành động. Tám cánh tay bỗng nhiên khẽ động, ngay lập tức bốn cánh tay phát sáng dơ lên bắn ra một trường. Cùng lúc ấy trong cả tám bàn tay đều hiện ra một khỏa kim triện văn sáng rực rỡ, chấp lên một cái cùng biến lớn lên vài trượt, đồng thời bên trong truyền ra từng tiếng phạm âm. Tiếp theo là một màn ánh sáng bảy màu từ giữa đó bắn ra. Trong huyết linh cùng thôn cốt điệp có vẻ đáng sợ như vậy nhưng mỗi lần bị màn ánh sáng bảy màu bắn tới thì thân hình đều như bị động lại giữa không chung. Một lát sau, sau khi màn ánh sáng bảy màu chấp lên một lần nữa thì cả huyết linh cùng đám thôn cốt điệp đều hóa thành cho bụi. Màn ánh sáng bảy màu này dường như có ẩn chứa năng lượng quỷ dị nào đó khắc chế được cả hai loài quỷ vật chỉ trong nháy mắt tất cả huyết linh cùng thôn cốt điệp bị toàn diệt sạch sẽ không còn con nào chẳng qua ngay khi khí thức của ma vật tám tay vừa biến mất thì màn ánh sáng bảy màu cũng không còn nữa ánh sáng tắt dần khi tám cánh tay từ từ thu lại trên người ma vật vang lên một tiếng trầm đục da thịt toàn thân vỡ ra thành từng khúc lộ ra lão già họ ngô ở bên trong sắc mặt của lão bây giờ tái mét khí thức yếu đi hơn một nửa khẳng định đã hao hụt cực nhiều nguyên khí may mắn là cả ba người chúng ta cùng đi đến đây chứ nếu như mà thiếu đi một người thì hôm nay đã ăn quả đắng rồi lão già họ dư thở nhẹ ra một hơi vui mừng nói đúng vậy tuy đã biết cấm chế còn lại của huyết mục là cực kỳ khó giải quyết nhưng nhưng không nghĩ tới là lại gặp phải huyết linh với thôn cốt điệp đáng sợ như vậy nếu như chỉ có một người đến chỉ sợ là đã toi mạng rồi lão già họ ngô ngưng trọng nói nhưng mà nếu đã xuất hiện hai loại ma vật này thì chắc hẳn là cửa vào huyết mục cũng ở gần đây thôi nói như vậy thì đây cũng là một điều tốt lành Lão già cuối cũng khẽ cười một tiếng nói, hy vọng là như vậy, đi, nắm chặt thời gian còn trở về, hy vọng lần này đến đây có thể lấy được công pháp chân truyền của thiên vu đại nhân. Lão già họ ngô gật đầu, thế rồi ba lão già tiếp tục độn quang đi theo con đường cũ. Mấy ngày sau, trong thế giới băng tuyết, một cự viên ba đầu sáu tay màu vàng óng, trong mỗi tay đều cầm một kim sắc cự nhận, đang hóa thành một trận gió lốc chiến đấu với hai con băng dao màu lam ở đây. Hai con băng dao này dài hơn năm sáu trăm toàn thân phủ đầy lân phiến màu lam nhạt óng ánh, đang bay lượn vòng quanh làm cho hư không sinh ra từng trận bão tuyết. Chúng dương nhanh múa vuốt ở trong đó lại càng tỏa ra tràn ngập hàn khí liên miên không dứt, như muốn làm cho cả hư không đông cứng lại vậy. Cự viên ba đầu sáu tay không thèm để ý tới bão tuyết nhưng lại tỏ ra khá kiên kỵ với các móng vuốt khổng lồ của hai con băng dao. Sau khi đánh có vài hiệp, cự viên liền hét to một tiếng rồi đem cả sáu cái kim sắc cự nhận trùng khít lên nhau hóa thành một kiếm quang dài ngàn trường chớp một cái đã chém hai con băng dao thành bốn mảnh. Hai cái tàn thân còn sót lại sau khi cuộn tròn một cái lại biến thành bốn con tiểu băng dao, khẽ động thân lại cuồn cuộn lao về phía trước. Nhưng lúc này cử viên lại thúc giục kiếm quang dài hơn ngàn trượng kia, thoáng cái liền hóa thành một biển kiếm ánh sáng, loáng một cái cuốn lấy cả bốn con tiểu băng dao rồi chém chúng thành mấy chục mảnh. Mấy chục đoạn tàn thi lại lại hiện lên ánh sáng màu lam, tiếp tục biến hóa thành mấy chục con băng dao nhỏ hơn nữa. Nhưng không để cho chúng nó biến hóa hoàn chỉnh, biển kiếm lại tiếp tục cuồn cuộn liên miên chém nát chúng nó thành ngàn vạn đoạn cho đến khi hóa thành từng điểm ánh sáng biến mất trong hư không sau đó cự viên hết xài một tiếng thu lại kiếm quang đang cầm trong tay rồi thu nhỏ người lại ánh sáng chấp lên một cái liền hiện ra bản thể hàn lập cấm chế nơi này thật là có chút phiền toái vậy mà lại có thể biến hóa ra gần như vô hạn sinh linh băng hệ có tu vi đại thừa nhưng qua mấy ngày suy tính thì chắc cũng sắp đến gần lối ra rồi hàn lập nhìn tuyết bay đầy trong hư không miệng lẩm bẩm vài câu rồi biến thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Đây là do hắn tinh thông cấm chế chi đạo, lại có thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, chứ nếu không cũng lạc trong bão tuyết giống như các tu sĩ bình thường khác rồi chứ đừng nói đến chuyện tìm ra đường thoát. Nửa canh giờ sau, đạo kinh hồng liên tục chấp động, lại còn chém chết mấy con băng thú cản đường, cuối cùng cũng xuất hiện ở trước một tòa thạch thai đang được bao phủ bởi màn ánh sáng màu vàng. Trên bệ đá có khắc một tòa truyền tống trận loại nhỏ. Hàn Lập thấy vậy, cuối cùng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Nhưng khi quét thần niệm lên màn sáng màu vàng thì lại bỗng trở nên ngưng trọng. Không ngờ lại là ngũ hành quang cháo, cái này thì có chút phiền phức rồi, nếu dùng phương pháp bình thường thì không thể phá vỡ nhanh chóng được. Được rồi, liều mạng tổn thất một chút nguyên khí vậy. Sau khi sắc mặt Hàn Lập thay đổi mấy lần thì cũng có quyết định. Lập tức duỗi tay vào hư không, lục quang chấp lên hiện ra một thanh kiếm màu xanh lục. Thanh kiếm vừa mới xuất hiện đã làm cho thiên địa nguyên khí xung quanh biến động, đúng là huyền thiên trảm linh kiếm. Hàn lập nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức ngoài thân tử quang đại phóng, sau lưng ánh sáng chấp lên hiện ra phạm thánh pháp tướng ba đầu sáu tay. Trảm, hàn lập nhìn xuống màn ánh sáng phía dưới, miệng quát khẽ một tiếng rồi ngay lập tức phung trường kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng chém ra một cái. chương 2358 tấm bia lớn. Toàn bộ thiên địa cũng vì một kiếm này mà trở nên âm u, vô số bông tuyết bị một lực hút cực lớn ùn ùn kéo tới chạm linh kiếm như hình thành nên một cái phễu toàn bộ thiên địa nguyên khí hào ảo, ảo nhập vào trong thân kiếm không thấy bóng dáng mặt ngoài trường kiếm màu xanh thấm lập tức chấp hiện một hàng phù văn màu bạc nhạt từ đó hiện ra một luồng kiếm quang màu xanh thấm chém thẳng xuống lồng sáng màu vàng phù phù một tiếng kiếm quang lập tức tỏa ra hào quang rực rỡ tưởng như hóa thành một vầng mặt trời tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt bao phủ lấy toàn bộ lồng sáng vào bên trong nó mặt ngoài lồng sáng vang lên âm thanh vù vù, đột nhiên chấp hiện phù văn năm màu điên cuồng lưu chuyển không ngừng, nhưng cuối cùng cũng bị vầng mặt trời màu xanh kia hòa tan hoàn toàn. Cuối cùng sau một tiếng phanh, toàn bộ lồng sáng đều biến mất hoàn toàn trong hư không. Sắc mặt của Hàn Lập hơi trắng ra, cổ tay rung lên, thanh trường kiếm trong tay chấp cái liền biến mất, tiếp đó thân hình hắn trở nên mơ hồ rồi thoáng chốc cả người đã xuất hiện ở truyền tống trận bên trên đài đá. Một ngón tay điểm về hư không rìa pháp trận, ngón tay bắn ra một đạo pháp quyết, chấp lên chui vào trong hư không biến mất. Toàn bộ pháp trận truyền ra âm thanh truyền tống trầm thấp, ánh sáng trắng cuốn ra, cả thân ảnh của Hàn Lập trở nên mơ hồ mà biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thời điểm Hàn Lập bước ra khỏi luồng sáng trắng nhạt thì cả người hắn bất ngờ lại xuất hiện ở trong một vùng không gian u tối. Trước mặt có một tấm bia đá cao chọc trời như một tòa núi lớn. Tấm bia này nhìn từ đáy lên có cảm giác như không thể chạm tới đỉnh. Hơn nữa mặt ngoài tấm bia đỏ tươi long lánh, mơ hồ ẩn hiện vô số vân bạc thô to trông vô cùng thần bí. Hàn lập nhìn lên tấm bia đá, rồi lại nhìn không gian u tối xung quanh, trên mặt hắn không nén nổi mà lóe lên một nét kinh ngạc. Nơi đây trông như chẳng có chút quan hệ gì với những điện phủ và lầu các đã thấy ban đầu khi đứng bên ngoài màn sáng cả. Dường như hắn đã từ trong một khu vực cấm chế trực tiếp truyền tống tới một nơi xa lạ. Cùng thời gian đó, ba người tiêu minh rốt cuộc cũng lao ra khỏi vùng thiên địa cấm chế băng tuyết, cả bọn nhìn về những điện phủ màu vàng và những dãy lầu các màu bạc nhạt như tiên cảnh phía trước cách đó không xa, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Không đúng, nơi này không phải trung tâm thiên đỉnh cung, dựa trên điển tịch ghi lại mà ta biết thì truyền tống pháp trận chúng ta vừa tìm được đích thực có thể trực tiếp truyền tống tới khu vực trung tâm của thiên đỉnh cung, sao lại có thể tiến tới nơi này chứ? Thanh Bình Đạo Nhân khó có thể tin lầm bẩm nói. Thanh Bình Đạo Nhân nói trên điển tịch ghi lại thì chắc chắn không sai, bằng không chúng ta cũng không tới được khu vực này. Tình huống này xuất hiện nhất định là do cấm chế ở khu vực trước đã xuất hiện biến hóa không lường trước được nên mới dẫn tới sai lầm này. Tiêu Minh sờ sờ cầm, chấn định nói, biến hóa gì không lường được, chẳng lẽ những cấm chế này có thể tự động sinh ra dị biến hay sao? Vạn hoa phu nhân lại hơi chút hổn hển nói, điều này cũng khó nói, trình độ về trận pháp của thiên đỉnh chân nhân vượt xa dự liệu của ta, thiên đỉnh cung đã tồn tại nhiều năm tháng như vậy thì cấm chế bố trí trước đó có xuất hiện đôi chút biến hóa cũng không có gì lạ nhưng cấm chế ở những nơi khác đều như cũ, hết lần này tới lần khác chỉ có không gian cấm chế khu vực trung tâm là dị biến. Ta thấy khả năng lớn là đã có người động vào khu vực cấm chế nên mới phát sinh sự tình này. Ánh mắt tiêu minh chấp động nói, động vào cấm chế, làm sao có thể, trừ tên tiểu tử nhân tộc kia thì làm gì còn kẻ nào tiến vào khu vực này sớm hơn chúng ta. Hơn nữa cho dù có người thì với thời gian ngắn như vậy dù cho có thần thông như Đại La Kim Tiên cũng không có khả năng thay đổi loại cấm chế to lớn phức tạp như vậy vạn hoa phu nhân liên tục lắc đầu, hắc hắc, xem ra vạn hoa phu nhân đã quên là thời điểm lần trước thiên đỉnh cung mở ra, trong số những kẻ tiến vào mặc dù tu vi đều không cao nhưng quả thực có mấy tên có được chìa khóa chân chính đấy. Tới khi thiên đỉnh cung đóng cửa lần thứ nhất, dường như còn thiếu vài người sống không truyền tống ra thì phải, ánh mắt tiêu minh chấp động, chậm rãi nói. Ý của tiêu huynh là, lần trước những kẻ ở lại thiên đỉnh cung này vẫn có tên còn sống, hơn nữa chính là bọn chúng thay đổi cấm chế thanh bình đạo nhân nghe tới đó nhịn không được mà một lần nữa biến sắc có lẽ là thế bằng không chẳng có cách gì giải thích tất cả những chuyện này tiêu minh nhìn nhìn điện phủ màu vàng ở phía trước trả lời bình thường thì loại chuyện này không thể xảy ra được đến thời điểm thiên đỉnh cung đóng cửa tất cả mọi người đều sẽ bị trực tiếp truyền tống ra bên ngoài nếu có bí thuật mạnh mẽ lưu lại sẽ bị cấm chế nơi đây trực tiếp tiêu diệt trừ phi thực lực kẻ này cường đại hơn thiên đỉnh chân nhân năm đó ba phần có thể trực tiếp đối kháng với lực lượng cấm chế của nơi này hoặc có người trực tiếp vào tới trung tâm lấy được chân truyền của thiên đỉnh chân nhân năm đó nếu như vậy thì mới có thể lưu lại thiên đỉnh cung mà không lo ngại thay đổi cửa vào ra một khu vực nào đó cũng là chuyện dễ dàng nhưng kết quả này đối với chúng ta chính là tin tức xấu nhất thanh bình đạo nhân tinh tế suy nghĩ một lát vài phần lo lắng nói thiên đỉnh cung là nơi mà trước khi thiên đỉnh chân nhân phi thăng mới xây lúc ấy thần thông của chân nhân càng lớn mạnh mẽ lưu lại chắc chắn là không thể nhưng nếu nói người này thực sự khống chế được khu vực trung tâm hoặc lấy được toàn bộ chân truyền của thiên đỉnh chân nhân thì quá nửa cũng là không thể nào bằng không thiên đỉnh cung làm sao có thể hiện thế đúng thời hạn kẻ khống chế sớm phải trực tiếp che giấu nó mà trốn đi rồi tiêu minh đột nhiên cười lạnh một tiếng nói nói như vậy kẻ lưu lại thiên đỉnh cung kia chỉ có thể khống chế một bộ phận cấm chế của thiên đỉnh cung chứ vẫn chưa hoàn toàn khống chế được trung khu và vẫn chưa lấy được đầy đủ công pháp trọng bào của thiên đỉnh chân nhân hai mắt của vạn hoa phu nhân sáng ngời lập tức phỏng đoán ý trong lời nói của tiêu minh quá lửa là như thế bộ dáng của tiêu minh hết sức khẳng định nếu như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội rất lớn nhưng hiện tại trên điển tích của bần đạo ghi lại thì nếu truyền thống đáng tin cậy muốn đi tới trung khu chỉ có thể xuyên thủng một màn sáng khác ở khu vực này dùng phương pháp trực tiếp động thủ xâm nhập vào bên trong nơi trung khu sẽ có một tấm bia đá cực lớn kiểu dáng như một tòa tháp cao thanh bình đạo nhân cũng lộ ra chút vui vẻ rốt cục cũng lộ ra chút ít tin tức nhưng trước mỗi khu vực cấm chế lợi hại như vậy, chẳng phải mỗi lần xông vào đều phải tiêu phí thời gian dài mới vượt qua hay sao, chúng ta còn có thể đến kịp không? Sẽ không chỉ hoãn quá lâu đấy chứ. Vạn hoa phu nhân lại hơi trần chờ một chút, chúng ta cũng đã có đôi chút quen thuộc với cấm chế của nơi này, cùng xông vào một lần đi, nếu có thể tiết kiệm đôi chút thời gian, ta và nhị vị đạo hữu không tiếc chân nguyên vận dụng chút thủ đoạn sấm xét thì có thể rút thời gian tới ngắn nhất rồi. Tiêu Minh nói. Thanh Bình Đạo Nhân và Vạn Hoa Phu Nhân nghe vậy cảm thấy có lý, lập tức đều gật đầu. Vì thế ba người hiện lên độn quang, xông thẳng tới màn sáng mơ hồ xa xa phía đối diện, dáng vẻ không thèm quan tâm đến những điện phủ màu vàng và những đài các màu bạc đang gần trong gang tắc. Chấm chấm, Hàn Lập đi cực nhanh một vòng xung quanh tấm bia đá mà cũng không tìm thấy cửa vào đâu, lại quay trở về chỗ cũng nhíu mày. Đột nhiên hắn dùng tay áo lên bắn ra một luồng sáng trắng, hào quang thu lại liền hóa thành một bình nhỏ màu trắng nhạt lóng lánh. Bề mặt bình nhỏ vô cùng trơn mượt sáng bóng, vỏ bình gần như trong suốt, bên trong mơ hồ có một luồng huyết quang lúc tối lúc sáng chấp động không ngừng. Không nghĩ tới bản thể của băng phách đạo hữu lại bị vây khốn ở nơi này, nếu không phải lúc nãy ở khu vực bên ngoài cảm nhận được chút phản ứng yếu ớt thì sợ rằng đã sai sót mất rồi. Hàn lập lẩm bẩm hai câu, lập tức nâng bình nhỏ trong tay lên, lại một lần nữa đi từng vòng xung quanh tấm bia đá từ thấp đến cao. Chuyển động được vài chục vòng, đột nhiên giọt linh huyết bên trong bình nhỏ tỏa ra hào quang mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước. Mặc dù chút biến hóa đó mắt thường cũng khó có thể nhìn thấy, nhưng vẫn không thể giấu được tai mắt của Hàn Lập. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, lập tức bay thẳng tới tấm bia đá đối diện, cuối cùng dừng lại gần phía trước vài miếng vân bạc lớn được sắp xếp hơi chút cổ quái. Ngân Khoa Văn, nếu là kẻ khác thì còn có chút phiền phức, chứ với ta thì. Hàn Lập liếc mắt dò xét kỹ càng miếng vân bạc này, sau khi khẽ cười, lập tức nâng tay lên, một ngón tay điểm xuống ngư không phía những miếng vân bạc này vài miếng vân bạc này hơi chấp một cái sau đó lại vô thanh vô tức chuyển động cuối cùng hội tụ lại dung hợp thành một miếng phù văn màu bạc lớn bắt đầu tự động chuyển động quay tròn tấm bia trông có vẻ cứng rắn ở trước mặt tức thì hào quang tuôn ra chống không hiện lên một cái thông đạo đen thui thân hình hàn lập khẽ động cả người bỗng chốc trượt vào bên trong đó lối vào thông đạo lập tức không phát ra âm thanh nào nữa hai chân đạp trên mặt đất hơi bóng loáng Tinh thần Hàn Lập khẽ chấn động, một tay ném lên hư không, một khối cầu màu trắng ngà bay ra chiếu sáng thông đạo u ám rõ ràng như ban ngày. Ánh mắt của hắn quét qua mọi nơi, lập tức nhìn rõ tất cả bên trong thông đạo. Toàn bộ thông đạo có hình vòng nửa vòng tròn, vách tường và mặt đất đều là những phiến đá xanh thông thường, chẳng qua mặt ngoài chúng được khắc một loại linh văn cổ quái không tên, uốn éo một cách khác thường, đỏ tươi ướt át, còn mơ hồ tản mát ra một luồng máu tanh nhàn nhạt, nhạt. Ánh mắt Hàn Lập thu lại, ngón tay điểm lên lông mày đem thần niệm cường đại phóng ra. Nhưng chỉ một lát sau, hắn than thở một tiếng như đã dự liệu trước. Của nhiên ở đây thần niệm càng bị áp chế lớn hơn bên ngoài, hơn nữa cấm chế cầm không cũng mạnh mẽ tới mức ngay cả hắn cũng chỉ có thể bay cách xa mặt đất một chút, mức độ tiêu hao pháp lực cũng lớn hơn xa so với những cấm chế cấm không bình thường khác. Vị thiên đỉnh chân nhân kia không hổ là người đã thành công phi thăng tiên giới, thủ đoạn cấm chế lưu lại thật không phải bình thường. Hàn lập hơi nghĩ ngợi một chút, sau đó chạy thẳng về phía trước, với thân thể mạnh mẽ như hắn, một khi toàn lực chạy thì tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu so với độn quang của tu sĩ bình thường. Chỉ là hiện tại cũng không xuất hiện nguy hiểm gì. Khi chạy được một đoạn, thông đạo bắt đầu dốc lên phía trên, hơn nữa càng chạy lại càng cao. Không bao lâu sau, Hàn Lập đã đi lên cao hơn trăm trường. Đột nhiên phía trước có ánh sáng chấp lên, mơ hồ có thể trông thấy cửa ra. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, nhưng hai chân thì không hề dừng lại chút nào mà trực tiếp đi qua. Ngay lúc hắn vừa ra khỏi thông đạo và xuất hiện ở trong một gian phòng cực lớn, sau khi dùng ánh mắt dò xét mọi nơi một phen thì không khỏi hơi tỏ ra giật mình. chương 2359, Lồng Sắt, chỉ thấy căn phòng cao chừng 340 40 trượng, diện tích rộng tới hơn ngàn mẫu. Nhưng mặt đất vốn trải toàn đá xanh giờ phút này trở nên gồ ghề khắp nơi, giải đầy những phi đao phi kiếm, hai cốt và pháp khí, còn có những dấu vết khét lẹt như bị lửa thiêu xét đánh. Ở trung tâm càng có một bộ xương thú cực kỳ to lớn, toàn thân óng ánh như ngọc, ngoại hình giống như ngạc mà không phải ngạc, giống như giao long mà không phải giao long. Xem ra dường như nơi này đã từng xảy ra cuộc đại chiến giữa người và thú, chẳng qua nhìn dấu vết lưu lại thì có lẽ đã là chuyện của thời gian khá lâu trước đây rồi. Hàn Lập hơi chút kinh ngạc đánh giá bộ xương thú này vài lần, từ một tia khí tức còn lưu lại trên người có thể trực tiếp đoán được tu vi khi còn sống của nó là hợp thể hậu kỳ đại thành. Chỉ là một con thú lớn có tu vi hợp thể kỳ mà đã lưu lại dấu vết đại chiến lớn đến như thế, có thể thấy những kẻ từng xông vào đây tuyệt đối sẽ không có tồn tại đại thừa, tuy nhiên tu vi cũng sẽ không quá yếu. Mà nhìn từ những bảo vật pháp khí và hài cốt kia có thể thấy những kẻ tham gia kịch chiến không chỉ là một người mà phải có tới 4-5 người. Hàn Lập quan sát một lát, sau đó ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến một loạt giá gỗ ở góc phòng. Trên giá gỗ dài khoảng 2-3 trượng, toàn thân một màu đen nhánh này có để hai hàng 10 cái khay bạc lớn nhỏ khác nhau, nhưng bên trong thì đều rỗng tuếch, dường như những thứ bên trong đã sớm bị người ta lấy đi rồi. Nhìn đến đây, Hàn Lập cũng không trần chờ gì nữa, thân hình hắn nhoáng lên một cái liền trực tiếp đi về một lối ra khác trong đại sảnh. Cũng là thông đạo màu xanh giống hệt như vậy, tiếp tục là hình vòng rồi lại kéo lên. Nhưng lần này Hàn Lập phải tốn thời gian một bữa cơm mới ra khỏi thông đạo này. Trước mặt thoáng chốc trở nên sáng sủa, không gian xuất hiện còn lớn hơn không gian căn phòng trước đó tới mấy lần. Phía trên trôi lơ lửng những đám mây trắng nhàn nhạt, nhạt, trên mặt đất phủ đầy cát mịn. Ở trung tâm không gian này linh linh sừng sững một kiến trúc hình tam giác trông như một cái miếu thờ. Hàn Lập lướt nhìn kiến trúc này, một tay phất lên hiện ra một cái bình nhỏ ông ánh. Sau khi nhìn lướt qua không phát hiện thấy bình nhỏ có phản ứng đặc biệt gì thì khẽ trao mày rồi cứ như vậy đi về phía đại môn ra ngoài miếu thờ. Lúc này, Vu Linh Tam Thánh đang đứng trước một vùng sương mù màu đen mà không cách nào có thể nhìn thấy được gì bên trong. Sương mù cuồn cuộn mãnh liệt như một vật còn sống, từ đó không lúc nào ngừng thổi ra từng luồng gió vô cùng lạnh lẽo theo đó là những tiếng rít to làm cho người ta sởn hết cả gai ốc thân sắc của cả ba cực kỳ mỏi mệt khí tức phát ra lại càng suy yếu hơn vài phần ba con cự trùng dưới thân cũng đã không cánh mà bay tuy nhiên ánh mắt nhìn về biển sương mù đều chớp động lên nét hưng phấn vẻ mặt như vậy tự nhiên chính là vì phía trước biển sương mù đang dựng đứng một cái cổng trào đỏ tươi như máu cổng trào này cao khoảng trăm trượng phía trên minh ấn vô số phù văn màu máu nhưng chỗ cao nhất có hai cổ văn màu bạc lớn cỡ cái đấu viết rõ ràng hai chữ huyết ngục Nơi này chính là huyết mục sao, có chút không quá giống so với tưởng tượng của ta." Lão giả họ Dư quan sát biển sương ngủ một lúc lâu bỗng nhiên thì thào mở miệng. "Hẳn là chướng nhãn pháp thôi, để ta tới khu trừ nó." Ánh mắt tên bên cạnh lão giả họ Dư lóe lên trả lời. Tiếp theo chỉ thấy tay áo lão run lên, từ đó bay ra một tấm một bài màu xanh, một mặt được khảm nạm hình ảnh một đầu quỷ màu đen, một tay lão bấm niệm pháp quyết, ngón tay điểm về phía hư không. Phốc một tiếng, một bài màu xanh đón gió lớn lên. Chốc lát hóa thành giống như một mặt cửa, bề ngoài của nó lập tức hiện ra phù văn năm màu, đồng thời quỷ đầu trên đó cũng trợn mở hai mắt, từ từ mở to cái miệng ra. Một tiếng nổ vang lên, từ miệng quỷ đầu phun ra một cột sáng mờ, nó quay tít một vòng thoáng chốc biến thành một cột lốc xoáy màu xanh vô cùng lớn, lóe lên đã chui vào biển sương mù gần đó. Sau một khắc, biển sương mù màu đen nổi lên âm thanh oanh long, dưới cuồng phong màu xanh gào thét bên trong, sương mù gần đó nhao nhao bị cuốn hết vào, lộ ra một thông đạo vô cùng rõ ràng. Lúc này Vu Linh Tam Thánh mới cẩn thận nhìn qua, kết quả là sắc mặt mỗi người đều biến đổi. Chỉ thấy nơi mà tầm mắt còn nhìn thấy được ở trong thông đạo, rõ ràng là nồng nặc máu loãng hình thành nên một hồ nước cực lớn, lộ ra vô số sinh vật màu trắng lớn bằng ngón tay cái trông như giỏi bọ, khiến cho người nhìn vào không khỏi toàn thân phát lạnh. Đây chính là diện mạo thực sự của huyết ngục sao, sẽ không phải cũng là ảo cảnh chứ. Hai mắt lão già họ dư đăm đăm nhìn, theo bản năng nói một câu. Hừ, dưới thanh cương phong của ta, làm gì có ảo ảnh nào có thể một mực bảo trì không đổi lão giả họ ngô hừ một tiếng đột nhiên há miệng phun ra mấy đoàn tinh khí vào trong tấm mộc bài màu xanh lập tức miệng quỷ phun ra luồng gió mạnh hơn trước cả chục lần hơn nữa cứ một đạo nối tiếp một đạo liên miên không dứt tuy nhiên sau thời gian uống một chén trà nhỏ một mảng lớn của biển sương mù đã bị cuồng phong quét đi hết không còn lại gì khiến cho hơn nửa tình hình trên hồ máu đều được hiển lộ ra ngoài ba lão giả vừa nhìn vào kết quả khiến cho tất cả đều vui vẻ hẳn chỉ thấy trên hồ máu, ngoại trừ đám giỏi bọ chẳng chịt bên ngoài, thình lình còn hiện ra hơn 10 cái lồng sắt lớn nhỏ không đều nhau. Những lồng sắt này, nhỏ chỉ cao hơn một trượng, lớn thì lại có cao tới hơn ngàn trượng, chẳng những mặt ngoài trải rộng một ít phù văn màu vàng kim nhạt không rõ tên, mà phía trong lồng sắt càng trải rộng vô số gai nhọn màu máu, thoạt nhìn trông vô cùng dữ tợn. Hơn một nửa trong số lồng sắt này đều mở rộng cửa ra, chỉ có số ít là liền nhau thành một khối, nhưng bên trong tất cả chúng đều đặt một bộ hài cốt với tư thế không giống nhau. Tuy rằng nhìn bộ dáng thì những hài cốt này đã tồn tại từ không biết bao nhiêu năm tháng, hơn nữa cốt cách cấu tạo hình dạng cũng phần lớn là khác nhau, nhưng khí tức còn sót lại, chỉ nhẹ nhẹ khí tức cũng khiến cho sau khi vu linh tam thánh cảm ứng đôi chút thì không khỏi hãi hung khiếp vía. Những người này chính là đại địch năm đó bị thiên đỉnh chân nhân chân áp sao, quả nhiên tất cả đều không tầm thường chẳng qua muốn biết thi cốt của thiên vu đại nhân là cái nào thì còn cần phải cẩn thận phân biệt một chút mới được. Lão giả cuối cùng nhìn chằm chằm vào đống hài cốt, hai mắt vả sáng nói. Điều này thì không khó, thiên vu đại nhân tu luyện công pháp ngộ đạo, dù cho đã chết thì khẳng định là thi cốt cũng khác biệt so với kẻ khác. Chúng ta chỉ cần cẩn thận quan sát xung quanh một chút là có thể đơn giản phân biệt được ngay thôi. Mấy cô thi thể khác cũng là những kẻ có lai lịch lớn, khẳng định cũng có trọng bảo trên người, chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Lão giả họ dư cũng lộ vẻ tham lam, vội vàng nói: "Đó là đương nhiên, nhưng mục đích chủ yếu chuyến đi này của chúng ta là Thiên Vu đại nhân, để phòng ngừa vạn nhất trước hết cứ lấy được y bát rồi hãy nói." Lão giả họ Ngô cuối cùng cũng làm ra quyết định nói. Hai người khác nghe xong cảm thấy có lý nên cũng không tranh luận thêm gì, lúc này phân biệt thả ra vài kiện bảo vật hộ thể toàn thân, sau đó liền độn quang lao nhanh đến cái lồng sắt màu đen ở gần nhất. Hồ máu quỷ dị như thế, ba người tự nhiên không dám khinh thường chút nào nhưng vượt xa dự đoán của vu linh tam thánh cho đến lúc bay tới lồng sắt trước mặt hồ máu lại vô cùng bình tĩnh một cách dị thường không hề có biến cố nào xảy ra ba người ngoài kinh ngạc thì tự nhiên là quá đỗi vui mừng chẳng qua tới khi tất cả vận dụng thần niệm cẩn thận kiểm tra phát hiện khí thức phát ra từ bộ hài cốt nhỏ hơn người bình thường rất nhiều trong cái lồng kia cả ba đều liếc nhìn nhau rồi lắc đầu tiếp đó lại bay tới một cái lồng sắt chứa thi cốt khác dưới hai lần liên tiếp tới hai cỗ thi cốt mà vẫn không phải cả người đã bất chi bất giác bay đến trung tâm của hồ máu. Ở đó thình lình có chiếc lồng sắt chứa bộ thi cốt thứ tư. Chẳng qua khác hẳn ba cái trước, lồng sắt này gần như là cái lớn nhất trên hồ máu, cao tới 5 600 trượng, hơn nữa ngoại trừ chẳng chịt gai ngược ra thì trên thi cốt còn một đoạn xiềng xích màu đỏ hồng như máu, quấn quang từng vòng từng vòng qua bộ hài cốt không biết bao nhiêu lần. Bản thân sợi xích máu dường như cũng vô cùng cổ xưa, chẳng những bề ngoài gì xét loang lổ, thậm chí còn nhiều chỗ có thể trông thấy rõ ràng vết rách nhẹ nhẹ, dường như bản thân bộ hài cốt khi còn sống đã dốc sức liều mạng dãy ruộng. Hài cốt cực lớn bên trong lồng sắt có hình dáng nửa người nửa ngựa, từng đám xương đều xanh biếc óng ánh, hơn nữa còn có thể mơ hồ thấy được một tia kim quang chảy xuôi bất định. Nửa người trên của bộ hài cốt ngoại trừ cực kỳ cao lớn thì giống hệt người bình thường. Nửa người dưới lớn hơn trăm trượng, bốn bàn chân cực lớn là nơi duy nhất trên cả bộ hài cốt còn lưu lại một ít da lông màu bạc nhạt. Không nhầm được, đây nhất định là chân thân của thiên vu tiền bối rồi lão giả họ dư hơi chút cảm ứng khí tức khủng bố phát ra từ đó liền kinh hỉ muôn phần nói. Đích thực là khí tức của vu đạo, trải qua vô tận năm tháng mà vẫn có thể bảo trì cường đại như vậy, không hổ là thiên vu lão nhân ra. Lão giả cuối cùng cũng nhắm mắt cảm ứng một phen, đồng dạng hưng phấn dị thường nói. Chẳng qua không biết y bát của thiên vu đại nhân ở nơi nào vậy. Lão giả họ ngô nhìn trong chốc lát lại nhíu mày nói. Lời này thoáng chốc nhắc nhở hai lão giả còn lại, mới phát hiện bên trong lồng sắt ngoại trừ bộ hài cốt cực lớn này thì dường như cũng không có bất cứ vật gì khả nghi cả. Đó là cái gì? Ba người đánh giá một lát, đột nhiên lão già họ dư sáng ngời hai mắt, bỗng hướng về một điểm phía trên bộ hài cốt cực lớn. Hai người còn lại lập tức tập trung tư tưởng nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở bên trong một cái xương sườn thật lớn nằm ngang mơ hồ có khảm nạm một vật gì đen đen, cẩn thận quan sát thì dường như là một ngọc bài, mà cũng giống như là một khối ngọc giản vậy. Tốt nếu nơi này không thể nghi ngờ là nơi thiên vu đại nhân vẫn lạc, chúng ta động thủ đi, nhanh chóng mở cái lồng này ra. Lão giả họ dư không trần chờ nữa mà nói, hai người khác tự nhiên không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Lúc này hào quang trên thân ba người tỏa sáng, vài kiện bảo vật hộ thể lập tức hóa thành chấn động cuồn cuộn hung hăng đánh lên một nơi trên lồng sắt. Oanh một tiếng thật lớn, một chỗ trên lồng sắt màu đen lóe lên kim quang, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ lồng sắt lung lay mấy cái, sau đó hào quang thu về lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh như cũ. Lão giả họ ngô vừa tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa quan sát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vậy mà toàn bộ lồng sắt không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Thử lại lần nữa, vẻ tàn khốc lóe lên trong mắt lão giả họ dư, miệng quát một câu, tiếp đó bàn tay phất ra hư không, tức thì trong lòng bàn tay xuất hiện một đoạn kiếm đỏ mờ như máu, mặt ngoài minh ấn vô số đồ án quái trùng cổ quái, đồng thời chui kiếm còn khảm nạm một khối tinh thể trắng nõn như ngọc lớn cỡ ngón tay cái. Một tay lão giả cầm kiếm, huyết quang lóe lên đã chém xuống vài ngón tay trong bàn tay còn lại, sau đó miệng lầm bẩm điểm về phía hư không. Lập tức vài ngón tay đứt này rơi xuống, tất cả đều hóa thành một luồng huyết vụ chui thẳng vào bên trong đoàn kiếm. chương 2360, Hài Cốt, lúc này, đoàn kiếm vang lên một tiếng ong ong, đồ án quái trùng thoáng chốc như sống lại trên thân kiếm, không ngừng di chuyển liên tục, Cánh tay của lão giả họ Dư vung lên, đoạn kiếm hóa thành một luồng huyết quang chém thẳng xuống lồng sắt. Phanh một tiếng, ngay khi huyết quang vừa tiếp xúc với lồng sắt, lập tức tiếng sét đánh vang lên, vô số hồ quang điện màu vàng lóe ra. Theo sau một tiếng trầm đục, huyết quang bị bắn ngược trở lại, lóe lên một lần nữa hóa thành đoạn kiếm rơi về trong tay lão giả họ Dư. Tịch Tà thần lôi, lão giả này cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cầm đoạn kiếm trong tay đưa lên trước mặt xem xét, nhất thời phát hiện ra vật trong tay đã xuất hiện mấy vết rách rõ ràng bộ dáng đã bị hao tổn không nhẹ. Nếu Hàn Lập nhìn thấy cảnh này chắc hẳn cũng sẽ giật mình không nhỏ. Hồ quang màu vàng mà lồng sắt bắn ra, mới nhìn thì khá giống với thần lôi mà hắn tu luyện, nhưng nhìn kỹ lại có vài phần khác nhau. Hồ quang màu vàng tuy rằng cũng phát ra kim quang chói mắt, nhưng mỗi một lần chấp động nổ vang đều mơ hồ kèm theo ký hiệu màu vàng tím như ẩn như hiện, uy lực to lớn vượt xa tịch tà thần lôi mà Hàn Lập đang nắm giữ. Thật sự là tịch tà thần lôi, không đúng, hình như cũng không phải tịch tà thần lôi bình thường. Đúng rồi, sớm nghe nói năm đó thiên đỉnh chân nhân trừ bỏ tinh thông một số loại lực lôi điện thì dường như còn nắm giữ một loại thần thông tinh luyện tinh thuần lực lôi điện, có thể khiến cho uy lực của những loại lôi đạo bình thường bỗng nhiên tăng lên hơn chục lần lão giả cuối cùng trông thấy cảnh này cũng cả kinh, nhưng lập tức nhướng mày nói. Đúng là phiền toái lớn, tịch tà thần lôi nguyên bản đã có kỳ hiệu khắc chế rất lớn với vụ đạo nhất mạch chúng ta, lại còn là loại thần lôi tinh thuần đã được tinh luyện qua như thế này, phải phá giải bằng cách nào đây? Lão giả họ dư thu đoàn kiếm trong tay lại, oán hận nói. Đoàn kiếm này nhìn như không có gì lạ mắt, kỳ thực lại có một số uy lực không thể tưởng tượng nổi, hiện giờ vì một lần xuất kỳ bất ý mà bị hao tổn, tự nhiên làm cho trong lòng lão tiếc rẻ không thôi. Yên tâm đi, ngay cả khi tịch tà thần lôi có lợi hại, nhưng không có ai sử dụng thì cũng chỉ là vật chết mà thôi, muốn phá giải thì cùng lắm cũng chỉ tổn hao thêm nhiều thời gian thôi. Ta lo lắng thực sự là cái lồng sắt này tuyệt đối sẽ không chỉ có một loại cấm chế như vậy, những cấm chế sau muốn phá giải sẽ càng thêm khó khăn. Lão già họ dư nhìn chằm chằm vào những mũi nhọn quỷ dị và xích sắt màu máu quấn quanh thân hài cốt bên trong lồng sắt, như có điều suy nghĩ nói. Khó khăn nữa cũng phải mở ra nếu không chẳng phải là chúng ta làm việc vô ích hay sao. Thôi được, lần này để lão phu thử xem U Minh âm thủy có thể phá được tịch tà thần lôi hay không. Lão già cuối cùng chấn chỉnh tinh thần, há mồm phun ra một chiếc hồ lô màu xám. Lão già này điểm một tay về phía hồ lô trên hư không, nhất thời vật ấy quay tròn rồi mặt ngoài chợt lóe lên, từ miệng hồ lô trào ra cuồn cuộn nước đen. Loại nước này vô cùng kỳ hàn, nháy mắt khi vừa bay ra khỏi hồ lô đã làm cho nhiệt độ hư không gần đó giảm mạnh, đồng thời một luồng khí màu xám cho từ đó phát ra, truyền ra bên ngoài một mùi hương cổ quái. Lão giả lại lẩm bẩm thúc giục, nước đen bỗng nhiên xoay quang trên trời cao, bỗng nhiên hóa thành một con dao long màu đen mơ hồ, dương nanh múa vuốt lao thẳng xuống lồng sắt. Mặt ngoài lồng sắt lại vang lên tiếng sấm sét, vô số kim văn hiện lên, một hang rào điện màu vàng rực rỡ lại tiếp tục hiện ra. Tiếng gầm rú nổi lên, nước đen cùng với hồ quang điện màu vàng bộc phát ra hào quang chói mắt kinh người rồi đan vào nhau cùng một chỗ. Hàn lập đứng ở trong một tòa điện phủ cực kỳ cao lớn, nhìn lên một pho tượng cao mất rất sống động ở trên bàn thờ phía đối diện, ánh mắt chấp động như đang cân nhắc điều gì. Pho tượng này có kích thước không có gì khác so với người thực, rõ ràng là một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu trắng, sau lưng đeo một thanh kiếm dài màu đỏ hồng như máu. Ánh mắt của pho tượng nhìn về phía trước, khuôn mặt mang theo vẻ hờ hững, khiến cho người ta có một loại cảm giác như tất cả mọi vật trên thế gian chỉ là hư ảo. Mà hai bên pho tượng, phân biệt có một pho tượng chim ưng khổng lồ màu xanh và một pho tượng linh thú có hình dáng bọ ngựa màu bạc, đồng dạng cũng rất sống động, lại có vẻ mười phần giữ tợn dị thương. Đây có lẽ là thiên đỉnh chân nhân, những người khác chắc cũng không thể có được phong thái như vậy. Hàn Lập quan sát chốc lát, sau đó thì thào nói một câu, ánh mắt nhìn lướt qua hai bên. Chỉ thấy ở hai bên mặt đất, có bốn bộ khôi lỗi mặc huyết giáp nằm nghiêng ngả cùng với hai bộ tàn thi không rõ của loài nào. Bốn bộ khôi lỗi huyết giáp tuy rắn vẫn nằm lẳng lặng dưới đất không hề nhúc nhích, nhưng cả người giáp phục vẫn sáng loáng, ngay cả một vết thương cũng không có, binh khí cự trùy, cự kiếm trong tay đều hoàn hảo như không có tổn hao gì, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đứng lên vậy. Về phần hai bộ hài cốt kia, một cái thì chỉ còn lại nửa thân người, bốn thanh phi kiếm đen thui bị trống không cắt ra thành hơn 10 phần rơi ở bên người. Một bộ hài cốt còn lại thì cái đầu đã không cánh mà bay, bên người còn lưu lại một nửa tấm chắn màu tím đã bị hủy hoại và một cây thước nhỏ màu bạc đã bị vặn vẹo thành hình dáng như một cái quai treo. Hai bộ hài cốt nằm ở giữa hai cỗ khôi lỗi huyết giáp, tư thế dường như là dốc sức liều mạng chiến đấu với mấy bộ khôi lỗi này, trông bộ dáng cũng vì thế mà mất mạng. Dựa theo linh khí sót lại toát ra từ trên hài cốt mà phán đoán, thì đây chính là hai kẻ đã chiến đấu cự thú ở đại sảnh của tầng đầu tiên. Chẳng qua khi ánh mắt Hàn Lập nhìn kỹ hai bộ hài cốt vài lần mà vẫn không trông thấy bảo vật hay pháp khí gì còn sót lại, thân hình mới chấp động một cái biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện phía sau bức tượng của thiên đỉnh chân nhân. Ở chỗ này rõ ràng có một tòa pháp trận loại nhỏ không toàn vẹn, trung tâm của nó có một bệ đá màu trắng ngà đường kính hơn một trượng, mặt ngoài phân biệt có mấy cái lỗ lõm vào hình dạng khác nhau, dường như nguyên bản được khảm nạm một thứ gì đó, nhưng hiện giờ thì lại trống rỗng, có vẻ như đã sớm bị người khác đoạt đi. Mà ở bên cạnh pháp trận, hai bộ hai cốt khác dường như nằm sát nhau trên mặt đất, tuy nhiên bộ giáp y trên người một tên đã bị vỡ vụn ra thành từng tấc, hai cốt bị một thanh cốt thủ trực tiếp xuyên thủng qua đan điền. Bộ hai cốt còn lại mặc trường bào màu xanh biếc, nhưng hai cốt bên trong lại đen xì như mực, có lẽ là đã trúng một vật cực kỳ độc nào đó, dáng vẻ như mất mạng chỉ trong tích tắc. Lúc này, Hàn Lập nhìn hai bộ hài cốt chốc lát, lập tức hư không phất ra một tay, Bốn cái vòng tay chữ vật có màu sắc khác nhau đồng thời từ trên hai bộ hài cốt bay ra, chính xác rơi vào lòng bàn tay hắn. Hàn Lập dùng thần niệm quét qua phía trong mấy cái vòng tay một lượt, thần sắc không đổi thu chúng lại, sau đó bắt đầu đánh giá pháp trận đã bị tổn hại kia. Pháp trận truyền tống, Hàn Lập kiểm tra một chút, lập tức phát hiện ra truyền tống này vốn là dùng được, nhưng đáng tiếc là cả pháp trận đã bị phá hủy hoàn toàn, cho dù muốn chữa trị cũng không phải là chuyện một giờ nửa khắc có thể hoàn thành. Hàn Lập đi vòng quanh pháp trận mấy vòng, bỗng nhiên dừng lại nhíu mày nhìn vào một dấu vết màu đỏ sậm bên trên pháp trận, một tay phất ra, nhất thời từ đó bay ra một đoàn huyết quang mỏng manh, có vẻ cực kỳ ảm đạm, bộ dáng như có thể lóe lên mà tan biến bất cứ lúc nào. Hàn Lập cuốn tay ra, bình nhỏ chứa tinh huyết của băng phách lại hiện ra. Phốc một tiếng, không chờ hắn phải thi triển pháp quyết gì, ngay khi bình nhỏ xuất hiện, đoàn huyết quang nhỏ này lập tức bay qua, lóe lên chui vào bên trong bình nhỏ không thấy bóng dáng phía trong bình nhỏ lập tức huyết quang chấp động mạnh hơn so với trước vài phần. Của nhiên là tinh huyết mà băng phách đạo hữu đã lưu lại từ trước, xem ra hẳn là đã từng qua nơi này, đồng thời cũng dựa vào pháp trận truyền tống này mà rời đi. Hàn lập thì thào vài câu, sau đó ánh mắt nhìn xuống pháp trận đã bị tổn hại kia, khuôn mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Tay áo hắn rung lên, từ đó bay ra liên tiếp những dụng cụ bầy trận như trận kỳ trận bàn, còn có hơn 10 khối tinh thạch màu sắc khác nhau, tất cả đều không ngoại lệ trôi nổi ở bốn phía pháp trận thần sắc hàn lập trở nên chăm chú, bàn tay điểm lên hư không. Suy một tiếng, từ đầu ngón tay bay ra một giải sáng xanh dài vài thước hết sức nhỏ bé, bay nhanh tới những nơi tổn hại của pháp trận bắt đầu tu bổ những linh văn thiếu khuyết do bị tổn hại. Tuy rằng không có khả năng khôi phục y hệt như ban đầu, nhưng với trình độ trận pháp của Hàn Lập thì việc khôi phục lại bảy tám thành là có thể đủ để sử dụng thủ đoạn khiến pháp trận khôi phục khả năng truyền tống. Một ngày sau, bên trên hồ máu bộc phát ra dao động cực kỳ kinh người, một con quái vật đầu hưu thân người, Tân mang lân giáp màu đen xì, cầm trong tay một con dao khổng lồ màu bạc bỗng nhiên lóe lên hiện ra trên không trung, tiếp đó nó giơ tay hung hăng chém xuống phía dưới. Một tiếng tiêm minh chói tai thoáng chốc vang vọng khắp bầu trời. Mặt ngoài con dao khổng lồ màu bạc liên tiếp hiện ra luồng khí màu xám cho, đồng thời những nơi nó đi qua trống không hiện lên từng khối từng khối quang cầu màu lục nhạt. Hư không phụ cận dưới sự xuất hiện của ớt con dao khổng lồ lập tức vặn vẹo mơ hồ, dáng vẻ như sắp bị chém rách ra vậy. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, một vầng sáng rực màu xanh biếc từ nơi con dao khổng lồ chém xuống bộc phát ra, cuồn cuộn chấp động trên không trung càng ngày càng áp sát xuống. Một luồng khí tức kinh người lập tức điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến cho hồ máu phía dưới bị đè ép đến mức trống rỗng hiện ra một cái hố cực lớn, lộ ra dưới đáy là vô số hải cốt màu trắng. Oanh một tiếng, không trung hiện ra một hình cung màu bạc thô to như cái vạc nước, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, tiếp theo đó là rậm rạp mưa máu điên cuồng tuôn xuống, bao phủ toàn bộ hồ máu bên trong đó. Chờ tới khi hào quang từ những quang cầu màu xanh biếc tắt đi, cuối cùng cuồn cuộn biến mất trong hư không, tình hình không chung phía dưới làn mưa máu mới chậm rãi hiển lộ ra. Chỉ thấy giờ hút này, Vu Linh Tam Thánh rõ ràng phân ra làm ba vị trí khác nhau trôi nổi trong không chung, trong tay đều cầm một pho tượng quái thú đầu hưu thân người cao hơn một thước giống hệt nhau. Mà lồng sắt cực lớn đang bị ba người vây ở giữa, giờ phút này đã nứt ra một lỗ thủng lớn tới vài chục trượng. Ha ha, tốt, không uổng công chúng ta tiêu phí nhiều thời gian tới như vậy, cuối cùng cũng phá mở được cái lồng sắt này rồi. Hai vị đạo hữu còn chờ gì nữa, chúng ta đi vào thôi. Lão già họ dư thấy cảnh này cười lớn một tiếng nói. Tiếp đó thu pho tượng đang cầm trong tay lại, liền hóa thành một luồng cầu vồng lao thẳng tới lỗ thủng trên lồng sắt. Vẻ mặt hai lão giả còn lại cũng vô cùng hưng phấn, lóe lên cũng lao vào trong lồng sắt. Về phần quái thú đầu hưu thân người kia sau khi chém ra một kích vẫn lẳng lặng trôi nổi phía trên lồng sắt một chút. Ngay khi độn quang của ba lão giả thu về, thân hình một lần nữa hiện ra ở độ cao khoảng 10 trượng phía trên bộ hài cốt nửa người nửa ngựa, thần sắc vui mừng cẩn thận đánh giá bộ hài cốt đang bị xích sắt màu huyết sắc trói thành một khối này. chương 2361, Huyết sát thi Tuy nhiên ba người cũng là những kẻ vô cùng cẩn thận, nên không ngay lập tức hạ xuống bên cạnh bộ hài cốt mà liếc mắt nhìn nhau, sau đó lão già họ ngô mới cẩn thận từng ly từng tí búng một ngón tay ra, một tia sáng đen toát ra từ đầu ngón tay từ từ hạ thấp xuống phía dưới. Ngoài dữ liệu của ba người, tia sáng đen vừa hạ xuống chạm tới sợi xích dài màu huyết sắc bỗng nhiên đằng một tiếng bốc cháy rào rạt. Chỉ sau thời gian vài hô hấp, sợi huyết xích trông có vẻ rất có lai lịch bỗng hóa thành cho tàn. Hai cốt của thiên vô phía trong dưới ngọn lửa đen này vẫn không hề thay đổi chút nào mà bảo trì nguyên vẹn hoàn hảo như lúc ban đầu. Ba lão giả thấy vậy thì quá đỗi vui mừng, lão giả họ ngô lại càng không chờ chờ gì nữa, pháp quyết trên tay thu lại tức thì lửa đen phía dưới chớp lên rồi tắt ngấm lão già này thân hình lay động một cái liền hạ xuống chỗ đoạn xương cốt đã vụng trộm dò xét từ lúc trước trung tâm của miếng xương cốt này bất ngờ chính là bóng đen mơ hồ rất giống với ngọc giản mà lúc trước đã thấy hai lão già khác thấy vậy đồng dạng cũng hưng phấn bay xuống hiện tại hai vị đạo hữu có khả năng phân biệt rõ vật ở nơi này chưa lão già họ ngô ngưng thần tinh tế đánh giá bóng đen bên trong xương cốt sau một lúc lâu mới nhướng mày hỏi không được, trong xương cốt của thiên vu đại nhân có một lực lượng quấy nhiễu thần thức nào đó, mặc dù có thể quan sát rõ ràng hơn bên ngoài một ít, nhưng một khi thần niệm xâm nhập vào bên trong thì sẽ lập tức bị đánh tan ra, không cách nào xem rõ diện mạo chân thực của vật này. Lão giả họ dư thu hồi ánh mắt, buồn bực nói. Lực lượng thần niệm của tại hạ còn kém xa hai vị đạo hiếu, nếu nhị vị còn không làm được thì tiểu đệ lại càng bất lực. Lão giả cuối cùng than nhẹ một tiếng trả lời, được rồi, mặc kệ nó là vật gì, nhưng đã là thiên vu đại nhân lưu lại thì quá nửa cũng có liên quan tới y bát truyền thừa chúng ta cứ trực tiếp phá vỡ lấy nó ra chẳng phải là sẽ rõ ràng hết thảy hay sao lão giả họ dư liếm liếm môi cười một cách quái dị nói tiếp đó không chờ hai người kia trả lời ánh áng trắng lóe lên một thanh cốt kiếm hẹp dài màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay rung lên một cái lập tức hung tợn chém xuống vị trí của bóng đen phanh một tiếng cốt kiếm màu trắng vừa tiếp xúc với xương cốt trong nháy mắt uy năng lớn lao ẩn chứa trong đó lại bị một luồng lực lớn từ phía dưới đánh bật trở lại rồi tiêu tan toàn bộ mà biến mất vô ảnh vô tung mũi kiếm trông vô cùng sắc bén lại càng không hề lưu lại chút dấu vết nào ở vị trí vừa chém di hài của thiên vu này lại cứng rắn như làm bằng kim cương vậy vu linh tam thánh trông thấy cảnh này chẳng những không hề uể oải ngược lại sau khi liếc mắt nhìn nhau đều thấy được biểu cảm dị thường kinh hỉ trên khuôn mặt đối phương ngay cả hài cốt sau khi chết đi đều mạnh mẽ tới trình độ này có thể thấy công pháp tu luyện khi còn sống của thiên vu huyền diệu ra sao. Điều này khiến cho vu linh tam thánh càng thêm vài phần chờ mong với y bát truyền thừa của thiên vu. U cốt kiếm không được, xem ra bảo vật phổ thông khác cũng không cách nào phá hư được hài cốt này. Bảo vật có uy năng quá lớn thì lại có thể phá hủy cả vật giấu bên trong. Để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn nên vận dụng bí thuật trực tiếp lấy nó ra thì hơn. Lão giả họ ngô hít sâu một hơi, dứt khoát nói. Ngô huynh muốn vận dụng thấu hoán thuật, lão giả họ dư nghe vậy thần sắc khẽ động cũng chỉ có thuật này mới đảm bảo được việc không phá hư hài cốt mà vẫn có thể lấy vật kia ra thôi lão giả họ ngô trả lời nhưng thuật này yêu cầu tiêu hao pháp lực cực lớn lúc trước ngô huynh đã vận dụng không ít nguyên khí bây giờ còn có thể thành công thi triển thuật này hay sao lão giả thứ ba do dự chốc lát lo lắng hỏi yên tâm lão phu đã nói như thế đương nhiên sẽ có vài phần nắm chắc nếu thi triển thất bại nhị vị đạo hữu lại dùng tới thủ đoạn xét đánh cũng chưa muộn hai lão giả còn lại nghe đối phương nói thế, tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Vì thế chỉ thấy lão giả họ ngô móc ra một viên đan dược màu đỏ tươi, ngẩng đầu nuốt vào. Tiếp đó khoanh chân ngồi xuống chỗ cu trong chốc lát, tới khi trên mặt một lần nữa xuất hiện huyết quang mới đứng dậy, khí tức toàn thân vốn có chút suy yếu bỗng chốc khôi phục lại không ít. Lão giả liếc mắt nhìn bóng đen trong xương cốt phía dưới, cánh tay nâng lên. Mười ngón tay cực kỳ nhanh chóng bấm niệm một loại pháp quyết huyền diệu nào đó, đồng thời trong miệng niệm một loại chú ngữ khó hiểu nào đó hai người khác thì đứng một bên nghiêm nghị quan sát hết thảy theo tiếng chú ngữ càng ngày càng lớn thiên địa nguyên khí xung quanh hồ máu bởi vậy mà run lên dùng một tiết tấu quỷ dị chấn động không ngừng phụ cận thân hình lão giả họ ngô cũng theo đó bắt đầu xuất hiện một ít phù văn màu trắng ngà không biết tên đồng dạng cũng run rẩy nhịp nhàng và phát ra âm thanh ông ông trầm thấp pháp quyết trên tay lão giả dừng lại một bàn tay từ từ thò tới bóng đen đâu trong xương cốt lúc này phù văn màu ngà gần đó hơi dừng lại rồi bỗng nhiên trở nên trong suốt bàn tay đang lộ ra của lão giả họ ngô cũng đồng dạng theo đó mà trở nên lóng lánh trong sáng rồi cũng trở thành trong suốt một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện năm ngón tay trong suốt vừa tiếp xúc với xương cốt liền giống như vô hình mà trực tiếp chui vào trong đó mà chụp tới bóng đen được cất giấu bên trong cử động trông vô cùng đơn giản này lại làm cho pháp lực của lão giả họ ngô nhanh chóng giảm xuống với một tốc độ nhanh đến mức khó có thể tin chỉ sau thời gian chốc lát đã khiến sắc mặt lão trở nên tái nhợt mồ hôi đầm đìa phù phù một tiếng năm ngón tay của lão giả họ ngô rốt cục cũng túm được bóng đen chậm rãi lùi về từng tấc một động tác còn chậm chạp hơn nhiều so với lúc trước tuy nhiên ngay khi phù văn trong suốt bắt đầu chấp động liên tục bất định bàn tay nắm chặt năm ngón rốt cục cũng từ trong xương rút ra ánh lửa chấp động lập tức khôi phục hình thái ban đầu dường như cùng một thời gian phù văn bay lượn xung quanh khẽ vang lên âm thanh rồi tất cả đều hơi chấp động mà nổ tung Mặc dù khuôn mặt lão giả họ ngô đầm đều mồ hôi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Ngô huynh, nhanh để chúng ta nhìn xem vật này có phải là ngọc giản ghi lại y bát công pháp của thiên vu đại nhân hay không. Hai lão giả còn lại quá đỗi vui mừng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt không hề trước mắt. Trong đó lão giả họ dư lại càng cấp bách nói. Lão giả họ ngô cũng không trả lời hai vị đồng bạn cái gì, mà sau khi hít sâu một hơi mới chậm rãi nâng bàn tay đang nắm chặt lên rồi từ từ xòe ra một miếng ngọc bài phân bố vô số linh văn màu đen chi chít ở bên ngoài bất ngờ xuất hiện ở đó đây là lão giả họ dư không nén nổi hơi tỏ ra ngơ ngác nhưng còn chưa chờ lão phản ứng gì lão giả họ ngô bỗng sắc mặt đại biến kêu một tiếng không hay bỗng nhiên đưa tay ném ngọc bài lên trời cao đồng thời thân hình nhanh chóng bắn ngược về phía sau phanh một tiếng ngọc bài trong tay nổ tung từ đó phun ra vô số phù văn màu đen chi chít những phù văn này mơ hồ một cái Bỗng nhiên bắn ra bốn phương tám hướng như mưa to gió lớn. Mới vừa tiếp xúc với bộ hài cốt cực lớn phía dưới thì như sống lại mà ào ào liều mạng chui vào bên trong. Với cự ly gần như thế, Vu Linh Tam Thánh dù có kinh hãi liều mạng trốn tránh cũng vẫn bị một bộ phận phù văn màu đen chớp lên đã chui vào thân thể bọn họ. Vậy mà linh quang hộ thể chẳng mảy may có chút hiệu quả nào. Ba lão giả khô gầy quá sợ hãi, hoặc là một tay bấm niệm pháp quyết, thể nội lao ra một kiện chí bảo phòng ngự, hoặc quát khẽ một tiếng thân hình thoáng chốc bừng bừng lửa đen cao tới cả thước. Nhưng bất kể ba người có thi triển loại thần thông nào, thì sau một tiếng rầm đều trực tiếp ngã quỵ xuống, từ không trung nện thẳng xuống hải cốt phía dưới. Giờ phút này, bất kể là trên mặt hay tay chân của Vu Linh Tam Thánh cũng đều hiện ra từng sợi tơ đen, dường như phân bố trên mỗi tác da thịt của ba lão. Ba lão giả cảm thấy bất kể là thân thể hay chân nguyên, thoáng chốc tất cả đều trở nên vô cùng tê liệt thậm chí ngay cả nguyên anh ẩn sâu bên trong thể nội cũng đồng dạng bị những sợi tơ đen quấn quanh chi chít không cách nào động đậy được. Dưới kinh biến như thế, tự nhiên khiến cho tớ cả vu linh tam thánh đều cực kỳ kinh sợ. Vào lúc này, bộ hài cốt nửa người nửa ngựa vốn không hề nhúc nhích ở bên cạnh cũng đồng dạng bị những sợi tơ đen lan tràn ra cả thân hình thể nội, trong thời gian nháy mắt đã phân bố trên mỗi tấc của cơ thể. Từ trong hốc mắt trống rỗng của bộ hài cốt bóng chấp hiện hai luồng sáng xanh, quay tít một vòng bóng hóa thành hai luồng lửa xanh bốc cháy rào rạt. Cùng lúc đó, thân hình khổng lồ của nó chấp động huyết quang, ngoài thân thoáng chốc hiện lên một tầng màn sáng huyết sắc minh mông, tiếp đó chúng ngưng tụ lại cực nhanh rồi bỗng hóa thành vô số sợi tơ máu, đồng dạng chấp một cái đã chui vào bên trong thân hình bộ hài cốt. Sau một khắc, từ trong hài cốt truyền ra âm thanh suy suy quái dị, hai loại tơ máu màu đỏ đen bỗng nhiên quấn quanh lấy nhau như đại địch sinh tử, điên cuồng vặn vẹo cắn nuốt lẫn nhau. Nhất thời, bên ngoài thân hình của hài cốt thoáng nổi lên hai màu sáng đỏ đen chói mắt, khi tối khi sáng chấp chấp liên tục bất định. Sát thi, là huyết sát thi biến. Thứ vừa rồi không phải là y bát của thiên vu đại nhân, mà là phù văn cấm chế chấn nhiếp thi biến của thiên đỉnh chân nhân. Lão giả cuối cùng trông thấy một màn như vậy, sắc mặt bá cái trở nên vô cùng tái nhợt, từ miệng kêu to lên một tiếng thất thanh. Hai lão giả khác cũng bắt đầu hoảng sợ, liều mạng dùng các loại pháp quyết khác nhau với mục đích có thể điều động chân nguyên, đáng tiếc những sợi tơ đen kia như giỏi trong xương, xít sao bám vào kinh mạch khắp nơi khiến cho tất cả bí thuật pháp bảo đều không mảy may có chút hiệu quả nào sau chốc lát cả ba lão giả đều cắt không còn chút máu ngoài một tiếng kêu quái dị từ trong miệng lớn của bộ hài cốt truyền ra tiếp theo hốc mắt chớp động lửa xanh hài cốt vốn đang đứng yên không nhúc nhích bắt đầu khẽ run lên đồng thời những sợi tơ máu bên trong thể nội thoáng cái thô to lên gấp mấy lần ào ào xé nát những sợi tơ đen sen kẽ ở giữa thành phấn vụn tiếp đó lại cắn nuốt dung hợp chúng tiến vào bên trong thể nôi đảo mắt đã thấy những sợi tơ đen bên trong cơ thể bắt đầu tan biến đi với tốc độ cực nhanh, hai cốt vốn đang bất động bỗng nhiên khẽ động cánh tay thô to ấn xuống mặt đất một cái, sau đó thân hình khổng lồ ầm ầm chấn động, thoáng cái đã ngồi lên hơn nửa. Lần này, thoáng chốc khiến cho cả Vu Linh Tam Thánh như hồn phi phách tán. Nếu là lúc bình thường, dù cho sát thi này có lợi hại đến đâu thì ba người liên thủ cũng sẽ không có chút sợ hãi, nhưng loại tình huống như cá nằm trên thất thế này tự nhiên là hoàn toàn khác hẳn mắt thấy sát thi do bộ hài cốt thiên vô biến thành thật sự sắp phá vỡ cấm chế của thiên đỉnh chân nhân trên cơ thể, ba người đồng thời nổi lên ý muốn liều mạng. Chỉ thấy ngay lập tức lão giả họ ngô và lão giả họ dư cùng hét lớn một tiếng, thiên linh cái đồng thời khẽ vang lên âm thanh nổ tung, mỗi một cái đều có một đứa trẻ lượn lờ sông ra từ là khói mờ. Đến lão giả cuối cùng, ánh sáng xanh bỗng hiện ra trong hai mắt, mặt ngoài da thịt bỗng chốc hiện lên phù văn màu xanh, lập tức vô số dây leo cành lá thực vật màu xanh mượt điên cuồng từ trong thể nội tuôn mạnh ra, trong khoảnh khắc hóa thánh một người cây khổng lồ cao tới vài chục trường. chương 2362, Tam Thánh vẫn lạc. Người cây vừa biến ảo thành, lập tức khôi phục một chút khả năng hành động, tứ chi bỗng nhiên rung lên mãnh liệt, từ thể nội truyền ra một hồi chấn động quỷ dị, bộ phận sợi tơ đen trong thân hình vừa mộc hóa bị mạnh mẽ đánh bật ra, tiếp đó người cây nhanh chóng phun ra cuồn cuộn xương mù đưa cả thân hình nó bay lên không trung âm thanh suy suy vang lên hải cốt vốn đang chỉ hoãn động tác của thiên vu bóng khẽ động hai cánh tay mười ngón tay lấy tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy chụp về phía trời cao lập tức vô số tia máu hóa thành một tấm lưới lớn đan vào nhau kéo xuống thân hình người cây vừa bay ra đột nhiên dừng lại rồi bỗng nổ tung thành vô số mảnh nhỏ sau khi nổ tung một sợi khí xanh quay tròn ngưng tụ với nhau hóa thành một hư ảnh màu xanh nhạt bay ra chỉ sau một cái chấp động đã xuất hiện bên ngoài trời cao cách đó 20 mươi trượng Đớp mắt đã sắp đuổi kịp hai đứa trẻ phía trước. Nhưng vào lúc này, đốm lửa xanh trong mắt bộ hài cốt khổng lồ chớp lên một cái, miệng lớn bỗng chốc há to phun ra một luồng huyết hà xinh đẹp dị thường. Hư ảnh màu xanh chỉ cảm thấy hư không xung quanh đột nhiên căng ra, từ sau lưng lập tức truyền đến một lực hút lớn tới khó có thể tưởng tượng, chỉ kịp hét thảm một tiếng liền bị huyết hà kéo xuống, chấp động một cái đã không hề chống cự được chút nào mà dễ dàng bị hút vào trong miệng của bộ hài cốt, nhanh chóng bị nhai ngấu nghiến. Độn quan chớp một cái, nguyên anh của hai lão giả họ ngô và họ dư nhân cơ hội bay ra khỏi lồng sắt nhưng ánh mắt thoáng quét về phía sau lại vừa lúc trông thấy kết cục chết thảm của lão giả cuối cùng hai lão giả vừa sợ vừa giận lão giả họ dư lập tức hét lớn một tiếng nguyên anh vặn vẹo hai tay một luồng lửa đen lóe lên sau lưng lại đón gió vụt lên biến thành một hư ảnh bỏ cạp toàn thân đen kịt tiếp đó hai tay của nguyên anh bấm niệm pháp quyết định thúc giục bò cạp này xông vào lồng sắt nhưng ngay lúc này phanh một tiếng cánh tay bị nguyên anh của lão giả họ ngô bắt lấy chút công kích ấy chẳng có tác dụng gì đâu. Chúng ta đã mất đi thân thể, hơn nữa trước đó còn hao tổn quá nhiều nguyên khí, đã không thể làm gì được bộ huyết sát thi này nữa, vẫn nên thừa dịp nó chưa hoàn toàn khôi phục tự do mà chạy trốn chết đi thì hơn. Bằng không cả ba chúng ta có khả năng toàn bộ bỏ mạng nơi đây. Vừa dứt lời, phía dưới lồng sắt vang lên một tiếng lớn, một chân của hài cốt khổng lồ khẽ động, thân hình khổng lồ run rẩy chốc lát rồi đứng thẳng lên, hai mắt chấp động lửa xanh thẫn thờ liếc nhìn hai nguyên anh bên ngoài lồng sắt. Lúc này, những sợi tơ đen trong thể nội hài cốt đã bị cắn nuốt hơn nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ tụ tập ở một bắp chân, tiếp tục nguyễn cưỡng ngăn chặn sự tấn công của tơ máu. Hai nguyên anh vừa tiếp xúc với ánh mắt của hài cốt thì đều không tự chủ được mà trong lòng phát lạnh. Được, ta nghe ngô huynh, chúng ta đi. Lão giả họ dư cắn răng một cái, đem pháp tướng bỏ cạp sau lưng tản đi, không cam lòng nói. Đúng thế, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, chỉ cần chúng ta bảo toàn được tính mệnh còn sợ không báo được vụ này hay sao? Lão giả họ ngô thở phào một hơi. Từ cái đầu của bộ hài cốt khổng lồ bên trong lồng sắt phát ra một tiếng hô dài khiến cho người ta sởn cả gai ốc, một cái chân khác lại vụt lên, thân hình từ từ đứng thẳng. Đi, lần này hai nguyên anh không dám tiếp tục lưu lại tại chỗ nữa mà lập tức hiện lên độn quang hóa thành hai luồng cầu vồng màu trắng xanh phá không bay đi. Chỉ sau vài cái chấp động, hai lão giả đã bay tới rìa của hồ máu, mắt thấy chuẩn bị thúc giục pháp quyết triệt để chạy ra khỏi khu vực này nhưng ngay thời điểm mấy chốt đột nhiên phía trước vang lên âm thanh ầm ầm một mảnh huyết hà lại không chút dấu hiệu nào mà hiện ra rồi cuồn cuộn bay tới đón đầu hai lão giả cả kinh vội vàng dừng độn quang lại hai nguyên anh hiện ra liếc mắt nhìn nhau lập tức một tên một tay bấm niệm pháp quyết hư ảnh bỏ cặp lại một lần nữa lóe lên sau lưng một tên thì hé miệng phun ra một cái chuông nhỏ màu xanh và một lá chắn bằng xương trắng huyết hà trông có vẻ cực xa nhưng chỉ mơ hồ đã không rõ bằng cách nào mà đến ngay gần đó huyết quang thu về từ đó song song đi ra nam tai nam tử có dung mạo hoàn toàn giống nhau. Huyết hợp ngũ tử lão giả họ ngô cả kinh, thất thanh kêu tên của năm người đối diện. năm vị đạo hữu sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ vẫn một mực âm thầm đi theo huynh đệ chúng ta muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi hay sao? Hùng quang chấp động trong mắt nguyên anh của lão giả họ dư, lão âm trầm hỏi. Thân sắc của năm tên thanh niên vẫn thẫn thờ đứng ở chỗ cũ không động đậy, giống như căn bản chưa hề nghe thấy lời nói của kẻ đối diện vậy. Điều này khiến cho cả hai lão giả đều trở nên ngơ ngác. Lão giả họ Dư chợt nghi ngờ, lần này mới đem ánh mắt dò xét huyết hợp ngũ tử vài lần, rốt cuộc cũng phát hiện ra sự khác biệt so với trước kia của năm tên thanh niên. Giờ phút này trong mắt của huyết hợp ngũ tử chớp động hào quang đỏ tươi cực kỳ, đồng thời da thịt vốn sáng bóng cũng trở nên khô quắt đi vài phần, ngoài ra cơ thể còn tản mát ra một mùi hôi thối mục nát mà trước đây chưa hề có. Tâm niệm lão giả xoay chuyển, lập tức nghĩ tới điều gì sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Lúc này lão giả họ ngô cũng đã phát hiện ra sự quỷ dị của huyết hợp ngũ tử, liếc mắt nhìn lão giả họ dư, sau đó thân hình của hai nguyên anh khẽ động lập tức lui ra xa, giữ khoảng cách với huyết hợp ngũ tử. Hai vị còn muốn đi đâu, thân thể của hai vị đạo hữu đã mất, chỉ bằng giao nguyên anh ra để bản tọa trực tiếp cắn nuốt gia tăng thêm hai phần thần thông thì hơn. Một âm thanh u ám đột nhiên từ phụ cận hư không truyền ra, tiếp theo huyết quang chấp động, bầu trời trên đầu huyết hợp ngũ tử chấn động chấp hiện ra một cái huyết ảnh sáng lấp lánh khẩu khí của các hạ thật lớn, người thật cho rằng huynh đệ ta chỉ còn lại Nguyên Anh là có thể tùy ý trà đạp hay sao? Lão giả họ dư nghe vậy giận dữ trả lời, chỉ bằng một mình ta thì vẫn hơi có chút thua kém, nhưng lúc này đã có nhiều thêm năm cụ huyết khôi lỗi, bắt giữ các người tự nhiên là chuyện dễ dàng. Huyết ảnh phát ra tiếng cười u ám, không nói thêm gì nữa mà một tay bấm niệm pháp quyết, hư không bốn phương tám hướng vang lên âm thanh ầm ầm vô số đám mây đỏ như máu không chút dấu hiệu mà cuồn cuộn hiện ra, vừa lúc đem cả đám hai nguyên anh, Huyết ảnh và huyết hợp ngũ tử vây khốn vào trong đó. Tiếp đó huyết ảnh thần bí cười một tiếng đắc ý, thân hình nhào về phía trước hóa thành một đạo huyết hồng bay vụt đi. Thân hình năm người huyết hợp ngũ tử khẽ động, từng người thả ra kiếm quang cao vài chục trượng, vung vẩy thúc dục, hung hổ lao tới hướng hai nguyên anh. Nguyên anh của hai lão giả thấy vậy, mặc dù kinh sợ đan sen nhưng đồng dạng cũng thúc dục bảo vật thần thông chống lại, tuy nhiên trong chớp mắt đã rơi vào thế hạ phong, trong mắt không nén nổi toát lên thần sắc tuyệt vọng. Bọn họ đã mất đi thân thể tuyệt đối không thể kiên trì quá lâu, sợ rằng chỉ trong chớp mắt sẽ bị đối phương bắt lại. Kết quả cuối cùng nằm trong dự liệu của hai người bọn họ. Sau thời gian một bữa cơm, thời điểm bóng người huyết sắc đang thưởng thức vài kiện bảo vật trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, luồng sáng màu huyết sắc bên ngoài thân bất ngờ lại nồng hậu hơn so với lúc trước ba phần. Bỗng nhiên một tiếng hống quái dị từ trung tâm hồ máu mơ hồ truyền đến. Huyết sát thi, hắc hắc, không nghĩ tới vô tình cắm liễu liễu xanh um, vốn chỉ muốn tìm y bát của thiên đỉnh chân nhân, không nghĩ tới lại tìm được cả huyết sát thi, lại còn là hài cốt của cường giả đại thừa biến thành sát thi, chỉ cần đem sát thi tế luyện một phen thì dù chống lại thiên kiếp hay đối địch đều có kỳ hiệu không thể tưởng tượng được. Huyết ảnh mừng rỡ tự nói vài câu, ánh mắt nhìn về phía tiếng giống to nơi xa dần hiện lên vẻ dữ tợn, thu hồi bảo vật trong tay lại. Tay áo hắn rung lên, bên ngoài thân hình tuôn ra huyết quang mạnh mẽ, lập tức cuốn lấy cả hắn và huyết hợp ngũ tử vào bên trong, hóa thành hào quang cuồn cuộn bay vào trung tâm hồ máu. Lúc này, trong lồng sắt khổng lồ, bộ huyết sát thi do hài cốt thiên vu biến thành đã cắn nuốt toàn bộ những sợi tơ đen bên trong thể nội, thân hình khổng lồ lay động rồi thoáng chốc đứng thẳng lên. Nhìn về cuồn cuộn huyết hà phía xa, từ trong miệng sát thi gào lên một tiếng, hung quang chấp hiện trong mắt, đồng dạng cũng bay ra khỏi lồng sắt, bay thẳng tới nghênh đón huyết quang cuồn cuộn đang tới. Một lát sau, bầu trời hồ máu vang lên âm thanh ầm ầm liên minh không dứt. O không ô, rốt cục cũng sửa xong, có thể chống đỡ được hai ba lần truyền tống rồi Hàn Lập nhìn về phía pháp trận cỡ nhỏ đã được sửa đổi hoàn toàn, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Trải qua thời gian nửa ngày, hắn chẳng những dùng tài liệu tự mang theo chứa trị pháp trận này mà thậm chí còn thay đổi đôi chút nhưng không hề mảy may ảnh hưởng tới hiệu quả truyền tống của nó. Ngay sau đó, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, pháp trận cực kỳ thuận lợi bắt đầu khởi động mà truyền ra âm thanh ong ong, lập tức không trần chờ gì nữa mà bước dài vào trong đó. Ánh sáng màu trắng cuốn lên, cả người hắn liền chui vào bên trong pháp trận biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, thời điểm Hàn Lập mở mắt ra một lần nữa, bất ngờ lại đứng bên trong một không gian tối đen. Nơi này là, màu xanh lóe lên trong mắt Hàn Lập, Linh Mục lập tức mở ra lập tức đem mọi thứ xung quanh nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy giờ phút này, thân hình hắn đứng trên một khu vực tương tự như một ngọn núi nhỏ, gần đó là vài cột chất lỏng cao tới 10 trường, phía dưới là một truyền tống pháp trận không lớn lắm. Nơi xa hơn là những đỉnh núi uốn khúc, cây cối tốt tươi, cứ như hắn Đờ Nác đứng trong một vùng đồi núi trùng điệp vậy. Hàn Lập chỉ nhìn chốc lát, đột nhiên khẽ cười, tay áo rung lên, từ đó bay ra một thanh phi kiếm màu xanh, nó đón gió vụt lên bỗng hóa thành một thanh đao lớn hơn trăm trượng như cột chống trời, bề ngoài phát ra ánh sáng màu xanh chói mắt. "Trảm!" Hàn Lập nhàn nhạt ra lệnh, lập tức thanh đao khổng lồ ngân dài bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm quang dài hơn ngàn trượng quét ra bốn phương tám hướng. Những nơi mà kiếm quang màu xanh lấp lánh đi qua, tất cả hư không đen thui đều bị chém rách hiện ra ánh sáng hình ảnh những dãy núi liên minh phía xa đột nhiên văn vẹo một hồi bỗng chỗ biến thành tường đá tinh xảo cao tới vào trục trượng đem toàn bộ cả tòa núi nhỏ và một ít cây cối xung quanh vây lại tới con kiến cũng không lọt nơi hắn đứng lại trông như một đình viện to lớn hai mắt hàn lập híp lại một lần nữa dò xét tường đá màu trắng phía xa trên mặt lóe lên vẻ khác thường đột nhiên quay đầu nhìn về một cái cây đại thụ nào đó trên đỉnh núi nhàn nhạt nói một câu đạo hữu đã ẩn núp thời gian dài như thế, còn không ra gặp hàn mỗ, chẳng lẽ các hạ muốn tại hạ tự mình ra tay mời hay sao? chương 2363, băng phách hiện thân. Đạo hữu đã sớm phát hiện ra thiếp thân, phía sau đại thụ nhàn nhạt chấn động, từ đó truyền ra một âm thanh êm tai. Tiếp đó bóng người lóe ra, từ cái cây đi ra một nữ tử kiều diễm mặc áo vàng, nhưng khuôn mặt nhìn về phía hàn lập có vẻ đề phòng. Hàn lập nhìn nữ tử có dung mạo gần như hoàn toàn giống với huyết phách, lập tức mỉm cười. Nhưng sau khi thần niệm quét qua thân ảnh nàng thì trên mặt hiện ra một ít biểu cảm khác thường. Hẳn là Băng Phách Đạo hữu rồi, không nghĩ tới vừa tiến vào nơi này đã lập tức gặp được tiên tử, hơn nữa đạo hữu còn tiến giai tới cảnh giới đại thừa. Hàn Lập không chút hoang mang nói, nữ tử trước mặt có khuôn mặt hoàn toàn giống với huyết phách, bất ngờ lại cũng tản ra linh áp đại thừa, chẳng qua có lẽ mới tiến giai vài năm nên khí tức có vẻ hơi chút bất ổn. Làm thế nào mà các hạ nhận ra thiếp thân, ta và đạo hữu là lần đầu tiên gặp mặt thì phải? Nữ tử áo vàng cả kinh, nhưng không phủ nhận thân phận của mình mà cẩn thận dị thường hỏi ngược lại. Mặc dù cũng là tu sĩ đại thừa nhưng nữ tử này tự biết tu vi bản thân còn chưa được củng cố, không cách nào có thể so sánh với tồn tại cùng dai, hơn nữa thân ở một nơi bí địa bực này như thiên đỉnh cung, tự nhiên trong càng thêm cẩn thận. Đạo hữu không cần lo lắng, ta được hóa thân huyết linh của ngươi mời tới giúp đỡ, cũng là tu sĩ nhân tộc. Còn làm cách nào nhận ra tiên tử thì đương nhiên là nhờ vật này cảm ứng. Hàn lập nhàn nhạt nói, sau đó một tay đưa lên hư không trong tay lập tức xuất hiện một cái bình nhỏ long lánh chấp động huyết quang nhàn nhạt, nhạt đồng thời trực tiếp ném tới nữ tử hàn đạo hữu là đại thừa nhân tộc còn đem theo bên mình tinh huyết của khối hóa thân huyết phách của ta trách không được vừa gặp hàn huynh ta đã ẩn ẩn cảm ứng được trên mình đạo hữu có đồ vật cực kỳ quen thuộc với mình nữ tử áo vàng chính là băng phách tiên tử vừa nhận lấy bình nhỏ sau khi kiểm tra tinh huyết bên trong một chút sốt cục trở nên kinh nghỉ đan sen Đạo hữu đã bị vây khốn ở chỗ này lâu như vậy chẳng lẽ chưa từng nghĩ qua kế sách rời khỏi đây hay sao? Hàn lập nhân cơ hội này dò xét xung quanh một lần, như có điều suy nghĩ nói. Thiếp thân sao có thể không nghĩ tới việc tìm kế thoát thân, nhưng đây là trung khu của thiên đỉnh cung, là nơi mà thiên đỉnh chân nhân hao phí nhiều tâm huyết nhất bố trí ra một không gian độc lập, trừ khi đạo hữu sử dụng truyền tống pháp trận này ngoài ra căn bản không có đường nào vào không gian này nữa. Mà thời điểm năm đó có vài vị đạo hữu xông vào cùng thiếp thân thì tất cả đều đã chết hết. Hơn nữa pháp trận bên ngoài cũng bất ngờ bị hủy diệt, tu vi của thiếp thân lúc ấy còn chưa cao, chỉ có thể thúc thủ vô sách bị nhốt ở nơi đây. Cũng may tại đây bản thân ta nhận được một ít y bát công pháp của thiên đỉnh chân nhân, cộng thêm những năm này một mực chuyên tâm khổ tu, rốt cục vào mấy năm trước may mắn tiến vào cảnh giới đại thừa. Đúng rồi, không biết khối hóa thân huyết linh của ta hiện giờ ở nơi nào, từ khi hàn đạo hữu truyền tống vào ta dường như cũng mơ hồ ảm ứng được nàng đang ở trong thiên đỉnh cung mới phải. Băng phách than thở một tiếng, sau đó mới giải thích, có thể giúp cho đạo hữu trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã tiến giai tới cảnh giới đại thừa, có thể thấy y bát của Thiên đỉnh chân nhân quả nhiên không tầm thường, không hổ danh là người đã phi thăng. Lúc này huyết phách đạo hữu đang còn ở khu vực bên ngoài tìm kiếm đạo hữu. May mắn là năm đó đạo hữu còn lưu lại hậu chiêu này, bằng không dù cho tại hạ có tâm tương trợ thì cũng đành bất lực. Hàn Lập cười cười trả lời, cũng thật khó cho huyết phách nhưng nàng có thể mời đại năng chi sĩ trong tộc bực này như hàn đạo hữu tương trợ quả thật là ngoài dự liệu của ta. Thiếp thân nguyên bản lưu lại nàng bên ngoài là muốn nàng tìm một ít sự trợ giúp từ vài tên bạn hữu dị tộc từng tương giao trước kia thôi, băng phách cười xinh nói. Hắc hắc, có lẽ là huyết phách cảm thấy việc mời ta càng chắc chắn hơn vài phần. Hàn lập sờ sờ cầm cười hắc hắc, dùng thân phận đại thừa của đạo hữu, huyết phách có cảm thấy như thế cũng là bình thường. Thời điểm năm đó thiếp thân rời khỏi nhân tộc, trong tộc dường như chỉ có hai vị đại thừa là ngao khiếu và mạc giản ly tiền bối hàn huynh hẳn là tiến giai đại thừa chưa lâu tuy nhiên năm đó ta có quen biết một vài đạo hữu tu vi hợp thể kỳ nổi danh nhưng khuôn mặt của hàn huynh quả thật là có vài phần lạ lẫm chẳng lẽ là tu sĩ vẫn một mực ẩn cư khổ tu băng phách nghĩ đến cái gì lộ ra một chút nghi hoặc hỏi hàn mỗ đích thực là tiến giai đại thừa chưa bao lâu còn việc tiên tử cảm thấy tại hạ lạ lẫm cũng không phải việc gì kỳ quái bởi vì tại hạ cũng đến từ một nhân giới cùng với tiên tử hơn nữa sau khi tiên tử mất tích tại hạ mới phi thăng linh giới nói ra tại hạ và tiên tử quả có chút cùng nguồn gốc năm đó tại hạ từng tiến vào hư thiên điện và nhận được di lưu của tiên tử là hư thiên đỉnh cùng một vài chỗ tốt khác hàn lập cười mà như không cười trả lời cái gì người có được hư thiên đỉnh mà thiếp thân di lưu lại nhân giới lại còn sau khi thiếp thân mất tích mới phi thăng chẳng phải là Hàn Huynh tu luyện từ cảnh giới hóa thần tới đại thừa chỉ dùng có thời gian mấy ngàn năm thôi sao? Băng phách tiên tử nghe Hàn Lập trả lời xong, đôi mắt đẹp thoáng chốc trợn to hơn vài phần, triệt để kinh ngạc đến ngây ra. Điều này cũng khó trách, với tốc độ tiến dài nghịch thiên như Hàn Lập, sợ rằng kẻ năm đó từng phi thăng tiên giới như thiên đỉnh chân nhân gặp phải cũng sẽ trợn mắt há mốc mồm. Tại hạ cũng nhờ có chút cơ duyên mới có thể tiến dài nhanh như thế. Ngược lại thì năm đó tại hạ may mắn nhận được hư thiên đỉnh, nếu không có vật ấy, Ta và Huyết Phách Đạo hữu muốn tiến vào Thiên đỉnh cung sợ rằng sẽ phí thêm không ít công phu. Ngoài ra số cường giả đại thừa tiến vào Thiên đỉnh cung cũng không chỉ có mình ta, hai người chúng ta vẫn sớm nên rời khỏi nơi đây thì hơn. Tòa pháp trận bên ngoài mặc dù đã bị ta động chút tay chân, nhưng không thể cam đoan không bị kẻ đến sau phát hiện. Bằng Phách Đạo hữu nếu còn chuyện gì chưa hiểu, chỉ bằng chờ ra ngoài gặp Huyết Phách Đạo hữu tự nhiên sẽ rõ ràng mọi chuyện. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nghiêm mặt nói: đi ngay bây giờ, ngoài dữ liệu của Hàn Lập, băng phách tiên tử nghe thấy vậy lại có vẻ trần chờ Sao vậy, đạo hiếu còn chuyện gì chưa giải quyết xong ở đây hay sao? Hàn Lập là người cỡ nào, tâm niệm chuyển động cực nhanh liền có rõ ràng vài phần hỏi. Hàn Huynh đã là đại thừa cùng tộc, lại có chung mấy phần nguồn gốc với thiếp thân, tiểu muội cũng không giấu giếm gì nữa. Ban đầu mặc dù ta phát hiện ra nơi giấu y bát công pháp của thiên đỉnh chân nhân, cũng lấy được không ít bảo vật, nhưng còn bảo tàng ở một nơi trọng yếu chưa thể mở ra được. Không có cách nào lấy ra vài kiện trọng bào mà thiên đỉnh chân nhân lưu lại. Vài kiện bảo vật này và công pháp của thiên đỉnh chân nhân là hỗ trợ lẫn nhau, đối với thiếp thân cực kỳ trọng yếu. Băng phách tiên tử do dự một chút, sau đó vẫn cắn răng nói thật. Mặc dù việc này càng ít người biết càng tốt, nhưng nếu bây giờ rời khỏi thì tự nhiên là càng vô vọng với những bảo vật này. Bảo tang ở chỗ nào, nếu không quá chậm trễ thời gian thì để ta xem qua một lần, nếu như đủ khả năng tự nhiên sẽ giúp tiên tử lấy ra bảo vật Hàn Lập không để bụng nói, Hàn huynh yên tâm, nơi giấu bảo vật rất gần đây. Nếu đạo hữu có thể giúp tiểu muội phá vỡ cấm chế, tiểu muội nguyện ý chỉ lấy những bảo vật có liên quan với công pháp, còn hơn nửa trọng bảo còn lại đều tặng tất cả cho Hàn huynh. Băng Phách tiên tử nghe vậy càng thêm mừng rỡ, Hàn Lập mỉm cười, nhưng không nói thêm gì, vì vậy dưới sự dẫn đường của nữ tử này, hai người lập tức bay từ ngọn núi xuống chấp động vài cái đã tới trước mặt gần một đoạn tường đá. Bàn tay ngọc của băng phách thò ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt tường nơi đó. Tức thì ánh sáng chấp hiện, một cái động lớn sáng lấp lánh trống không hiện ra trên tường đá. Thân hình hai người vụt lên, sau đó liền lặng yên tiến vào trong đó. Sau thời gian cạn một chung trà, hai người hàn lập xuất hiện trong một tòa đại điện màu xám trắng. Tất cả đại điện này đều xây thành từ những viên gạch trắng lớn, lộ ra vẻ cổ xưa thần bí. Mà ở trung tâm đại điện, bất ngờ đứng vững một pho tượng của thiên đỉnh chân nhân chỉ là một mực tản ra ánh bạc nhàn nhạt pho tượng này cũng đồng dạng đeo một thanh tiểu kiếm sau lưng nhưng trong tay lại có nhiều thêm một tòa tháp nhỏ lung linh rực rỡ tất cả bảo tàng cuối cùng của thiên đỉnh chân nhân đều bên trong tòa tháp nhỏ kia đáng tiếc thần thông của thiếp thân có hạn cho dù bị lưu lại ở nơi đây thời gian dài như thế vẫn không cách nào phá vỡ cấm chế bên trên đó hàn huynh cẩn thận một chút cấm chế phía trên có khả năng phản lực vô cùng lợi hại lần đầu thiếp thân không cần thận bị hao tổn tới mức phải tính dưỡng vài chục năm sau mới bình phục đấy băng phách chỉ ngón tay vào tòa tháp nhỏ màu vàng có vài phần ngưng trọng nói a à, cứ để hàn mỗ thử trước một lần đã hàn lập khẽ nhíu lông mày không có quá nhiều biểu cảm nói tiếp đó một ngón tay vạch vào hư không chấp hiện ra một luồng kiếm khí lấp lánh màu xanh chém thẳng vào tòa tháp nhỏ màu vàng phanh một tiếng tinh quang trên đỉnh tòa tháp nhỏ lưu truyền một hồi lại biến ảo ra một tầng màn sáng lón lánh như mặt gương kiếm quang chém lên phía trên lập tức chấp động chui lọt vào trong đó. Tiếp đó hàn quang hiện ra, một luồng kiếm quang màu xanh lấp lánh giống hệt từ trong màn sáng bắn ra, hung hổ cuốn thẳng tới hàn lập. Ánh mắt hàn lập chấp động, ngón tay một lần nữa khẽ động lại bắn ra một luồng kiếm quang màu xanh, đem kiếm quang đang bắn tới đánh tan đi. Nhưng sau một khắc, trên thân hắn vang lên tiếng sét đánh, mấy tia hồ quang điện màu vàng nổi lên. Theo tiếng xét cuồn cuộn ngưng tụ lại với nhau hóa thành một con điện xà màu vàng nhào về phía tòa tháp nhỏ tư lượng một tiếng điện xà màu vàng vừa tiếp xúc với màn sáng đồng dạng cũng lặn nhập vào trong đó nhưng sau một lát từ bên trong vang lên âm thanh ầm ầm số điện xà tương ứng lại từ đó nhào ra cấm chế phản xạ thú vị đấy chẳng qua loại cấm chế này đại khái đều có mức giới hạn thừa nhận cao nhất để ta dùng uy năng lớn công kích thử một lần xem sao rốt cục hàn lập cười nhẹ bàn tay phất lên hư không lập tức đánh tan tất cả điện xà đang bắn tới một tay còn lại giơ lên trong tay thoáng hiện ra một tòa núi nhỏ màu xanh. Cùng lúc đó, Hàn Lập gầm nhẹ một tiếng, ngoài thân bỗng nhiên tỏa kim quang rực rỡ, đồng thời từng miếng lân phiến màu vàng như ẩn như hiện trên da thịt, hai cánh tay thoáng chốc thô to hơn mấy lần. Năm ngón tay khẽ dùng lực, bỗng nhiên xoay một vòng, tòa núi nhỏ màu xanh liền phát ra âm thanh u u rồi bị ném đi, mơ hồ một cái bỗng lặn nhập vào hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, phía trước tòa tháp nhỏ màu vàng chấn động, tòa núi nhỏ màu xanh bừng sáng chấp hiện ra, hung hăng đập lên trên màn sáng, tức thì một trận sóng năng lượng dập dần tỏa ra. chương 2364, đoạt bảo, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ màn sáng bỗng nhiên lõm vào, từng vết nứt nhỏ hiện lên rồi vang lên tiếng vỡ vụt. Đúng lúc này, tiểu tháp trên tay pho tướng thiên đỉnh chân nhân đột nhiên nổi lên từng vân sang màu trắng nhanh chóng chui vào bên trong màn sáng, nhanh chóng bù đắp như lúc ban đầu. Một tiếng phanh vang lên, nơi màn sáng bị lõm vào kia nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời cũng dùng lực đẩy tiểu sơn màu xanh bắn ngược trở ra. Hàn lập nhướng máy, một tay khẽ vẫy liền thu tiểu sơn vào trong tay áo. Hàn huynh, cái pho tướng thiên đỉnh chân nhân này thật không tầm thường, không ngờ nó lại cùng với tiểu tháp hỗ trợ lẫn nhau. Lúc trước ta đã dùng hết các thủ đoạn cũng không thể phá vỡ loại cấm chế hỗ trợ nhau này. Băng phách ở một bên thấy kết quả như vậy thì liền thất kinh trong lòng. Chỉ là một kích tiện tay của Hàn Lập mà đã thiếu chút đem màn sáng đánh nát, nhưng nàng vẫn nhanh chóng giải thích đã như vậy thì sẽ hủy diệt pho tưởng kia trước vậy. Sự tàn khốc lóe lên trong mắt Hàn Lập, miệng lạnh lung nói một câu. Một tiếng gầm nhẹ, kim quang bên ngoài thân Hàn Lập đột nhiên sáng chói, thân hình cũng điên cuồng lớn lên, chỉ phút chốc đã biến ảo thành một cự viên lông vàng cáo mấy chục trường. Đồng thời sau lưng cũng có chấn động mạnh mẽ truyền ra, một pháp tướng ba đầu sáu tay cũng theo đó hiện ra. Phốc, phốc hai tiếng, hai tay lớn của cự viên vừa lật, Hai tòa tiểu sơn màu xanh và đen lại một lần nữa hiện ra trong lòng bàn tay, nhoáng một cái đã biến thành cực kỳ to lớn. Hai tay cử viên run lên, rồi dùng một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố đem hai tòa tiểu sơn hung hăng ném đi. Chỉ là mục tiêu lần này không phải là màn sáng kia mà chính là pho tượng Thiên đỉnh chân nhân. Hai tòa tiểu sơn vừa rời tay lập tức hóa thành hai luồng quang ảnh màu xanh và đen, phát ra âm thanh xé gió mà bay thẳng tới gần pho tượng kia. Ánh sáng chợt lóe Tiểu tháp bỗng tỏa ra một màn sáng khổng lồ đem pho tượng hoàn toàn che chở bên trong. Đồng thời, pho tượng vốn không nhúc nhích giờ phút này thanh trường kiếm sau lưng lại tự động rung lên. Suy, suy hai tiếng truyền ra, hai đạo kiếm khí trắng xóa từ trên pho tượng bắn ra, một đạo dùng tốc độ xét đánh đánh trận đầu hai tòa núi nhỏ đang đánh đến. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh phát ra, hai tòa tiểu sơn khẽ rung lên liền đem hai đạo kiếm quang kia đánh cho tan tành, nhưng cũng vì thế mà lực lượng cũng giảm đi hơn nửa. Lúc cả hai chúng nó đập lên màn sáng bao phủ pho tượng, pho tượng lại nhanh chóng phóng ra bạch quang. Màn sáng lại bị lõm xuống như muốn bắn ngược trở lại. Nhưng mà lúc này, kim mau cử viên đã cất bước, chỉ lóe lên đã chui vào hư không mà biến mất. Sau một khắc liền mơ hồ xuất hiện bên trên màn sáng, hai nắm tay đầy lông nắm chặt, bên ngoài mọc lên từng cái gai nhọn màu tử kim, rồi dùng lực mạnh bạo đánh xuống phía dưới. Trong phút chốc, vô số quyền ảnh màu tử kim điên cuồng phát ra tiếng rít hướng màn sáng đánh xuống lúc đầu quyền ảnh còn bị nhập vào bên trong rồi phản xạ trở lại nhưng dưới công kích điên cuồng như vậy thì màn sáng hấp thu cũng chậm hơn đối với những công kích về sau chỉ có thể dựa vào bản thân mà ngăn cản cứ như vậy chỉ phút chốc màn sáng đã vang lên từng tiếng bạo liệt dưới từng đoàn từng đoàn quyền ảnh đồng thời bản thân nó cũng bắt đầu hiện lên vẻ bất ổn